chỉ có một mẫu thôi. Đẹp không? Có nhiều không? Có khoảng tầm khoảng 50 con. 199 4. Hello các tình yêu. Em chào mọi người nha. Có ai đang xem được like của em không nè? Áo đẹp quá à. Em tặng các chị mẫu này mặc cho xinh nhá. Hello chị Nguyễn Hà. Xin chào tất cả các tình yêu nhá. Tối nay em xả mẫu lẻ cho các chị nhá. Em xả mẫu lẻ đi, áo em mặc á. Rồi ok luôn, đợi em một tí để em xem nào. Lấy cho em mấy ít mắt đi chị ơi. Sơ sơ lẻ lẻ đi sao. Hôm nào cũng xem bị nghiện à. Có tối nhất nhỉ. Sau này tối tối thế. Đẹp nhỉ, cái mẫu này xinh nhỉ. Đẹp quá các chị này. Hàng này hơn 300 nghìn các chị ạ, hơn 300. Các bác nhìn cho em nhá. Nó vẫn đủ size đủ số. Để chợ nó vẫn đủ size đủ số. Ngày hôm nay xin phép tặng các chị nhà mình chia sẻ like. Để chợ vào like nhanh nhanh cho em ạ. Xin cho em, cho em xin một nút chia sẻ các chị nhá. Cho em Loan xin một nút chia sẻ với. Để cho các chị comment luôn mã này chuẩn cho em luôn ạ. Tại vì hôm nay em lên sớm rất là nhiều mã hàng. Em đang muốn gọi là tổng củ xả hết luôn. Để chợ cho nó gọn mẫu các chị yêu nhá. Cho em xin lượt chia sẻ với. Đấy. Hả? Bộ nào? À ừ ừ. Được chưa các bác ơi? Hả? Ừ tí tí lên sau. Phao di lê bây giờ em không biết là nó ở chỗ nào ấy chị ạ. Bây giờ không biết ở chỗ nào luôn các chị này. Em tặng cái áo cái em đang mặc các chị yêu nhá. Toàn bộ của là hàng túi zip xịn các chị luôn như này. Đấy chị ạ, toàn bộ của nó là dòng kiểu sơ mi kiểu ấy, sơ mi kiểu của dòng cao cấp luôn ạ. Em có size các chị là SML 3 size. Đấy, SML 3 size ạ. Em nói chung là chốt đơn các chị tầm khoảng 45 cân nhá, 45 cân ạ, đến tầm khoảng là 62 63 cân đổ về. Đấy chị ạ, 45 đến 62 63 cân đổ về em chốt đơn ạ. Các chị comment là mã gì ạ? Xả kho 1 ạ. Đấy chị ạ, xả kho 1 và kèm số điện thoại cho em với ạ. Xả kho 1 kèm số điện thoại em đang có, em mặc là màu em gọi là màu cam các chị nhá, màu cam này. Tông màu thứ hai nó sẽ là tông màu nâu ạ. Đấy chị ạ, tông màu thứ hai tông màu nâu tây này. Và tông màu thứ ba nó sẽ là tông màu trắng ạ, ba màu cho em ạ. SML 3 size. SML 3 size ạ, lên chuẩn mã hàng cho em là xả kho 1 cộng số điện thoại ạ. Ngày mai các chị chọn màu nhá. Bình thường nếu mà các chị đang mua mức giá áo này đang là trên 300.000 giá thị trường. Đấy chị ạ, đang là trên 300.000 đồng giá chị Trường ạ. Ngày hôm nay ạ, chị nào chia sẻ live stream ạ, em tặng các chị yêu luôn ạ. 99.000. Em ơi, sập giá luôn các chị này. 99.000 đồng ạ. 99k và kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của nó là dòng cao cấp các chị nhá. Toàn bộ dòng cao cấp luôn ạ. 99.000 đồng một áo. 99.000 đồng ạ, không hề nghe nhầm luôn. Chị nào nhanh tay chị ấy được. Đấy chị ạ, ngày hôm nay chị nào nhanh tay chị ấy được cho em ạ. Xả kho 1 ạ, kèm theo màu với số điện thoại ạ. Đẹp mà lại rẻ đúng không ạ? Nói chung là thôi ạ, cuối năm rồi. Em xin phép là chia khách hàng cái mã này. Đấy, xả kho 1 các chị lên đôn ạ, đẹp dã man luôn các chị ạ.
em mặc size S chị ạ. Em mặc size S nói chung là các chị 45 đến 60, 263, 64 cân rồi với các chị mặc vừa cho em ạ. Vì cái thân này của nó là chất u mì chị nhá. Chân thân chất u mì cho em ạ. Tay của nó sẽ là kiểu là pha sơ mi này ạ, xả kho 1 ạ, cộng số điện thoại cho em. Chị nào nhanh tay mình có đơn ạ. Để chạy chị nào nhanh tay mình có đơn hàng ạ. Xả kho 1 màu trắng, màu nâu và tông màu cam các chị nhá. Trắng nâu cam kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng ạ. Em bao giá toàn quốc luôn. Để chạy em bao giá toàn quốc luôn ạ. Nói chung là mỗi mã anh em còn ít. Đấy, mỗi mã còn ít là chị Nguyễn sáng cho em số điện thoại với ạ. Em mặc là màu cam các chị nhá. Mỗi em gọi là màu cam đây ạ. Màu cam này, màu trắng với tông màu nâu, ba màu luôn các chị nhá. Xả kho 1 cộng số điện thoại cho em ạ. Nhớ mình chia sẻ livestream mình có đơn ạ. Áo này mặc đẹp lắm, em cảm ơn chị gái. Đây các chị này. Đẹp dã man luôn các chị yêu. Đấy chưa? Xả kho 1 cho em ạ, 99.000. Em ơi giá gọi là vô đối luôn ạ, không có chỗ nào có cái giá này. Thực sự luôn ạ, không có chỗ nào bán được giá này luôn các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ cũng là hàng Quảng Châu các chị nhá. Toàn bộ hàng Quảng Châu mà em tặng các chị luôn ạ, 99.000 đồng một áo. Ok chưa ạ? Dòng này vẫn đang bán là trên 300 các chị nhá, trên 300.000. Ngày hôm nay sập giá luôn các chị luôn ạ, 99.000 đồng ạ. Xả kho 1 tặng các chị chọn màu, chọn size vừa. Hàng em ở đây có size số các chị nhá. Có size có số luôn ạ, màu nâu này, nâu tây các chị này. Màu nâu tây cho em ạ. Đấy, màu nâu tây này các chị này. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em màu nâu. Và em mặc là màu cam các chị nhá. Xả kho 1 cho em ạ, trắng nâu cam và cộng số điện thoại ạ. Đẹp quá các chị ơi. Em ơi, ai nghĩ cái áo này có 100.000 một cái đúng không? Nếu mà các chị mua ngoại trường toàn bộ trên 300.000 hết. Toàn bộ của nó dòng trên 300.000. Được chưa các chị này? Em tặng các chị luôn ạ, 99.000 đồng. Không câu like, không câu view nhá các chị nhá. Ngày mai chị nào mình được mình hoan hỉ ạ. Chị nào không được thông cảm cho em với mẫu này. Rồi ạ, qua mẫu luôn nào. Rất là nhiều mã. Đấy, bình thường em có thể đang bán mẫu này trên 300 nhưng bây giờ em tặng các chị 100.000 cái. 100.000 một cái cho nó gọn mẫu, gọn mã luôn ạ. Ok chưa ạ? 100.000. Rồi tiếp theo ạ. Có da nhung không? Em có. Chị ơi, da nhung ý ở tí ở trong kia thì xả luôn. Lấy áo gió đi, áo gió tí bọn em tí sau. Đẹp thôi. Hả? Màu đẹp. Ừ, hôm nay về toàn màu đẹp thôi. Rồi ơi, về toàn màu đẹp thôi các bà ơi. Ăn mặc cái kiểu gì đấy? Trên đông dưới hè vậy. Em ơi, xem mẫu này còn bao nhiêu cái. Các chị này. Thực sự luôn ạ. Để xem một em xem áo gió, xem là gió lẻ ở chỗ nào đây. Đây là mẫu kia đi, mẫu lỗ xinh xinh điệu điệu kìa. Cái mẫu kẻ kẻ caro kìa. Rồi để em lên các chị một mẫu này cho các chị gọi là bây giờ các chị mua về mặc Tết này. Đấy. Tại vì xác định năm nay em nghỉ sớm mà. Em tầm 15 âm là em nghỉ rồi, qua mùng 10 là em nghỉ rồi các chị nhá. Bây giờ các chị tranh thủ bây giờ xả giá đẹp luôn các chị ạ. Nó vẫn đủ size đủ số nhưng mà số nó còn ít ý. Đâu đây em à? Có mấy màu đấy chị? Đây các chị nhớ mẫu này không? Để chắc các chị nhớ mẫu này không ạ? SML đúng không? SML. Các chị nhìn hàng cho em mà chị nào thích điệu điệu xinh xinh các chị mặc mẫu này cho em ạ. Chị nào thích điệu điệu xinh xinh mặc mẫu này cho em. Đưa cho em cái size M nào. Nên nào? À. Mặc đi đâu mà mặc? Đi chơi, đi ăn, em đi ăn cơm. Không. Em mặc luôn con này này, vẫn đủ size số SML các bác nhá. Vẫn đủ size số SML luôn ạ. Các chị lên mẫu này cho em là xả kho 2. Đấy, chân váy em mặc là 235.000 chị ơi. Chân váy em mặc là 235 nhưng mà nó còn lẻ vài chiếc thôi. Mã này các bác lên cho em là gì ạ? Xả kho 2 kèm số điện thoại ạ. Thực sự luôn các chị này, nhìn hàng cho em nhá. Để chị ạ, nhìn hàng cho em ạ. Hình như ở ngoài kia có cái áo tay nhung lỡ, áo nhung lỡ cho em. Đúng rồi, bộ tâm nhà em là xả lỗ thì nhà em phải cọc tiền chị ơi. Chứ bây giờ nhiều chị à, đã xả lỗ rồi xong là đặt mấy bộ liền xong là đến nơi lại bom hàng. Em lại phải vừa mất tiền lỗ tiền hàng xong lại mất tiền hoàn đơn hoàn về nữa. Cho nên là đơn hàng cuối năm rồi các chị nhá, thông cảm giúp em với ạ. Những cái đơn hàng nào mà em đã xả lỗ, những cái bộ ví dụ như cái bộ nhung tâm ấy, là em đã tặng các chị có 195.000, bình thường em đang bán là 260, 270 ấy. Đấy. Bây giờ em đã sale các chị có bao nhiêu? 195.000. Nên các chị thông cảm nhá. Đây, kéo em vừa. Đây các chị yêu. Rồi, cho con này 99.000 đồng đi. Giá này là giá cho các chị luôn rồi. Thực sự luôn ạ, giá này là giá cho các chị luôn rồi ạ. Xả kho 2 cho em ạ. SML 3 size, em mặc cái áo 2 giây nó hơi to nhỉ. Đấy, xả kho 2 và cộng số điện thoại các chị yêu mình chốt đơn hàng ạ. Cái mẫu này các chị mặc bệt vai cũng xinh. Nhưng mà em đang lười là bỏ cái áo con lên đây quá. Đấy, thôi. Em mặc qua tại vì em không hay mặc cái kiểu điệu điệu lắm đâu.
Đấy, đây các chị này. Ví dụ các chị mặc bệt vai cho em như này cũng xinh ạ. Tại vì cái bờ vai của em hơi to. Em hay mặc lên vai thôi, ít khi mặc bệt vai á. Đây các chị nhá, mã này các chị coi là xả kho 2 ạ. Thôi 99.000 đồng luôn đi. Em lười bán những kiểu điệu điệu xinh xinh này lắm. Đấy, xả kho 2 nhá. Kho mà các chị chốt, các chị yêu từ khoảng là 40 cân nhá các chị nhá. 40 cân đến 60 cân. Đấy, 40 cân đến 60 cân đổ về. Chốt đơn hàng SML 3 size ạ, 99.000 đồng một áo. Được chưa các chị, như thế này đã gọi là nhiệt tình rồi các bác chưa ạ? Như thế này đã nhiệt tình chưa các chị ơi ạ? 99.000 đồng, các chị nhìn hàng cho em này. Em ơi, ai bán áo này 99.000 đồng em cho không luôn. Được chưa, em cho không luôn ạ. Tặng các chị luôn nhá, 99.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng cho là xả kho 2 kèm số điện thoại. Này mình ơi, cái này nó có cả đen phải không? Nhưng mà có nhiều không? Đen nhiều chị ạ. Đây có cả đen nhá, mẫu này em có cả đen mới kể. Đấy, em lười. Em lười tay lắm. Đây này, em mặc qua các chị mình xem luôn thôi. Để cho em mặc qua các chị mình xem luôn ạ. Xả kho 2 nhá các chị nhá. Em mặc là xả kho 2 kẻ này. Và xả kho 2 cho em màu đen ạ. 2 màu các chị ơi, mẫu này có 2 màu ạ. Xả kho 2 cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng ạ. Đấy, 60 cân áo đỏ đen. Chị comment mẫu như thế là không chốt được đơn đâu chị ơi. Các chị phải comment cho em mà chuẩn cái mã hàng chị nhá. Comment chuẩn mã hàng cho em. Mẫu này đang có màu đen này và em nó có kẻ. Các chị lên ạ, chuẩn mã cho em ạ, xả kho 2 cộng số điện thoại cho em ạ, 99.000 đồng một áo. Chất nó đẹp lắm luôn các chị này. Để chạy chất co giãn cho em ạ. Các chị ơi, hàng này chất của nó hơn 300.000. Để chạy hơn 300.000, bây giờ em tặng các chị luôn ạ, 99.000 đồng. 99.000 đồng ạ, lên đơn hàng ạ, xả kho 2 và cộng số điện thoại ạ. Chị Doãn à, Chi Doãn Mỹ Lai Chim, em cảm ơn chị nhá. Xả kho 2 chị Phương Dũng này, chị Ngoan Hiền chốt đơn hàng ạ. Đen mới lại là kẻ đấy chị nhá, kẻ này cũng xinh. Đấy, kẻ này cũng xinh luôn ạ, xả kho 2 và kèm số điện thoại cho em ạ, 99.000 đồng một áo. Đấy, 99.000 đồng, các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Còn áo gió đi, áo gió nhà mình còn lẻ, chỗ nào đưa đây em xem với. Nhung á, cái nhung ở trong góc góc kìa. Em thấy rất là nhiều cái nhung nhung tay bồng, nhung tay lỡ ấy. Bộ nhung tam em còn nhưng mà lẻ linh tinh lắm chị ơi. Nó lẻ mẫu, lẻ màu ấy. Chị Tư Ung Hoàng có, Phạm Huyền Như, Thắm Nguyễn có đơn ạ, Vân Phùng có đơn hàng ạ. Các chị lấy cả đen cả kẻ, nếu mà các chị hợp những cái gu này các chị lấy luôn cả hai màu cho em ạ. Tại vì em đang mặc cái bên trong cái áo hai dây nó hơi bị cao cho nên là nó không được đẹp. Đấy, xả kho 2 cho em ạ, cộng số điện thoại các chị chốt đơn hàng nhá. Được chưa? Đâu nhung đâu? Đâu? À đây là nhung này, bác nào thích nhung ạ? Bác nào thích áo nhung không? Em cũng tặng các chị luôn áo nhung như này nhá. Rồi tiếp theo ạ, nhiều mẫu xịn như này luôn, các chị tranh thủ luôn nhá. Tại thời điểm này là rẻ và đẹp nhất luôn. Nào kéo em cái. Chị kéo lên cho em thì chị phải biết kéo xuống chứ. Thấy chưa? Để ăn vào phải có đường ra chứ. Đấy. Này chị ơi, cái này rơi xuống đất này. Đây này. Rồi ôi, 355.000 một cái giá cũ này các bác ơi. 355.000 giá cũ nhá các bác nhá. Được chưa ạ? Em sập sàn luôn mẫu này này các chị này, đủ size không? Hình như là chắc vẫn đủ size đủ số. Được chưa ạ? Chắc vẫn đủ size số luôn đấy. Mã này các chị comment là xả kho 3 các chị nhá, xả kho 3 kèm số điện thoại ạ. SML 3 size ạ. Được chưa ạ? SML 3 size lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại. Con này áo nhung cho em. Áo nhung của nó tay bồng các chị ơi. Áo nhung tay bồng ạ, lên chuẩn mã cho em là xả kho 3 kèm số điện thoại ạ, 99.000. 355.000 ra xả các chị 99.000 đồng. Đấy, 355.000 đồng bây giờ em tặng các chị luôn cũng 99.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Áo nhung các bác nhá, nghĩa là nhung này đắt hơn đấy. Nhung đắt hơn nhưng mà thôi ạ. Em hứa là em làm. Đấy, em hứa là em làm luôn ạ. SML 3 size đằng sau có cài này. Đằng sau lại sẽ có cài các chị nhá. Em đang có màu đen đến màu nâu. Đen với nâu bò ạ. Màu đen và màu nâu bò. Ui các chị này. Em ui sao nó đẹp vậy. 355.000 một áo đó các bác ơi, không nói điêu luôn nhá. Được chưa ạ, giá cũ đang là 355.000. Giờ tặng các chị luôn 100.000 một cái. Được chưa ạ, 100.000 đồng một cái. Tay của nó là tay bồng bồng như này các chị này. Mặc trông rất là trẻ luôn. Đấy, mặc trông rất là trẻ luôn. Các chị nhìn chất nhung cho em này. Nó mềm mượt cực sự luôn ấy. Xả kho 3 cho em ạ, dưới 65 cân đổ về nhé. Em có size vừa. Rồi hàng này loan chất như nước cất. Em cảm ơn chị. Nói chung nhận hàng các chị cứ bóc hàng xem hàng ạ. Toàn bộ hàng Quảng Châu các chị nhìn tay mác cho em này. Đấy, nhìn tay mác cho em nhá. 99.000 đồng luôn. Ok chưa ạ, 99.000 đồng ạ. Lên đơn chuẩn mã, nói chung là mỗi mã nó còn ít thôi chị ạ.
Mỗi mã nó có ít thôi các chị nhá. 99.000 đồng một bộ thể thao còn không em? Em còn. Em còn mỗi 99.000 đồng các chị ơi ạ. Không câu like, không câu view. Nói chung là em còn bao nhiêu em xin phép em xả hết, chứ không không bảo lên một vài cái là xong là các chị chốt đơn lại không chốt. Để chạy trừ khi nó hết hàng thôi các chị nhá, trừ khi hết hàng thôi ạ. Xả kho ba cái này em còn tầm khoảng mấy chục cái chị nhỉ? Đến 20 cái đúng không? Còn tầm 20 cái. SML các chị nhá, SML 3 size. SML 3 size ạ. Hai đứa kia rủ con bóng đi rồi. Xả kho ba. Em gọi là thực sự luôn, em tiếc đứt ruột luôn các chị ạ. Em tiếc rất luôn, tại vì em lỗ quá nhiều các chị ơi. Em lỗ quá nhiều rồi. Nên đừng chị nào bom hàng của em nhá, cuối năm rồi. Tết nhất đến nơi rồi, em chỉ kiếm cái bánh chưng gọi là bánh chưng chay thôi. Nhà không cần phải nhân thịt hà, tại vì Covid như này, tại vì giá gọi là xả lỗ sập sàn luôn các chị nhá. 99.000 đồng một áo. Còn quần bò thổ chị ơi, em còn nhá. Rồi tiếp theo chị ơi, áo gió đi, cho các chị mua áo gió hàng Quảng Châu đi. Nó đẹp dã man luôn như này các chị này. Xả kho ba cho em à. Từ từ đã. Hôm nay có một mẫu áo đá. Ghi đi đấy. Đây alo xô cái áo thổ đá đi, thổ đi. Đúng rồi, chiều nay chúng nó xong. Không phải xô ạ. Alo xô lên. Rồi, các chị này. Áo thổ này cho em ạ. Thực ra em vẫn bán giá bình thường, các chị vẫn mua nhá các chị nhá. Cho em một con nâu với chị nhá, xả kho ba nâu. Ok em. Ngày mai chốt đơn nhá. Ngày mai chốt đơn. Thế nào, em xem là còn cái gì cứ lẻ linh tinh một vài cái là em tổng thủ xả hết luôn ạ. Nó nhiều mẫu lẻ quá các bác ạ, nó nhiều mẫu lẻ quá luôn ấy. Đây nhá, ví dụ như áo này em vẫn đang bán giá bình thường, nó là áo thổ đính đá này các chị. Em còn LXL nhá các bác nhá, còn size L và size XL các chị comment cho em là xả kho 4 ạ. Xả kho 4 và cộng số điện thoại cho em ạ. Ủa, đang làm cái thì thầm gì đấy, khó chịu thật ấy. Tính thì hơi hồng hớt. Tính thì hơi hồng hớt. Chất liệu nhà Loan rất đẹp, em cảm ơn chị luôn. Rồi, con này các chị thích, hôm nay em bán các chị bao nhiêu tiền? Thực ra là mẫu này để mà em bán em vẫn bán bình thường. Để mà em bán em vẫn bán bình thường luôn. Chứ không, tại vì chất này nó đẹp lắm các chị này. Áo thổ của cái mã mà đợt trước em bán là cái mã 205 ấy, đấy chứ ạ, thổ đá 205 ấy. Thì bây giờ các chị comment là mã này xả kho 4 cho em ạ, LXL 2 size nhá. LXL 2 size các chị này. Rồi quá mẫu luôn. Mã này LXL 2 size ạ, mã xả kho 4 ạ. Xả kho 4 cộng số điện thoại ạ. Nó đẹp quá thể các chị này. Vừa đẹp vừa ấm luôn các chị nhá. Xả kho 4 ạ. Các chị hôm nay thích con này em bán bao nhiêu tiền ạ? Nhưng mà nó lưu ý cho em, nó còn tầm chục cái thôi. Được chưa? Em còn tầm 10 cái. Các chị lên cho em mã này này. Xả kho 4 và kèm số điện thoại ạ. Bao tiền được? Thôi 150. Được chưa? 150.000. Các chị nhá, 150.000 đồng. Ngày hôm trước đang bao nhiêu em không cần biết. Nhưng mà bây giờ em còn 10 cái thôi. 10 cái của size LXL. Để chạm còn tầm 10 cái của size LXL ạ. Lên chuẩn mã hàng cho là xả kho 4 cộng số điện thoại cho em. Xả kho 4 cộng số điện thoại cho em, không lộn xộn nhé chị. Đây này, cái mẫu này nó vẫn còn đây này. Rồi, tiếp mẫu này cho em ạ. Xả kho 4 cho em các chị nhá. LXL 2 size. Hôm trước em mang sale là giá 199 rồi đúng không ạ? Bây giờ em tặng các chị 150.000. Mã hàng xả kho 4 ạ. Cộng số điện thoại các chị chốt đơn nhá. LXL 2 size ạ. LXL 2 size các chị ơi. Xả kho 4 kèm số điện thoại cho em. Đẹp nhất cái nách luôn mẫu này. Thấy chưa? Đẹp nhất nách luôn. Tiếp theo xả kho 5 này. Là mẫu này nhá chị ơi. Cái này còn mỗi 1-2 cái. Cái này hình như còn nguyên size L. Rồi mẫu này còn nguyên size L này. M còn một cái này. Xả kho 4 em qua mẫu luôn các chị nhá. Nó là áo thổ đá. Áo thổ đá. Tiếp theo ạ, xả kho 5 cho em ạ. Xả kho 5. Các chị nhìn hàng xem toàn bộ hàng Quảng Châu này. Cái này em còn đúng bằng này chiếc. Để cho em còn đúng bằng này chiếc ạ. Xả kho 5 cho em ạ. M còn một cái. Và còn 5 cái size L. Chốt các chị tầm ở dưới 60 cân đổ về các chị nhá. Dưới 60 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Xả kho 5 và cộng số điện thoại ạ. Xả kho 5 và cộng số điện thoại cho em ạ. 150.000. Áo gió em có chị ơi. Áo gió em có. Cái gì cũng có luôn ạ. Cái gì cũng có. Xả kho 5 cho em ạ. 150 ạ.
150.000 ạ. Các chị nhìn này. Ê ơi, nó đẹp thực sự luôn. Còn đúng một chiếc size M các chị nhá. Mã là xả kho 5 ạ. Và còn tầm khoảng là 5-6 cái size L. Còn 5-6 cái của size L các chị lên đơn hàng ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ. Em tặng các chị luôn 150 một áo. 150 một áo luôn, hàng Quảng Châu. Các chị nhìn qua tem mác cho em này. Chuẩn xị luôn ạ. Xả kho 5 ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ. Xả kho 5 và kèm số điện thoại cho em ạ. 150.000 một áo các chị nhá. 150.000 đồng ạ. Các bác lên cho em ạ. Chị đét luôn các chị ơi. Chị đét luôn như này. Em vừa bán em vừa biếu luôn các chị ạ. Em vừa bán vừa biếu luôn ạ. Xả kho 5. Cách số điện thoại cho em ạ. Chị nào nhanh tay ạ. Mình chia sẻ livestream mình có đơn các chị yêu nhá. Tại vì Facebook đang rất ẩn comment luôn. Facebook đang cực kỳ là ẩn comment luôn ạ. Cho nên là bác nào chia sẻ là hai mình có đơn. Được chưa? Bác nào không chia sẻ thì nó bị ẩn comment là em không chịu trách nhiệm nhá. Đấy, em không chịu trách nhiệm. Chị ơi đưa cho em một cái mã áo đá ở ngoài cửa kìa. Con đấy thì gọi là đẹp hết nước chấm luôn. Đấy. Đẹp hết nước chấm luôn. Đấy, hết nước chấm luôn ạ. Chỉ có gọi là hết rồi. Trời ơi, con này không chốt ạ. Bác nào nhanh tay là không có đâu. Bác nào nhanh không nhanh tay là không có mã này ạ. Trời ơi, các chị này, nhìn áo đá cho em ạ. Ui, nó đẹp quá này. Mẫu mới các chị nhá. Mẫu mới. Mẫu mới MLXL3 size. MLXL3 size ạ. Huyền ơi, ra soạn cho chị một ít áo phao đi. Khách hàng đang hỏi áo phao, giờ còn cái nào lẻ lẻ bán nốt đi. Phao ngắn á? Ừ, phao ngắn, ở trên nóc nóc kìa. Hả? Em mặc áo nó lỏng lỏng, nó quen rồi. Mã này các chị comment là đá 90 các chị nhá. Đá 90. Cách số điện thoại ạ, các chị cho em ạ. Các chị cho em xin câu nhận xét với. Ok chị ạ, các chị cho em xin câu nhận xét với ạ. Lên đơn ạ, chuẩn mã hàng cho em là đá 90 kèm số điện thoại ạ. Đấy, đá 90 và kèm số điện thoại cho em ạ. MLXL3 size. Để chạm MLXL3 size 40 cân đến 65 cân đổ về. Các chị nhá, 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đá 90 cộng số điện thoại ạ. 180.000. Được chưa các chị ạ? Giá thị trường đang là 280. Em tặng các chị 180.000 đồng có được không các chị? Có được không ạ? 180.000 đồng các chị nhìn cho em một con áo hàng Quảng Châu này. Đá có là đá pha màu các chị nhá. Đá pha màu các chị nhìn cho em cái cổ ren của nó này. Đấy, cổ ren rất là điệu luôn ạ, đẹp luôn các chị ơi ạ. Đá 90, cách số điện thoại cho em ạ. Đá 90 không phải là đá 90.000 nhá chị nhá. Mã hàng ấy chị ơi, mã đá 90 ấy, nó là mã 690. Đấy, thì em lấy hai cái số cuối của mã hàng thôi. Đá 90 cho em ạ, 180.000 một áo. Các chị nghe rõ giá hộ em với chứ không phải áo này 90.000 đâu. Áo này là 180.000 đồng chị ơi, 180.000 ạ, hàng cao cấp chị ơi. Hàng cao cấp cho em ạ, 180.000 đồng các chị lên đơn hàng ạ. Cái phần thân của nó sẽ là cốt tông các chị nhá. Phần thân là cốt tông. Còn cái phần tay của nó sẽ là pha ren như này. Phần tay pha ren ạ, 180.000 một áo. Lên ạ, chuẩn mã hàng trên là đá 90, cách số điện thoại cho em các chị có đơn ạ. Em ơi, bao đẹp xuất sắc luôn như này. Để chạm bao đẹp xuất sắc luôn ạ. Cho em xin mã khác nào chị ơi. Một cái mẫu bà chồng cao cao kìa. Nó hôm nay nó về khoảng 300 áo ấy. Rồi, đá 90 ạ. Đẹp quá các chị ơi, nhìn cho em hàng này. Mẫu này mà bác nào hay mặc áo vest ấy. Áo vest ấy, để lộ cái cổ ra rất là xinh luôn ạ. Đá 90 cộng số điện thoại ấy chị yêu nhá. Hàng lưu ý cho em mà hàng chỉ về đúng một lần thôi. Để chặn mỗi mã nào em nhập em chỉ nhập đúng một lần thôi, không có lần thứ hai nhập hàng nữa. Tại vì em muốn là đổi mẫu đổi mã liên tục. Đấy, đổi mẫu đổi mã liên tục luôn ạ. Đá 90 cho em mã này. Em đừng cho các chị ngắm cái đá của nó này. Sáng long lanh luôn. Đấy, đá sáng long lanh luôn ạ. Đá 90 cộng số điện thoại cho em ạ. Không có đá trắng chị ạ. Không có màu trắng đâu, tại vì màu trắng nó không được nổi, chỉ có màu đen thôi, bình đá nó mới nổi thôi chị ạ. Với lại nó phối hợp với tất cả các loại áo bên ngoài các chị nhá. Mã hàng chưa là đá 90 ạ. Ôi xuất sắc luôn. Để chị ạ, xuất sắc luôn ạ, đá 90 cho em các chị nhìn cho em cái ren đá của nó này. Toàn bộ ren đá pha màu các chị nhá. Đấy, đá 90 cho em ạ, 180.000 một áo. 180.000 một đồng một áo, em bao giá thị trường luôn. Đấy, em bao giá thị trường luôn, các chị tầm 65 66 các chị thoải mái cho em ạ.
thoải mái, xem đá này ép nhiệt rất là chắc luôn các chị nhá, đá ép nhiệt rất là chắc luôn, nó không bị dễ rụng đá như cái hàng rẻ, nó không bị dễ rụng đá như hàng rẻ luôn, tại vì hàng em bao giá các chị rồi các chị ạ. Mã hàng trên là gió à quên đá 90, cứ xem lại nghiện em Loan ơi, hết tiền rồi. Ôi, hôm nào cũng kêu hết tiền chị ạ, nhưng mà cứ ngày nào cũng một đơn đấy, cứ kêu hết tiền là một việc nhưng mà ngày nào cũng phải chốt đơn mới chịu cơ chị ạ. Đá 90, đá 90 và kèm số điện thoại ạ. Cái này còn nhiều không? Còn 30 cái thôi, nhưng lại xa, lẻ sai đi. Đây các chị này, thực sự luôn là mã này em đang lẻ sai. Đấy chị ạ, đang lẻ sai ạ, đa số là còn sai nhỏ nhá. Đấy. Đơn hàng tối qua thì em chưa chốt xong đâu chị ơi. Đơn hàng tối qua chưa chốt xong chị nhá. Tại vì một line thì em sẽ chốt trong 2 ngày. Một live stream em sẽ chốt trong 2 ngày ạ. Đồ áo đá mặc là đá 90, chị nào nhanh tay mình có đơn ạ. Quần 72 ta có size S vậy không? Có chị ơi, quần 723 em có size XML chị Vũ Thị Hà nhá. Áo đá em có là size MLXL. Đá 90 cho em có size ML và size XL ạ. Các chị lên chuẩn mã trên là đá 90 kèm tối thoại. Đây đây chị này, em còn một ít áo phao ngắn như này. Ngày mai các chị xem có size nào vừa mình chốt. Có size nào vừa mình chốt đơn ạ. Em tặng các chị luôn nhá. 250.000. Được chưa ạ? 250.000 đồng cho em một con áo phao hàng cao cấp như này các chị này. Lên chuẩn mã cho em là gì? Xả kho bao nhiêu chị ơi? Xả kho 6. Được chưa ạ? Xả kho 6 và kèm số điện thoại cho em ạ. Xả kho 6 và kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. Áo phao các chị nhá, của nó là hàng công ty ạ, đẹp chất lượng như này ạ. Đẹp chất lượng như này các chị nhìn hàng này. Chị ơi, em không cần đọc tên đâu chị ơi. Comment cả trang A4 ngày mai in ra tốn giấy lắm đấy. Comment một lần mà đúng số điện thoại là máy tính các nhận đơn thôi chị ơi. Là máy các bắt đơn thôi chứ còn để mà hơn 1.000 người xem này mà em đọc tên từng chị này là rất là khó chị ạ. Đấy, mỗi này các chị comment là xả kho 6 đúng không? Xả kho 6 ạ. Phong, em chốt nó các chị tầm 58 ạ, dưới 60 cân đổ về các chị nhá. Trên 40 cân đổ lên. Nhưng mà hiện tại đang lẻ sai quá. Đang lẻ sai quá. Còn bao nhiêu cái là... em xin phép là em cắt mẫu luôn. Thế này nhá. Ví dụ em bây giờ em đang bán 250, các chị vẫn mua bình thường đúng không? Các chị vẫn mua bình thường đúng không ạ? Đấy, các chị vẫn chốt đơn bình thường. Thôi em tặng các chị luôn ạ, đứt mã luôn nhá. 200 ạ. 30.000. Em bảo rồi ạ, em đã máu thì màu xanh này xanh bạc hà cho em ạ, xả kho 6. Đấy em báo giá 250, các chị vẫn đang mua bình thường. Tại vì áo này đang mua giá thị trường đang là hơn 500 đúng không? Rồi 550 giá thị trường đang bán các chị này. Bây giờ em tặng các chị luôn 230.000 đồng. Đấy còn tầm khoảng 20 cái các chị nhá. Còn tầm 20 cái lẻ mẫu lẻ sai. Các chị comment là xả kho 6, các chị chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Chọn màu chọn size vừa, các chị lên đơn hàng ạ. Chuẩn mã hàng trên là xả kho 6 ạ. Chị nào ngày mai nhanh tay mình được. Đó, chị nào nhanh tay mình được ạ, chuẩn mã hàng trên là xả kho 6, cách số điện thoại cho em ạ, màu vàng các chị này. Xả kho 6 màu vàng ạ, đây là size XL ạ. Xả kho 6 nhá. Rồi lên phao dài em ơi. Phao dài đây chị nào. Rồi xả kho 6 màu vàng. Mỗi màu còn ít nhá. Có màu xanh than không? Cái màu này có mẫu này có xanh than không? Cái màu phao này này. Không có đâu. Còn không? Hết sạch không còn cái nào á, xanh két còn tí nào không? Két còn đúng một cái không phải lên. Xanh két còn đúng một cái, dơ màu các chị còn một cái cũng phải dơ màu để cho ngày mai xem các chị nào vừa chị lấy. Đây. Các chị ạ, đây các chị này, xả kho 6 nhá. Rồi đã máu đừng hỏi của cháu lai ạ. Đây các bác ơi, đỏ này, đỏ còn một chiếc các chị này, đỏ còn một chiếc này, xanh bạc hà này. Đấy, màu vàng, màu xanh rêu này. Em tặng các chị luôn 230.000 ạ. 230.000 đồng các chị nhìn cho em ạ, chuẩn của nó là hàng xịn các chị yêu nhá. Đấy chị ạ, xả kho 6 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Kiều Thị Liên ạ, comment cho em xin mã hàng chị ơi. Comment cho em xin mã hàng với ạ, xả kho 6 các chị ơi, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Màu xanh rêu này. Đấy màu xanh này, màu xanh của nó xanh két này. Xanh két là màu xanh lá các chị nhắc, xanh lá đậm ấy. Tông màu hồng cho em ạ, tông màu hồng này. Và tông màu xanh bạc hà các chị này. Tông màu xanh bạc hà cho em ạ, dưới 60 cân em chốt đơn các chị yêu nhá. Dưới 60 cân chốt đơn hàng ạ, xả kho 6 cộng số điện thoại cho em. Cái gì ở trên nóc kìa, cái phao ở trên nóc kìa. Ôi, bóc cái này ra nào. Đấy, còn 20 cái các chị ạ, còn tầm 20 cái. Em tặng các chị luôn ạ, xả kho 6 cộng số điện thoại ạ.
xả kho 6 và cộng số điện thoại các chị chốt đơn nhá. 60 cân là tùy chiều cao nhá. Nếu mà 60 cân là phải tùy chiều cao đấy. Mình chả vừa, thôi mình chỉ đứng ngắm thôi mình ơi. Tại vì là cái mẫu đấy mình không thể nào mặc vừa được ấy. Chị 60 mấy cân, 66, 67 cân thì không vừa được. Mẫu em chốt đơn các chị nằm dưới 60 cân thôi. Dưới 60 cân. Thấy không? Cái này là cái gì đây? Đấy, ngày mai các bạn. Nhân viên nó tổng hợp tất cả những cái mẫu mà nó lẻ nó ít ra thì các cô em lâu lắm chả quên quên những cái mã này không nhớ đấy. Ui dồi ôi sao lại còn mã đẹp thế này. Các chị nhìn này. Ui đẹp chưa các chị ơi. Con này của nó là phao tàu nhá các chị nhá. Hàng Quảng Châu cho em ạ. Để chạy con này hàng Quảng Châu cho em. Còn sót mấy cái này nhóm trước khách hàng hỏi, khách sỉ hỏi không có mà. Cái này đóng cho sỉ bị sót lại thôi. Xem bọn chị có phải mẫu này không em ơi, xem còn size gì nào. Hình như là còn nguyên size S thì phải. Nguyên size S thì sao ấy, 5 cái size S này. Chuẩn chưa? Mẫu chị đang mặc đúng không? Hình như là còn 5 cái size S ấy. Đây này, màu đen này. Trời ơi, xả kho 7 cho em mẫu này nhá. Em còn nguyên size S thôi. Các chị tầm khoảng là 40 cân đến 50 cân này ạ. Rồi ôi 40 cân đến 50 cân. Hàng của nó trước là hơn 600. Đấy chứ ạ, hơn 600 ạ. Xả kho 7 ạ. Em tặng các chị luôn ngày hôm nay ạ. 250.000 đồng ạ. 250. Con này hàng phao Quảng Châu các chị nhá. Hàng phao Quảng Châu cho em ạ. 250. Các chị lên ạ. Chuẩn mã hàng cho em là xả kho 7 kèm số điện thoại ạ. Đó. Xả kho 7 và kèm số điện thoại cho em các chị này. Em đang mặc em mặc hơi kích vì em 53-54 cân. Thì mẫu này em chốt được các chị dưới 60, à dưới 50 cân thôi. 40 cân đến 50 cân, em còn size S, còn 5 cái size S các chị nhá, 5 cái size S của hàng Quảng Châu. Con này trước hơn 600 ạ, bây giờ em tặng các chị luôn là 250. 250 một áo, mũ các chị tháo rời được nhá chị nhá, mũ tháo rời được ra cho em ạ. Em còn nguyên màu đen của size S ạ, xả kho 7 kèm số điện thoại ạ. Đẹp quá này. Đấy chạm, xả kho 7 kèm số điện thoại cho em ạ, 250 nghìn. Cái này nó còn hai con siêu nhẹ cho lẫn đâu. Không, 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 mũ riêng đi, mũ nào ra mũ đấy đi. Cái này còn 2 con thôi. Chị Hoa, chị lùng sục cái gì ở đấy đây? Nào, cái ở trên nóc kia là những cái mẫu gì mới hộ chị xuống cái nào? Áo nắng thôi, có mấy cái mã. Đấy, nó còn size bé, hàng hơn 600 bây giờ còn nguyên size S, còn có 5 cái size S thì em mới thanh lý giá này chứ chị. Nếu còn đủ màu đủ size thì nó không có giá này đâu tình yêu. Em bảo rồi ạ, nếu mà đủ màu đủ size thì giá của nó vẫn là hơn 600 nghìn chị ạ. Còn nguyên size S của nó hàng tàu nó đẹp như này mà chị. Chị nhìn cho em ạ, hàng tàu nó đẹp như thế này luôn. Em tặng các chị có 250 nghìn đó chị này. 250 nghìn đồng ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Đây các chị này. Xả kho 7 nhá. Đây, ốc này ra cho em. Đây các chị này. Các chị nhớ cái hàng này không? Đây, cái này là cái cọc này. Hàng này chữ hơn 800. Hơn 800 nghìn. Có mấy màu đi chị? Cái này có 5 cái thôi nhé. Ờ, có 5 cái. 7, 250. SM. Đây, các chị này. Mai xả kho 8 ạ. Còn SM 2 size nhá chị yêu nhá. SM 2 size con này của nó là phao lỡ. Để chạm phao lỡ cho em ạ. SM 2 size con này cũng hàng Quảng Châu các chị này. Để chạm con này cũng hàng Quảng Châu cho em ạ. SM 2 size ạ. Lên ạ, chuẩn mã hàng cho em là xả kho 8 ạ. Các chị lưu ý nhá, những cái đơn hàng mà các chị đang mua giá mà em đã báo giá sale rồi ý. Giá báo giá sale mà các chị chốt trên hai sản phẩm hoặc là một sản phẩm các chị vui lòng ạ, cọc tiền giúp em rồi nhá. Để chạm và đi đơn từ hai sản phẩm, một sản phẩm em sẽ không đi đơn đâu ạ. Một sản phẩm không đi đơn. Đấy, mua từ trên hai sản phẩm mà cọc tiền giúp em với các chị ơi. Vì hàng toàn bộ là hàng thanh lý hết rồi, giá lỗ hết các bác ạ. Đây các chị này, nó của nó là dáng lỡ. Của nó là dáng lỡ ạ, các chị lên đơn hàng cho em là xả kho bao nhiêu? Xả kho 8 ạ. Xả kho 8 cho em ạ, các chị tin được trước con này em đang bán là 860 nghìn. Được chưa ạ, 860 nghìn ạ, hôm nay tặng các chị luôn ạ. 299 nghìn đồng một áo. Ok chưa, em đang có đen với hồng các chị nhá, be còn đúng một chiếc ạ. Be còn đúng một chiếc. Cái này là của size M. À, con này à giá tôi rồi 800 mấy. Xả kho 8 ạ. Đấy chưa ạ, form này các chị size S chốt đơn các chị tầm khoảng 54-55 cân nhá. Còn size M chốt các chị tầm khoảng 58 cân đổ về. 58-59 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Xả kho 8 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ. Để chạm xả kho 8 cho em ạ, 299.000 đồng một áo. Để chạm 299.000 đồng ạ, em còn tầm khoảng chục cái thôi. Cả màu hồng với lại là cả màu đen, màu be còn một chiếc này. Màu đen còn một chiếc hay sao ấy.
299. Còn đây một cái màu đen. Đấy chị ạ, 299.000 đồng các chị lên ạ, chuẩn mã hàng cho em con để phao lỡ các chị nhá. Phao lỡ trên mạng xả kho 8, chị Hiền Phùng cho em số điện thoại với. Trần Ngọc Thuận rồi ok. Xả kho 8 cho em các chị này. Cái này mà em mà đăng ảnh mẫu mặc lên ý, các chị cứ gọi là chỗ đâu nằm ẩm nhưng mà thôi à, em còn có vài chiếc thôi. Để cho em còn có vài chiếc em xin phép là vừa bán vừa tặng luôn ạ. Xả kho 8 ạ, lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chất lượng các chị này, được chưa? Toàn bộ hàng chất lượng luôn, 299.000 ạ. 299.000 đồng ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Hình như là nhà mình, chị ơi chị bốc hộ em những cái ở trên nóc nóc kìa. Đây chị ơi chị bán này. Đây ạ. Cái này nó có 4 màu. Màu đấy, màu này với màu than. Bây giờ xem còn tay gì thì bán nốt không? Xin bán nốt. Đẹp nhỉ, cái màu này. Được chưa, xả kho 8 cho em 299.000. Hàng này hàng Quảng Châu chị ạ, đẹp lắm. Đấy, còn có vài chiếc, cái này các chị về các chị rũ cái lông này này. Thì da nó sẽ mềm. Được chưa, cái này vừa để ở trong túi bóng ấy, vừa để trong túi bóng. Thế là nó sẽ bị hơi bị làm. Xả kho 8 màu đen à. Luân ơi cho chị áo cổ lông ở sau là sao? Ở sau. Ở sau á. Áo em mặc là mã đá 90 chị ạ. Áo em mặc là mẫu đá 90. Đá 90 em đang mặc là 180.000 một áo chị ạ. 180.000 một áo 90 em mặc bên trong đây. SML 3 size các tình yêu nhá. SML 3 size luôn ạ. Chuẩn mã hàng cho em ạ, cộng số điện thoại ạ. Tiếp theo của mã này các chị này. Tiếp theo của mã này cho em ạ. Xả kho 9. Xả kho 9 ạ. Mỗi mẫu nó còn có vài cái các bác ạ. Mỗi mẫu còn vài cái ạ. Xả kho 9 ạ. Cách số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. Còn màu đen nhá. Cái túi ở trên kia là cái túi gì kìa? Nó còn vài cái kìa. Và cà đây. Xem nào. Lông con này tặng các chị 250 luôn. Được chưa? Hàng 500 mấy cũng tặng các chị luôn 250 này. Các chị nhá. Xả kho 9 ạ. Xả kho 9 ạ. Kèm số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. 250.000. Mã hàng lên đơn trên là xả kho 9 ạ. Em mặc là màu xanh và xanh lá đậm nhá. Rồi màu xanh kép. Màu xanh kép này. Xả kho 9 cho em ạ, 250. 250.000 ạ. Em đang có màu xanh kép này, màu xanh than này. Với tông màu đỏ, ba màu ý chị nhá. Xanh kép, xanh than với đỏ. Các chị chọn size vừa cho em ạ. Bình thường nó sẽ có SML đấy. Bình thường có sẽ SML. Chúc các chị tông là dưới 60 cân đổ về, 40 cân đổ lên ạ. Xả kho 9 cho em ạ. Xả kho 9 ạ. 250 một áo. Ok chị ạ, 250 một áo. Các chị lên đơn hàng ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị nhìn hàng này, đẹp xuất sắc luôn. 250.000 ạ. Đấy, 250.000 đồng ạ. Bộ đồ bộ đợi em tí. Đồ bộ đợi em tí, em đang soạn ra một ít đó. Được chưa, đây một thanh than đây. Quan quả nào. Ôi ôi các chị ơi. Được chưa, nó đẹp vậy. Nó đẹp quá vậy các chị ạ. Xả kho 9 cho em. Cách số điện thoại nhé các chị nhá. Đấy chị ạ, mời màu xanh than các chị này. Xanh than cho em ạ. Đây màu xanh than nhá. Em mặc là tông màu xanh kép. Đấy màu xanh kép. Là cái màu xanh là màu xanh lá ấy. Em gọi là màu xanh kép này. Và tông màu thứ 3 sẽ là tông màu đỏ. Đỏ còn mấy cái? Đỏ còn 2 cái. Đỏ còn 2 cái à? Đỏ còn 2 cái này các chị này. Xả kho 9 ạ. Xả kho 9 và kèm số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. Ê, không biết là đỏ còn size gì đây. Các chị nhìn cho em cái khóa của nó này. Để chị hàng đẹp các chị nhìn cái biết luôn. Hàng đẹp nhìn cái biết luôn ạ. Xả kho 9 ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. 250.000. Qua mẫu nào. Hôm đấy em thấy có cái ít phao mà nó có màu trắng màu chiếc gì xong là nó có rút eo ấy này. Không biết là để chỗ nào. Hình như ở dưới gầm, dưới kệ dưới kìa. Tìm một em luôn nhá. Rồi. Em qua mẫu nhá. Ngày mai các chị xem có size nào vừa thì mình chốt. Ngày mai xem có size nào vừa mình chốt. Đây cái này em mới tìm được có một chiếc. Không biết là mẫu như nào. Hình như đây là mẫu giống cái này này. Nhưng mà không biết là để chỗ nào ấy. Cái này còn một chiếc này các chị này. Size M. Để chị còn một chiếc size M ạ. Xả kho 10 nhá các chị nhá. Em mới tìm được một cái thôi. Xả kho 10 ạ. Còn mỗi một chiếc chị nào nhanh tay có đơn. Cái kia ở trên cái nóc tủ nóc cái kia. Em thấy có hàng cái đây. Đây.
Ừ, mẫu đấy cũng được. Rồi, mẫu này xả kho 10 em còn một chiếc nha, em tặng các chị nốt 250. À, xả kho 11, xả kho 11 cho em ạ. Các chị này, đằng trong nó có dây rút eo. Đằng trong có dây rút eo ạ. Xả kho 10. Cái này là 11. Ôi giời. Xả kho 10 cho em mẫu này ạ. Em còn một chiếc. Mẫu này em chốt đơn các chị tầm ở dưới 55 cân. Đấy, từ 50-55 cân em chốt đơn hàng ạ. 50 cân đến 55 cân em chốt đơn hàng ạ. Xả kho 10 chị yêu nhé, còn một chiếc này. Đấy, còn một chiếc này cho em ạ. Xả kho 10, cách số điện thoại cho em ạ. Coi lại đơn đồ dùm em chưa nhận được gần nửa tháng rồi. Chị Ngọc Mỹ cho em số điện thoại để em kiểm tra đơn nhé. Mai em kiểm tra lại cho. Ôi, xả kho 10 em còn đúng một chiếc. Áo trong em mặc là mã đá 90. Đá 90 là 180.000 chị ơi. Đá 90 180 các chị ơi. Xả kho 10 em còn đúng một chiếc thôi nhé. Ngọc Mỹ Bình Thuận, ba đơn nghỉ có gì đâu. Hôm qua bắt đầu mới đi được mà. À, thế đơn của chị là hôm vừa rồi là hủy vì dịch ấy, là không đi được đơn. Điện thoại của chị là 0600. Thế chị Ngọc Mỹ hay mua mà. Ngọc Mỹ 600. Tiếp theo mẫu này các chị này, xả kho 11 ạ. Xả kho 11 cộng số điện thoại cho em. Con này vừa hôm trước đang bán là 300 mấy nhỉ? 306, 307 đúng không? Ngày hôm nay tặng các chị cũng 299.000 đồng. Được chưa? Ngày hôm nay cũng tặng các chị yêu nhà mình 299.000 đồng ạ. Xả kho 11 ạ. Xả kho 11 và kèm số điện thoại cho em. Màu này em gọi là màu cam các chị nhé, màu cam đất này. Màu cam đất này, form các chị tầm khoảng 58 cân đổ về. Để chạm 58 cân đổ về chốt đơn ạ. 40 cân đến 58 cân các chị yêu nhá. Ờ, em áo đá 90 rồi, em ơi cho chị số điện thoại nhá. Taka em còn, chị ơi, Taka còn. Mã là xả kho 11 cho em. Em đang mặc là màu cam này các chị này, màu cam này. Tông màu đen này các chị yêu. Để chạm tông màu đen cho em ạ. Tông màu đen này và tông màu xanh kép, ba màu các chị nhá. Em đang còn ba màu ạ, xả kho 11. Đấy, 299.000. Em tặng luôn 299.000 một áo ạ. Xả kho 11, cách số điện thoại cho em. Ê, các chị nhìn chất cho em này. Theo chữ đằng sau các chị yêu nhá. Theo đằng sau cho em ạ, xả kho 11. Đấy, xả kho 11 ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Các chị mình chốt đơn hàng, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bây giờ nó không có chỗ nào mà để các bác ạ. Không có chỗ nào để luôn ấy. Nó quá là nhiều cái mẫu lẻ. Em thực sự em quá mệt mỏi luôn rồi. Bán cho con nó gọn hàng thôi. Đây, cái này hồng đỗ còn một cái này. Hồng đỗ này còn một cái này. Mới xả kho 11 các chị yêu nhá. Xả kho 11 màu cam cho em ạ. Màu cam này em có hai size là size M với size L. Đấy, hai size là size M với size L. Túi thì túi hộp cho em. Đấy, túi hộp cho em ạ. Mặc cực kỳ là ấm luôn các chị nhá. Em tặng các chị luôn cũng 299.000 ạ. À, nó là do dịch không, là ở cái bên chuyển phát là người ta lại quay đầu đơn lại ấy chị ạ. Đấy, bây giờ là có thể là tình hình nó ổn định rồi thì em lại gửi tiếp chị ơi, em lại gửi lại. Chị ở Bình Thuận phải không? Mỹ, ở Kiên Giang này là gì? Chỗ ông Bắc ấy. Bình Thuận. Đây. Còn nguyên màu trắng kia rồi. Chỗ này còn nguyên màu trắng này các chị này. Chị nào thích phong trắng em lên luôn nhá. Rồi ạ, xả kho 11 màu đen, màu cam và tông màu xanh kép. Xả kho 11 các chị chốt đơn hàng ạ. Tiếp theo mẫu này này. Toàn bộ là hàng lẻ thôi các bác ơi. Đây, con này cũng là phao tàu này. Chị nào yêu màu trắng thì vào đây với em luôn. Đấy, cái này này, ui mẫu lẻ mà. Cái này còn một chiếc này. Ngày mai em sợ ngày mai chúng nó chạy quanh nhà thôi. Em bán 1-2 mẫu thôi. Một mẫu, 2 mẫu áo đá. Em thề em mới lên nhiều mã mà ngày mai nhân viên nó chạy quanh nhà luôn. Nó không biết là hàng nó để những chỗ nào luôn ý. Mai ra tưởng tượng đến đó. Chị ơi, đấy đấy đấy, nó cứ hỏi chị ơi xả kho 11 ở chỗ nào nhỉ, xong là chị ơi xả kho 2 nó ở chỗ nào nhỉ, vì là kiểu nó nhiều mã quá ấy, xong nhân viên nó không tìm được hàng, xong rồi chỉ sợ là chốt nhầm chốt lẫn thôi. Nhưng là thôi em xin phép là lên tiếp một nhiều áo phao nữa, sợ em lên áo đá chịu nhá. Em lên áo đá này quá nhiều mẫu ạ, mỗi hôm em xả một chút thôi, thì mà xả nhiều quá thì nhân viên nó không. Ủa, con này này, em thề luôn. Con này nếu mà có lông của nó là hàng 800 mấy ấy, nhưng mà em chả tìm cái lông đâu ấy. Thế thôi, mất lông rồi. Thôi lông. Thôi chị em mình không cần lông nhá. Đây, không cần lông. Em ơi thề luôn. Xả kho 12. Đéo thấy lông đâu chị lại. Đứa nào để không biết là nhân viên hay là nó gửi thiếu lông cho mình này. Hàng 800 mấy mà nhỉ? Hàng hơn 800.000 bây giờ nó thiếu lông các bà ơi. Đấy chị ạ, có cái lông đẹp mất, nó thiếu mất rồi. Nhưng mà thôi chị em mình không cần nhá. Hàng Quảng Châu các chị nhìn cho em ạ, hàng hơn 800 các chị này. Hàng hơn 800.000 ạ. Xả kho 12. Xả kho 12 và cộng số điện thoại ạ.
Thôi các chị em mình thôi bỏ bỏ cái lông đi cho em nhá. Mai xả phong 12 ạ, rút eo các chị này, rút eo bên trong ạ. Đấy. Rút eo bên trong cho em ạ, xả kho 12 xem còn những size gì em ơi. Còn mấy cái size gì đấy. Thôi tặng các chị 250 luôn nhỉ. Không có lông mũ. Cái này em nói luôn trên line nó không có, không tìm thấy lông mũ đâu các chị nhá. Em chưa tìm thấy lông mũ ở chỗ nào cả, tại vì nó quá là nhiều hàng, nó chật quá không tìm thấy. Thôi bây giờ tặng các chị luôn cũng 250.000. Ok chị ạ, 250.000 đồng một áo ạ. Các chị lên đơn hàng cho là xả kho 12. Bỏ mũ dàn đẹp, đây có ML, có cả M cả L luôn nhá. Đây này, có một cái là còn tìm thấy lông thôi, còn đâu là còn ba cái là không thấy lông. Xả kho 12 ạ. Đây này, có ai tìm thấy cái lông như này không? Chị, có đấy. Chả thấy đâu, có 3 cái không có lông này. 3 cái không lông, 1 cái có lông. Đây, 2 cái size M, 2 cái size L luôn nhé. 2 cái M, 2 cái L ạ, xả kho 12 cho em ạ, 250. Con này áo hàng Quảng Châu chị ạ. Hàng Quảng Châu cho em ạ, 250.000 ạ. Xả kho 12 ạ, đấy này có rút eo bên trong đấy chị nhắc, rút dây bên trong đấy. Đấy, rút dây bên trong cho em ạ, đấy giờ. Chị nào eo to nhỏ, các chị chỉ dây thoải mái cho em ạ, xả kho 12 ạ. À, lông đầy người à. Nhưng mà lông đấy không lắp được lên cổ. Đấy, rút dây eo, cái này em rút dây quá. Xả kho 12 ạ, cộng số điện thoại. Cái này, ồ, cái này chả cần lông, đẹp mà nhở. Cái này chả cần lông, đẹp. Đấy, xả kho 12 ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Đẹp quá các chị ơi. Hai cái M, hai cái L rồi ạ, hai cái size M, hai cái L rồi. Em xin phép là hôm nay tạm dừng đến đây nhá, tạm dừng ở cái mẫu áo phao đi, tại vì là nó lẻ, ngày mai như vậy em không tìm được ấy, để lung tung không tìm được. Tiếp đây chị ơi, lên áo đá nhá. Tiếp theo một áo đá, cái mẫu đây này. Rồi đây mẫu này cho em, áo đá tiếp theo ạ. Áo đá em mặc là đá 90 chị ơi, chỗ khách hàng trước từ nãy giờ còn đang hết hàng ấy chị này, còn đang sợ ngày mai cháy hàng không có ấy. Chị may mắn ơi, comment lại cho em cái xin cái mã hàng chị nhá. Chị comment nguyên chữ xả kho là em không biết để chị chốt mã nào luôn ấy. Không biết chốt mã nào luôn. Áo em mặc là đá 90. Rồi các chị tứ nãy vào, các chị cứ hỏi cái mã này nhỉ. Đẹp quá này. Mã này đá 90 cho em. Sang xịn mịn luôn ạ. À. Em về đúng một lần thôi các chị nhá. Mẫu em chỉ về đúng một lần. Mã này đá 90 cộng số điện thoại. Tứ nãy giờ khách hàng cứ hỏi cái mẫu đá em mặc trên người bao tiền. 180.000 chị yêu ơi, 180. Tiếp theo em lên một mã khác nhé. Đây ạ. Để chặn lên mẫu này cho em ạ. Mẫu này đá 92. Mà thôi chị ơi, cho em xin mẫu chấm bi đi. Xin mẫu chấm bi đi. Thì à, mẫu này đi. Áo đá đẹp, em cảm ơn chị ạ. Hàng này các chị ơi, toàn bộ nhà hàng đặt các chị ạ, toàn bộ hàng đặt luôn. Tiếp theo các chị nào thích chấm bi lên luôn mẫu này cho em ạ. Đấy, lên mẫu này cho em ạ, đá 86 chấm bi cho em nhé, đá 86 ạ. Rồi, chị em ơi, chị ơi, em nhận được hàng rồi, đẹp như nước cất à. Đẹp như nước cất. Cảm ơn tình yêu nha. Đây các chị này. Em thề luôn ạ, mã này không nhanh là hết. Được chưa ạ? Mã này không nhanh là hết luôn các chị này. Lên đơn mã này cho em là gì ạ? Xả. À quên, không phải xả, mẫu mới. Mẫu mới, đá 86 các chị nhá. Đá 86 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Đá 86 và kèm số điện thoại cho em mẫu này. Bộ thì tí nữa, cuối like em mới lên bộ. Tại vì là mẫu bộ em còn rất là ít và nó lẻ sai. Thì tí nữa chị nào mà xem được like cuối thì em sẽ kỷ niệm các bác là rẻ bèo luôn. Đấy, khi mà nó lẻ sai lẻ số thì em vừa bán vừa tặng luôn ý. Đấy chị này, chấm bi cho em nha. Chấm bi cho em. Ok chị ạ, mẫu này các chị comment cho là đá 86 ạ. Đá 86 và cộng số điện thoại cho em mẫu này. Có size MLXL các chị 40-65 cân, 40 cân đến 65 cân các chị comment là đá 86 ạ. Chị Nguyễn Thắm ơi cho em số điện thoại với ạ. Ui từ lúc nãy giờ cứ đá 90 thôi. Vẫn đá 90 mà diện kìa. Nó chết rồi, để em xem số lượng hôm nay có về được nhiều không đây này. Con này bán bao tiền đây? Hả? Áo này sao em bao nhiêu tiền? 169.000. Ok chị ạ, 169.000 đồng một áo. Các chị comment trên là đá 86 các chị nhá. Đá 86 và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ.
Ok chị ạ, đá 86 và kèm số điện thoại cho em mẫu chấm bi này ạ. Các chị nào không thích cổ cao các chị lấy cho em mẫu cổ tim như này. Đá còn đá pha màu rất là sáng luôn ạ. Mẫu này đá 86 các bác nhé. Đá 86 và kèm số điện thoại ạ. Đó, đá 86 và kèm số điện thoại cho em. Ôi giời, còn sóc một con này nữa. Mẫu này đá 86. Sóc da em có chị ơi, sóc da, sóc dạ em có hết. Sóc da, sóc dọ để có hết các chị ơi. Mã này đá 86 nhé. Đá 86 và kèm số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. Đó, xịn đét luôn các bác ạ, xịn đét luôn ạ. Đá 86 ạ, chuẩn mã hàng cho em ạ. Đá 86 đúng không? Cô đá 86 này là em có MLXL 3 size chấm bi này, chấm bi cho xinh. Đấy chạy, chấm bi cho xinh ạ, gen đánh đá cho em ạ. Gen đánh đá, đá 86 các chị dưới 65-66 các chị thoải mái cho em ạ. 40 cân đổ lên cho đến tầm khoảng 65-66 cân đổ về em chốt đơn ạ. Đá 86 ạ, lên chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại. Đó, lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em bộ đá 86 ạ. Em nên shop đi ạ. Bây giờ shop ở trong kia là hình như hôm nay có mấy mẫu. Em hôm qua em còn chưa lên kịp ấy. Cái mẫu mà shop nhung ấy. Shop nhung là có nhiều lắm, có nhiều mẫu lẻ lẻ lắm. Vậy nơi chị bảo thôi đừng cầm điện thoại bấm nữa. Ở dưới cái chỗ mà đồ bộ ấy. Dưới cái đống đồ bộ kìa. Lấy hộ... Cô đứng dậy cô lấy hộ chị đi. Chị có vẩy sang đây suốt đâu mà chị biết. Bây giờ cho các chị khách hàng ấy, tớ bảo này, bây giờ em đã thanh lý là giá. Giá ở dưới giá nhập rồi thì cho các chị chọn cái size vừa thôi. Cái quần sóc nhung là mẫu nào cũng xinh luôn. Mẫu nào cũng đẹp. Rồi mã này đá 86 các bác nhá. Đá 86 cộng số điện thoại cho em ạ. 169.000. 169.000. À, có lên áo len nhung nữa không? Có áo len nhung nữa không em? Có chị ơi, có nhờ. Có chị Kim có đổ bộ không chị? Có em yêu Trang Hà Linh ơi. Ai bảo chị không có? Em đang bảo là ở dưới cái chiếu không kìa. Đấy. Lẻ size đấy, nhưng mà chị chỉ có chọn size thôi. Thế thôi lên một mẫu nào, hai mẫu nào có đủ size đi. Còn mẫu lẻ size để vài hôm nữa xem nào. Để trộn hết các mẫu nó xem là size số linh tinh lẫn lộn ý. Em tặng các chị luôn. Đấy. Đá 86 mẫu này nhá. Đá mẫu đầu đen hộp đấy hồi nãy là đá 90, còn mẫu này là đá 86 á. Đá 86 là chấm bi, còn mẫu đen em vừa cởi ra là mẫu 90 chị ơi. Chị nghiện em Loan rồi à. Chị nào cũng nghiện em này chết. Hai đủ size này. Để hết đá 9 30. Đây này, sóc nhung này, sóc nhung này chắc là em không cần mặc lên rồi. Hôm nay nhận bộ B1 đẹp lắm, trời ơi tình yêu ơi. Đấy, bộ B1 thì thực sự luôn là không ai chê được. Cái chất nó quá đỉnh luôn chị ạ. Chất nó quá đỉnh luôn ạ. B1 không biết là nhà em có còn đủ số lượng để bán nữa không ý. Tại vì nó lẻ, mỗi thứ nó lẻ một chút. 90 còn, chị Nguyễn nhất đợi đá 90 nhà em còn. Tại vì đơn hàng em vừa mới lên em chưa chốt. Đá 90 còn nhé, chị Thơ Vũ Thị nhá. Chị cũng comment là đá 90 đi. Đá 90 là đá em vừa mới mặc xong, em vừa cởi ra ấy. Là cái đá đen vừa xong ấy. Còn đá này là em mặc, các chị comment là đá 86 à. Đá 86 là áo chấm bi em đang mặc. Được chưa ạ, 169.000 ạ. Thôi chết rồi, các chị cứ hỏi em cái mẫu đen lúc nãy là mã gì. Đâu nhỉ chị ơi, để em mặc lại cho các chị xem nào. Dự là lại toang rồi mà. Ừ, đá 90. Nhưng các chị cứ hỏi cái mã vừa xong ấy là em mặc lên mẫu gì. Và các chị vào sau. Đây, chị uống nước rồi. Đây chị này, đá em vừa mặc xong là đá 90 đây. Ờ, hôm qua mình đặt 6-7 cái rồi ạ à. Giờ đặt đồ bộ với áo ấm à. Giờ đặt đồ bộ với áo ấm. Ờ, lên mã gió 56 nữa tình yêu ơi. Lên mã gió 56 nữa. 56 thì nhà em gọi là hôm trước em về của nó mấy trăm áo. Mà hôm nay nó còn khoảng là hơn 100 thôi. Hơn 100 nữa, hôm trước về là 500 áo. 500 áo, bây giờ nó cũng khoảng là 100 áo. Đấy chị này, đây là mẫu đá 90. Đá 90, còn em mặc là đá 86 chấm bi đây ạ. Đá 90 là đá đen như này. Đá 90 là đen, nói chung là mặc lên các chị mới xem được cái form dáng của nó. Cái cổ ren nó rất là xinh luôn các chị này. Cổ ren rất xinh luôn, đây là đá 90 màu đen ạ. Đá 90 màu đen là 180.000. Đấy, 180.000 đồng các chị lên ạ. Chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Để ở đây nó tươi. Rồi, đá 90 mặc lại nhá các chị nhá. Đá 90 mặc lại. Mẫu này các chị vẫn thích đúng không? Mẫu mới mà. Mẫu mới mà các chị nhìn cho em hàng này. Nó dễ mặc tại vì cái thân nó là cốt tông. Dạ.
Đây. Đây, 70 cân không vừa đâu chị ạ. Em chốt các chị tầm 65 66 cân thôi. 65 66 cân thôi. Đây các chị ơi, đây đá 90 đây, chị nào chị đặt được hôm nay nhanh tay cho em với. Tại vì em Loan chỉ về đúng một lần mà cắt mẫu luôn nhá. Về đúng một lần nếu cắt mẫu luôn mà chị nào mà hôm nay mà đen là không chốt được cái này. Đấy. Và em cũng không đặt được thêm ý. Em chỉ về đúng mấy trăm áo thôi. Để chạm mấy trăm áo các chị yêu. Nó tầm khoảng là 230 cái chẳng hạn như thế. Tầm khoảng 230 cái. Hết là hết, hết luôn. Đấy, bộ V3 màu nâu rồi FS không chê đắt. Không chê đắt sắt ra miếng. Cái bộ V3 á. Nói chung là những cái dòng đấy thì em bán là quá rẻ so với giá thị trường rồi ý. Không chê bộ Quảng Châu đúng rồi, không chê cái bộ Quảng Châu luôn. Chị Nông Quyên chốt đá 86 này, áo em mặc là đá 90 nhá. Đá 90 đây ạ, đá 90 là 180.000 chị ơi. Đá 90 là 180. Các chị lên lại chuẩn mã hàng cho em ạ, 47 cân có vừa. Chị ơi, 40 cân đến 65-66 cân. 40 cân đến 65-66 cân đổ về chốt đơn ạ. Hôm nay các chị vào đông quá. Tại em sợ là ngày mai không chốt được hết đơn nên lại phải nghỉ một hôm đấy. Đơn hàng hôm qua thì em còn chưa giải quyết xong. Đơn hôm qua còn chưa in ra. Quá tải. Thực sự luôn ạ, nói chung là em nghỉ thì em tiếc. Đấy, nghỉ thì tiếc, nghỉ thì nhớ khách. Nghỉ thì nhớ khách mà không làm thì sốt ruột. Tại vì là tầm khoảng tháng nữa là bọn em phải nghỉ rồi. Đấy, bây giờ thì nhà hàng họ thì nó còn kiểu là linh tinh lộn xộn nó nhiều ấy. Sốt ruột lắm, nghỉ một hôm là cứ nghĩa là cứ như kiểu là lửa đốt luôn ấy. Đấy, thì tôi lên thì ít hay nhiều thì gọi là mình nói được tầm khoảng 2 tiếng là như kiểu là một buổi live mình nghỉ mà không được nói nó cứ thế nào ấy. Đấy, cứ quen rồi, bán hàng quen rồi mà nghỉ một hôm là kiểu cảm chân tay nó không chịu được. Cách ngày đi em à. Như thế thì không được đâu chị ạ. Như bảo là ngày rộng tháng dài cơ. Ra riêng cơ ạ. Thì mình có thể là một buổi live xong là mình chơi một vài ngày chẳng hạn như thế để cho nhân viên chốt xong. Bây giờ chị bảo là bây giờ từ giờ đến Tết cũng còn cách xa nữa đâu. Mà đến nào như kiểu là bán lẻ thì có thể là bán đầm 30 Tết thì nghỉ cũng được, đến cả đêm 30 Tết cũng được. Nhưng mà bán hàng trên live này thì đến tầm khoảng là 18, 20 là đã của là dục dịch là nghỉ rồi chị ạ. Tại vì năm nay là dịch gửi hàng đi rất chậm luôn. Ví dụ như các tỉnh miền Nam là đến tầm khoảng là 18 đã không nhận đơn rồi. Chỉ nhận đơn miền Bắc thôi. Đến tầm khoảng 21, 22 đã nghỉ. Tất cả dừng vận chuyển của đơn miền Bắc rồi là em nghỉ hẳn luôn ấy. Đấy, bắt đầu lại sang đến giao riêng em bán lại cơ ạ. 45 cân có mặc vừa đá 90 chị nhá. Nói chung là các chị 40 cân đổ lên. 40 hay 42 cân nhá, 42 cân đến tầm khoảng là 65, 66 cân đổ về là em chốt đơn hàng ạ. Đá 90 ạ. Comment một lần ạ, chuẩn cho em số điện thoại là được rồi. Không cần phải comment quá nhiều đâu các chị ạ. Comment ẩn hay là comment mà không đọc tên các chị nhá, vẫn được lên đơn bình thường. Vẫn được lên đơn bình thường ạ. Đấy, chị Nam Trương ok, chị Nguyễn Tâm có đơn hàng ạ. Đá 90 ok, chị Huyền Trần ạ. Chuẩn mã hàng cho em ạ. Đá chấm bi vừa rồi là 169.000 đồng chị ơi. Đá chấm bi vừa rồi là mã 86 là 169.000 đồng một áo chị nhá. Tiếp theo mẫu này này các chị này. Đây mẫu này cũng xinh này. Đấy, chạm mẫu này cũng là đá đen cho em. Đó là đá nguyên đá vàng. Nguyên đá vàng ạ. Đấy, có vàng còn chốt luôn cả hai áo. Để dành đúng không ạ, để dành. Ôi rồi ôi, mã này thì cứ gọi là phê đét luôn. Để chạm toàn bộ của là hàng đăng ký luôn, đăng ký độc quyền luôn ý. Bao tiền áo này em mặc 180.000 tình yêu ơi. Giá này em bảo là best nhất ngoại trường người ta bằng các chị tầm khoảng là 279.000 đồng, 285.000 đồng một cái. Mà nhà em có bán là các chị 180.000 ạ, rẻ hơn giá các chị đi nhập buôn ý. Đấy, giá em bán các chị kể cả các chị mua một cái cũng bằng giá bán buôn luôn. Ok chưa ạ, cho nên là em bán lấy số lượng mà. Em bán lấy số lượng, em không cần lãi nhiều nhưng mà em bán được nhiều. Các chị nhìn mã hàng này cho em ạ. Lên mã này cho em là gì? Đá 92. Đấy, bộ B4 em còn. Em còn nhưng mỗi thứ nó còn một tí thì tí nữa ít ít người xem thì em lên sau nhé chị nhá. Ít người xem lên sau tại vì bây giờ mà lên đông cái này mà các chị chốt nhiều là em không có hàng. Tại vì hàng hàng của trôi thì bây giờ không đặt được nữa. Bây giờ không đặt được nữa. Đá này cũng thế này, chỉ về đúng một lần thôi. Mỗi này các chị comment là đá 92 nhá. MLXL3 size. Đấy, MLXL3 size các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Chị comment là cho chị áo em nó mặc thì ngày mai không bao giờ chốt được đơn. Không có mã hàng nhân viên thì em nó không biết là chị đặt mã nào ấy. Đấy, mẫu này cổ cao cho em ạ. Cổ cao này. Lên đơn hàng cho em là mẫu này là đá 92 cái chiêu nhá. Đá 92 cộng số điện thoại ạ. Đá 92 mẫu này cho em ạ, đẹp chưa? Cái phần thân của nó cốt tông, nói chung là form này chốt cho các chị tầm khoảng là 40
44 cân đổ lên nhá, 43, 44 cân. Đến ạ, 65, 66, 67 cân đổ về ạ. Ui rồi, ngập em Loan cả đời không chán. Em ơi chị dã man quá chị Nguyễn Hà. Chị cứ khen thế làm em sướng. Đấy, chị cứ nói thế làm em sướng đấy chị ơi. Hả? Điệu nhở, xinh chưa? Cổ này, đá 92. Ui em còn chưa nói giá các chị đã chốt rồi kìa. Thôi ạ, các chị biết là nhà em lúc nào cũng bán rẻ đúng không ạ? Thôi các chị này, mẫu này nhá. Hoa nỉ luôn ạ, 100 ạ. 75.000. Cổ cao nhá các chị nhá, cổ cao. 175.000 một áo, các chị comment là đá 92 kèm số điện thoại ạ. Đá 92 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc chưa các bác ơi? Nhìn gen cho em này. Cái phần cổ nó lại là hơi hơi một chút gen nhá, còn phần dưới là kín ấy, bên dưới là kín. Nó chỉ hơi hơi lộ một tí cái phần gen cổ thôi, các chị mặc nó không bị hở. Mặt không bị hở ạ. Mã này cho em là đá 92 ạ, đá 92 ạ. MLXL 3 size. Các chị chốt cho các chị tầm khoảng là 42, 43 cân đổ lên, tại vì cái áo này sẽ co giãn. Đấy, rồi sẽ co giãn là cái phần thân là cốt tông các chị nhá, phần thân là cốt tông, còn cái phần tay của nó sẽ là pha gen kín như này. Được chưa? Nó sẽ là pha gen lưới gen kín ấy. Mã đá 92 cái em mẫu này các chị, nói chung là bác nào vẫn đã hợp cái gu áo đá nhà em ấy. Mê mẩn luôn ạ, mã nào cũng muốn mua. Mua hàng 3 năm chim ưng nắm, em cảm ơn chị. 3 năm vẫn chim ưng thì đấy là em đã hạnh phúc lắm rồi chị ạ. Rồi chị Nguyễn Thị Xanh ok chốt đơn hàng ạ. Dồn đơn đá 92 các chị lấy luôn ở con này đi. Lấy luôn cả mã đá 92 này. Lúc cái mã mà 90 nó là cổ thấp thì các chị lấy luôn một cái mã này cổ cao này. Lấy luôn mã này cổ cao cho em ạ. Từ bình tĩnh chơi đến lên đồ bộ sau nhá. Chị Hương Phương ạ. Mai Tú chốt đơn hàng ạ. Đá 92 ok chị Hải Nhàn chốt đơn dồn ạ. Chị Nguyễn Lan có đơn hàng đủ size số nhá. Hàng này em về số lượng ạ. Để chạm về số lượng đủ size nhưng mà nó chỉ về một lần thôi ạ, không có hàng về bù nữa. Hết là hết luôn. Hết là em cắt mẫu luôn ạ. Tại vì làm nếu mà nó tầm khoảng là trước Tết tầm khoảng 2-3 tháng ấy, thì nhà em vẫn về bù được. Nhưng mà bây giờ là nó cận Tết quá rồi. Nó cận Tết rồi ạ, không về được hàng nữa. Mà về đợt này cước nó cao, tức là khó vận chuyển nữa ấy. Có thể đá 92 cho em ạ. Đá 92 ạ, 100 ạ. Bao nhiêu tiền? 175.000. Ok chị ạ, 175.000 đồng. Các chị lên đơn hàng ạ, kèm số điện thoại cho em. Đẹp quá này, em đứng các chị ngắm một lúc nhá. Đấy chị ạ, đứng cho các bác ngắm một lúc luôn ạ. Đá 92 ạ. Xuất sắc luôn đúng không? Đá 92 xuất sắc luôn, các chị nhìn cho em màu này. Thế nhưng mà cái kiểu nó xinh lắm luôn đấy các chị ơi. Áo đá nhà Loan đẹp, em cảm ơn chị. Nói chung là các chị, cho các chị gọi là tham khảo cái giá thị trường thoải mái. Sao tớ không mua được hàng nhà Loan nhỉ? Sao thế chị ơi, mọi người vẫn đang mua bình thường mà. Chị cứ lên mã hàng một số điện thoại thôi. Tại vì là một buổi live nhà em có thể chốt trong 2 ngày mới hết được hàng, mới hết được đơn ấy. Nên các chị thông cảm giúp em với ạ. Đấy, cố gắng là để ý điện thoại cho em với nhá. Chị Hải Trang Nguyễn Đặng Tuyết có đơn Hoàng Định Cẩm Lệ này, Nguyễn Hồng Hà chốt đơn hàng ạ, dồn đơn 2 áo rồi. Ok chị Phạm Hiền Lương, nhớ để lại số điện thoại chị nhá. Chị Nguyễn Khuyên có ạ, Châm Chân. Nhiều chị cứ mãi comment mã hàng không để lại số điện thoại, không là đến hôm sau em ơi trả chị chốt đơn. Hôm sau lên live mà em ơi trả chị chốt, chị không lấy được chốt đơn mà khổ lắm, không để lại số điện thoại, comment hàng một mã hàng trang giấy dài này nhưng mà cuối cùng chốt lại không để lại số điện thoại. Đấy, hoặc là comment lại sai mất một số. Đấy, xong là gọi điện là lại không nghe máy mà cho con cầm điện thoại là học online ấy. Các bé lại cứ thấy cuộc gọi đến là tắt máy bận đi là lại không được chốt đơn. Chị Trần Hằng ok chị luôn ạ, 45 cân cổ KCM ok chốt là mã đá 92 là các chị chuẩn mã cho em là được. Tại vì tất cả áo đá nhà em nó đều có cái mã hàng ở trên áo này, đều có cái mã số đấy chứ ạ, không thể nào sai được, cứ đúng mã cho em là đúng hàng ạ. Đúng mã là đúng hàng ạ. Đá 92 ạ, áo len em chưa lên đâu chị ơi, áo len chưa lên thì lên mình áo len nhé các chị nhá. Đá 92 mỗi này cho em ạ, cộng số điện thoại ạ. 42 cân ạ, đến 6566 cân đổ về em chốt đơn ạ. 42 đến 6566 cân đồ về thì lên các em một cái mã chữ đi chị ơi. Nên các chị một mã chữ luôn. Đẹp quá này đá này. Nói chung là những cái dòng này các chị nên mua cái hàng mà hàng Quảng Châu ấy, tại vì những cái hàng đá mà hàng rẻ ấy nó rất là dễ bị bong đá. Mình mặc áo đá mà nó bị bong ra là không muốn mặc rồi. Đấy, nó cái kiểu trông nó cứ nham nham nhỉ nhở ấy. Rất là mất thẩm mỹ luôn. Cái áo đá nó phải là nó ép nhiệt nó rất là chắc luôn các chị nhá, giặt cho em thoải mái. Đấy, mặc cái loại đấy nó mới sướng. Chứ mặc áo đá mặc một lần nó bong hết cả đá rồi là nhìn lần sau là không muốn mặc nữa luôn. Tính ra thì mua rẻ thì mua đắt. Đấy, tính ra là mình mua rẻ hơn mấy chục nghìn nhá, tính ra các chị mặc một hai lần là nó rơi hết đá không muốn mặc lại là mua đắt đúng không? Lại là mua đắt rồi. 100 bao nhiêu tiền? Đá 573 rồi em không nhớ là mã nào, tự nhiên nhiều mã quá chị ạ. Nhiều mã quá không nhớ luôn. Chị Đặng Vui có Thanh Kiều. Mã này các chị có phải là đá 92 nhá chị nhá. Đá 92 và kèm số điện thoại cho em ạ, 175.000 ạ. Tiếp theo mã này cho em ạ. Đấy, mã này cho em ạ. Chị nào mà thích trẻ trung một chút hơn nữa, các chị lấy mã chữ này cho em. Lấy mã chữ này cho em. Cảm ơn chị Lý Đường nha.
Nhận được cả hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn shop Hoàng Loan. Em xin phép ghi bình luận của chị lấy động lực nhá. Ok chưa ạ? Nói chung các chị cứ nhận hàng, các chị bóc ra kiểm tra hàng. Còn nhiều chị cứ bảo là em ơi chị cọc tiền nhưng mà chị sợ bị lừa lắm. Chị sợ bị lừa lắm, không biết là có phải số tài khoản ở bên em không, với lại không biết là của shop em chốt đơn hay không. Thì các chị cứ vào cái trang bìa nhà em ấy, nó đều có số tài khoản ấy. Số tài khoản của em và chủ tài khoản đều là Hoàng Thúy Loan hết nhá. Còn ngoài ra không có số tài khoản nào nữa đâu các chị ơi, có hai số ấy. Các chị chuyển vào chuyển cọc vào tài khoản này cho em. Thì mình không bị lừa đảo được. Đây các chị này, ở bên dưới cái trang bìa em đều có cái số tài khoản ấy. Em có dùng hai số tài khoản nhá, đều mang chủ tài khoản là Hoàng Thúy Loan ạ. Em một ngân hàng của Viettim, một ngân hàng của nông nghiệp. Là các chị chuyển cọc vào đấy cho em. Nếu mà các chị chốt số lượng nhiều ấy. Đấy, hoặc là các chị chốt nguyên hàng sale ấy. Tiếp theo em qua mẫu nhá. Rồi đá mọi mẫu đá 92 ạ. Đá 92 ạ, kèm số điện thoại các chị này. Đẹp quá này các chị ơi. Đá này. Chị Nguyễn Ngà có, chị Mai Nguyễn lại, chị Thanh Kiều chốt đơn hàng ạ. Những cái mẫu này các bác là hay kiểu hay mặc ở trong vest ấy nhỉ. Đấy, hay mặc ở trong vest. Đây bác nào thích chữ to này các chị lên mẫu chữ to này cho em này. Mẫu này là mẫu đá 95 nhá các chị nhá. Mẫu này đá 95 cho em ạ. Đá 95 ạ, kèm số điện thoại ạ. Mẫu này đá 95 cho em. Cũng có MLXL3 size. Đấy. Cũng có size MLXL các chị nhá. Con này đấy bác là nó là chữ to, nó là chữ to ạ. À, chân váy em mặc có chị ơi, nhưng mà nó có mấy kiểu đấy chị ạ. Có mấy kiểu, bây giờ nó còn lẻ có vài chiếc thôi chị yêu ơi. Được, các chị Trần Thị Quán dồn đơn. Ok chị ạ. Sóc ra mình tìm ở chỗ nào nhỉ mình ơi. Sóc ra trên tệ nó còn có vài chiếc thôi. Đây này, có đây này. Mã này các chị comment là đá 95 ạ. Có nâu, có đen cả này. Đá 95 và cộng số điện thoại cho em. Đấy, đá 95 và cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Xem nào, em xem con này xem ạ. Bằng tiếng, bán bằng tiếng con kia luôn đi. Đấy chứ ạ, đá 95. Cho chị áo đá bên là 92. Rồi, các chị có vẻ là 92 thôi ạ. Ngày mai các chị chọn cho em cái size vừa nhá. Tại vì là lúc nào mà nhân viên em sẽ gọi đi chốt đơn, các bạn sẽ hỏi các chị về cân nặng chiều cao. Tại vì là mỗi người có một cái form khác nhau ấy, có một cái tạ người khác nhau ấy. Cho nên em, nhà em làm lúc nào chốt đơn cũng hỏi các chị thật là kỹ về cân nặng chiều cao luôn ạ. Chị táo đỏ cho em số điện thoại chị nhá. Mã này các bác comment là đá 95. Đá 95 và cộng số điện thoại ạ. Được chưa? Đá 95 và cộng số điện thoại cho em các chị nhìn này. Con này mặc trông rất là trẻ luôn. Đấy, mặc trông rất là trẻ luôn, nó giống cái mã 92 nhưng mà khác với họa tiết một chút. Đấy, đá 92 của nó là đá đen, còn cái mẫu này của nó sẽ là hình chữ cho em ạ, chữ cho em đá 95 nhá. 175.000 một áo ạ. Được chưa? 175.000 đồng ạ. Đấy. Sao lại ngắn chị? Đây nhá, em đang cao 1m58 này. Ok chị ạ, là ngắn tí nào? Ê, làm gì ngắn đâu chị? Đấy, có ngắn đâu. Mã đá 95 cho em ạ. Có cổ thấp tí em lên cổ thấp sau chị ơi. Có một cái mã cổ thấp hôm nay về. Hình như em để ở chỗ, ở ngoài, khu quầy. Hình như ở giáp cửa thì phải. Hình như là cái mã đấy là đá 85 ấy. Đá 85. Mỗi đá 95 cho em ạ, 175.000 chị ạ. Mai đá 95 mình chữ các bác nhá. Hình chữ cho em ạ. 175.000 tình yêu ơi. 175.000 đồng một áo ạ. Các chị lên ạ, chuẩn mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đợi em chút em lên bộ Quảng Châu nhá. Bộ Quảng Châu này với lại là bộ của hãng, của hãng Sydney. Kiểu luôn là mẫu nó lẻ, mẫu lẻ sai đếm xeo. Thấy không? Rồi lên các chị một mẫu áo đá cổ thấp nữa. Mỗi có nhiều không? Nhiều. Làm thì còn mấy. Mẫu này hình như là còn ít là cắt mẫu luôn rồi. Con này thì lên thì lại hết trong một nốt nhạc luôn, có không đủ lượng hàng luôn. Thì đơn hôm qua còn chưa chốt mà. Đơn hôm qua còn chưa chốt mà hôm nay còn ít vậy. Toàn khách hàng gọi điện chốt trước. Đây áo em mặc là đá 95 chị ơi, đá 95 ạ. Áo da 635 em còn chị ơi, nhưng mà còn lẻ màu lẻ size chị Phan Hiền nhá. Chị có mày là 635 đi, phao 635 thì ngày mai các bạn nhé, em sẽ là tìm mẫu à tìm size số cho chị yêu nào có size vừa các chị lấy nhá. Mẫu này các chị có mày là đá 95 ạ, đá 95. Cách số điện thoại cho em. Đấy. 175.000 đồng một áo. 175.000 đồng các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại này. Ok chưa? Hàng hai lớp cho em, còn một lớp đâu các chị mặc nó không bị hở. Đấy chạm mặc nó không bị lộ bị hở luôn các chị này, hai lớp lưới cho em. Đấy, chứ không phải một lớp mỏng đâu các chị nha.
chị, nếu mà chị gọi vào cái số mà chốt Zalo xỉ như em thì em sẽ không nghe máy đâu chị ạ. Chị là Nguyễn Thanh LS nhá. Đấy, chị phải gọi vào cái số chốt đơn của như em thì các bạn mới nghe máy được, chứ chị cứ gọi vào cái số của em thì làm sao em nghe máy được. Tại vì số của em là chị làm đơn xỉ thôi. Số chị làm đơn xỉ thôi. Chị em không chốt đơn. Em chị ơi, đà 95 ạ. Đà 95 mà kèm số điện thoại cho em. Đây chị ơi, mã này lên cho em nhé. Một mẫu lên áo đá cổ tim em ơi à. Đây đây, một cầu nữ thấy luôn nhá. Vừa nói xong cái này, em lên luôn mẫu đá đen cổ tim. Lại tiếp một con đá màu nhá. Mã này các chị có bên là đá 95 là chữ to. Em mặc size M chị ạ, em mặc size M. Co giãn mà chị. Đây mẫu này đá 85. Để chị ạ, đá 85 cho em mẫu này ạ. Lại là đá màu cổ tim. Đấy, lại là đá màu cổ tim luôn ạ. Có bộ hãng chị ơi. Có bộ hãng, đợi em chút em lên luôn bộ đây ạ. Nhưng mà bộ thì em hôm nay có về được ít. Có về được ít. Ôi các chị này. Lại hết ngay mà. Và đúng một chuyến nữa là hết hàng các chị nhá. Tại vì đơn tối qua em chưa chốt xong. Mẫu này thì em sẽ tua nhanh. Mẫu này sẽ tua nhanh ạ, đá 85. Con này bán bao tiền chị ơi? Đá 85 cộng số điện thoại cho em ạ. 40-65-66 cân. Em có 3 size MLX ạ. Em có 3 size là MLXL. Các chị comment là đá 85 cách số điện thoại cho em ạ. Đấy, đá 85 cho em các chị yêu nhá. 180.000. Ok chưa ạ? Đá màu các chị này. Đá màu cho em ạ, 180. Các bác lên ạ, chuẩn mã hàng cho là đá 85 và kèm số điện thoại các chị chốt đơn ạ. Đẹp quá các chị này. Cổ tim cho em nhá. Mẫu này phải nhanh tay, thì đơn tối qua thì em còn chưa động đến. Mà hôm nay các chị vẫn đang hỏi mẫu này. Mà sáng nay khách hàng gọi điện chốt đơn cũng gần hết rồi ạ. Hôm nay nó mới về bù được thêm một ít nữa. Mẫu này các chị coi là đá 85 cộng số điện thoại cho em ạ. 100 ạ. 80.000 ạ. 180.000 đồng một áo. Không nghe nhầm luôn ạ. Giá thị trường em thấy thì nó bán rẻ nhất là con này là 250. Rẻ nhất con này là 250. Em tặng các chị luôn 180.000. Ok chưa ạ? 180.000 đồng mã đá 85 các chị yêu luôn ạ. Đá 85 và kèm số điện thoại ạ. Đá 85 và kèm số điện thoại cho em ạ. Nhấc hai con này xuống em ạ. Đá 85 và kèm số điện thoại cho em ạ. 180.000 ạ. Để chạm 180.000 đồng một áo ạ. Lên đơn mã hàng và kèm số điện thoại ạ. Chị Tạ Hoa có ạ. Chị Lý Đường ạ. Vân Nguyễn Thị có đơn ạ. 180 con này nhá. Chị Thùy Ngân cho em số điện thoại chị yêu ơi. Cho em xin số điện thoại với ạ. Mã đá 85 cho em ạ. Em bảo rồi không đẹp em không lấy tiền. Các chị nhìn màu đá này. Cái màu đá rất là sáng luôn nhá. Để chặn những cái hàng đá rẻ lên like không bao giờ được màu sáng như này. Đấy nó rất là xỉn màu luôn các chị nhìn này. Màu nó pha các chị nhá. Đá gọi đá pha đấy ạ. Chị Thanh Kiều ạ. Chị Hà Nguyễn này. Chị Hoàn La chốt đơn hàng ạ. Đá 85 cách số điện thoại cho em ạ. 100 ạ. 80.000. 180.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Dã man đẹp nhỉ. Đá 85 xuất sắc luôn. Chị Vân Lê có ạ. Chị Phạm Hiền ạ. Khổng Thị Kim Cúc chốt đơn dồn này. Gió lót lông. À đây đây. Gió lót lông 56 còn. Nhưng mà còn ít nhá. Bác nào nhanh tay có đơn này. Đây các chị comment là gió 56 ạ. Đấy. Bắt đầu là chiều nay lại có một đợt không khí lạnh nữa. Đấy chứ ạ. Chiều nay lại bắt đầu lạnh nhỉ. Chị có thấy thế không? Tự dưng bắt đầu từ 4-5 giờ chiều là gió tự dưng lạnh. Cứ hun hút ra ấy. Đấy. Lại một đợt không khí lạnh nữa. Nhưng mà các chị cứ gọi là ok luôn với con áo gió lót lông nhà em. Gió 56 các chị nhá. Em bán cũng biết là bao nhiêu số lượng bao nhiêu rồi ấy. Các chị lên lại chuẩn mã hàng kia là gió 56 và cộng số điện thoại ạ. Để chạm gió 56 và cộng số điện thoại cho em màu đỏ các chị này. Đỏ, vàng ạ. Xanh và cam các chị nhá. 4 màu ạ. Đỏ, vàng, xanh, cam các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Gió 56 ạ. Đấy, vẫn chương trình tri ân khách hàng luôn ạ. Mua 2 gió miễn ship. Để chị ạ, mua 2 áo gió nhà em miễn phí ship hàng ạ. Đấy, gió 56 em đang mặc màu đỏ các chị nhắc. Đỏ bên ngoài là đỏ đô đấy ạ, đỏ đô pha đen. Gió 56 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Như nào chị Trang Phan ơi? Đấy, gió 56 ạ, 249.000 đồng một áo ạ. 249.000 đồng ạ. Các chị lên chuẩn mã hàng cho là gió 56 ạ. Chị yêu nào đã nhận được áo gió 56 nhà em rồi, cho em xin một cái phản hồi với ạ.
Để chạm cho em xin một cái feedback với. Các chị nhìn màu đỏ này, tông màu thứ hai sẽ là tông màu cam. Tông màu thứ ba là tông màu vàng ạ. MLXL3 size. MLXL3 size, các chị comment là gió 56 và kèm số điện thoại ạ. Đấy, gió 56 màu xanh, xanh này là xanh kiểu xanh két ấy. Em gọi là màu xanh thôi nhá. Gió 56 màu xanh. Đá 5, đá 85 của nó, cái phần thân của nó cốt tông, cái phần tay của nó sẽ pha gen, gen kín. Phần tay nó sẽ là pha gen kín của cái mã áo bên trong này, đá 85 đây. Phần thân là cốt tông chị ạ. Thân là cốt tông. Gió 56 em lần này đặt 2 lần hy vọng được chốt gọi. Sao lại không được chốt? Nhưng mà mẫu này em cũng gần hết rồi này. 249.000 đồng một áo mã đá 5, à mẫu gió 56. Gió 56 màu đỏ này các chị ơi, mũ tháo được nhá các chị nhá. Mũ tháo được cho em. Hàng này của nó là chuẩn của nó là hàng công ty. Để chạm chuẩn hàng công ty cho em ạ. Các chị nhìn tem mác này, toàn bộ của nó là hàng của hãng Sydney ấy. Chất lượng đẹp luôn ạ. Có chị ơi, 1m7 mà 66 cân vẫn mặc XL được của cái mã gió 56 ấy. Gió 56 cho em ạ, 249.000 đồng một áo. Để chạm số lượng còn nó cực kỳ là ít thôi các chị ạ. Mà like nào các chị cũng hỏi mẫu này. Để chạm len nào các chị cũng hỏi. Con này của nó là bên trong lót lông cừu. Bên trong lót lông ạ. Bán đẹp mà rẻ, em cảm ơn chị Hoàng Định nhá. Đấy chị này. Gió 56 cho em ạ. Đấy, gió 56 các chị ở bên trong lót lông các chị nhá. Nó ấm và nó nhẹ lắm các chị ạ. Gió 56 đẹp ok lắm, em cảm ơn tình yêu ạ. Không phải là ngẫu tự dưng mà khách hàng lại mua nhiều như thế. Tại vì các chị đã mua một lần rồi lại quay lại mua tiếp một hai cái nữa cho đủ màu. Đấy chị ạ, lại mua tiếp một hai cái nữa cho đủ màu. Xong là khách hàng lại giới thiệu cho nhau nữa. Các chị lại giới thiệu cho nhau nữa. Đấy, hôm nay các chị nào mua hai áo gió mã 56 này em miễn ship. Chứ còn mua một chiếc thì vẫn là phí ship 30.000 các chị nhá. Ok chị Trang Phan nhá. Ngày mai báo nhân viên sớm một em với. Không các bạn không biết các bạn lại bỏ đơn ra ấy. Đấy chị này. Đây ạ, mẫu này gió 56 cho em màu vàng. Ở Quảng Trị à? Đây ạ, gió 56 cho em màu vàng kèm số điện thoại cho em ạ. 249.000 đồng ạ. Mua một chiếc, phí ship vẫn là 30.000. Mua hai chiếc em loan miễn phí ship. Ok chưa ạ? Mua hai chạc, mua hai cái ạ, vẫn là miễn phí ship hàng. Đấy. Kể các chị mua hai áo gió này cộng thêm ạ, áo đá này, cộng thêm áo lót áo gì nhỉ? Áo đá rồi áo len các kiểu luôn. Nhưng mà trong đơn hàng đấy nó sẽ có hai áo gió thì nhẹ em loan miễn phí ship. Đấy. Chị Huế Nguyễn có bích hoài chốt đơn ạ, gió 56 ạ, MLXL3 size từ 40 cân ạ đến ạ 65 66 cân đổ về ạ. Cam không có XL à? Ôi trời, hôm nay hết cam XL à? Ôi chết rồi. Màu vàng không còn vàng luôn. Ôi đấy, thế thì gần hết rồi còn đâu nữa, lẻ sai mất rồi. Ôi, mình năm nay mới có 4 cái 4 màu chứ đâu. Mà hôm trước mua 4 chiếc còn không được miễn phí ship đúng không? Ngày hôm nay mua 2 chiếc được miễn phí ship rồi chị ạ. Đấy, đấy là chương trình trí ân, đúng không ạ? Chương trình trí ân ạ. Mã này cho chị nào mua 2 chiếc trở lên là các chị được miễn phí ship. Mua 1 chiếc vẫn là phí ship 30.000 một đơn các chị yêu nhá. Mã này các chị là màu vàng ạ. Thế à chị Trần Thương, nói chung là tùy mọi người, tùy cân nặng chiều cao nữa. Tùy vào cân nặng chiều cao nữa luôn ý. Đây màu xanh cho em ạ. Màu xanh ạ, MLXL. Con này là form to mà chị. Con này form to. Gió 56 ạ, chị Khang, KD, chị Ái Liên ạ, chị Lê Thín. Chốt đơn này các bác cứ làm cuộn cho em luôn hai chiếc này. Cứ làm luôn cho em cả hai chiếc. Bên trong lót lông nó ấm mà nó nhẹ lắm chị ạ. Nó nhẹ mà form nó đẹp như này. Đấy, form nó đẹp như này luôn. Đây màu xanh. Đấy, mũ các chị không thích các chị tháo được cho em nhé. Cái là tháo mũ ra này. Các chị ơi, em thử độ cái mũ cho các chị xem luôn. Cái lòng mũ của nó rất là to và sâu như này. Chứ không phải đội hờ ở trên cái nửa đầu các bác nhé. Để chạm gió 56 ạ, kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. 60 cân vừa, chị Hoa Bỉ Ngạn ơi. Em có xa các chị 40, trên 40 cân đến tầm 66 cân đổ về. Đấy, 65, 66 cân đổ về em chốt đơn các chị này. Gió 56 và kèm số điện thoại cho em ạ. 249.000 đồng một áo. Mua 2 chiếc miễn phí ship. Đấy, mua 2 chiếc miễn phí ship ạ. Áo chị mặc 65 cân có vừa em ơi. Đây màu xanh ạ. Cái gì có áo gió lót lông bán không em ơi là sao? Em đang mặc áo này là áo gió lót lông mà chị. Áo này lót lông bên trong đấy. Đấy, áo này lót lông bên trong. Chị Trần Mị ạ, chị Nguyễn Hội ok chốt đơn hàng ạ. Mã hàng trên là gió 56, gió 56. Đây các chị nhìn trên màu cam này. Để chạm màu cam bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên like các chị nhá. Bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên like. Chị Thanh Kiều ạ, chị Khôi Huy ạ, chốt đơn hàng này. Ra 731 thì em còn chị ơi. Áo gió không lót lông thì em có. Cái gì cũng có luôn chị ơi. Cái gì cũng có.
Bộ em có. Bệ màu này màu cam. Chị yêu chốt màu cam các chị lên đơn hàng nhé. Gió 56 màu cam ạ, kèm số điện thoại ạ. Gió 56 màu cam mà kèm số điện thoại ạ. Có áo đá cổ cao không em? Có chị ơi, chị thích cổ tròn, chị thích cổ cao. Chị Kim Tuyến là chị Hoa Trương chốt đơn ạ. 2562 hai áo đỏ với vàng. Chị Nguyễn Nga comment hộ em với số điện thoại với ạ. Mã 2 gió 56 chị ơi, gió 56. Cái mã hàng của áo gió là mã số 56 ấy. Đây chị này. Thì tất cả cái áo này hàng công ty của nó đều có mã, đều có mã cốt, mã vạch luôn. Đây là mã 56 đấy ạ. Thì em sẽ làm gọi theo cái mã của công ty luôn ạ. Gọi theo mã của công ty luôn, gió 56. Thì mình sẽ đưa cho em cái sạc đây này. Hết pin rồi. Em cắm cái sạc phát ạ. Đây màu cam. Đưa cho em nguyên cái túi hãng của nó luôn này. Cho các chị xem luôn ạ. Da lót lông không em? À, da lót lông em có. Da lót lông em có cái hàng mà da sần ấy chị ạ. Da sần lót lông. Áo đá cổ cao em có chị ơi. Đá cổ cao có. Để em xem cái, đây này. Các bác nhìn cho em ạ. Chuẩn hàng cho em nhá. Để chặn gió 56 này. Áo này em bán của nó số lượng đầu vạn rồi mà khách hàng vẫn cứ thích. Đấy, mua một cái xong lại quay lại em ơi cho chị mua thêm 1-2 màu nữa. Đấy, cho nó đủ màu, có chị có mua đủ 4 màu nha em luôn. Mua đủ 4 màu luôn mới chịu cơ ạ. Như chị Đánh Huế vừa xong đúng không? Chị mua 4 cái 4 màu rồi. Đấy, gió 56 không phải tự dưng mà khách hàng lại thích như thế. Thứ nhất là chất nó đẹp này. Thứ hai là tông màu nó lại, thứ nhất là chất đẹp này, thứ hai là nó giá cả nó phải chăng. Chứ bây giờ em bán con này đắt quá, đắt so cái giá ngoài thị trường nó bán lẻ thì chắc chắn là khách hàng sẽ không mua nhà em. Đấy các chị nhá. Áo đá em mặc còn không em? Áo đá em mặc còn chị ơi. Áo đá em mặc là đá 85 đúng không? Đá 85 ạ. Đá 85 cho em 180. Để chị ạ, đá 85 cho em 180.000 các chị này. Lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. Chị Trần Văn Đoàn ok chị luôn ạ. Gió 56 là mã này các chị nhá. Lông tháo được. Ơ, cờ 13 chị Oanh bảo không thấy có cúc cài vào. Đều có cúc hết mà chị. Ngày mai mai chụp lại gửi qua Zalo cho em xem chị nhá. Mai chụp lại gửi Zalo em xem nào. Nó đều có cúc cài hết mà chị ơi. Khi mà em gửi đi nó đóng nguyên túi như thế, về các chị tự cài. Đấy tí mai chụp lại cho em xem nhá. Mai chụp lại em xem. Rồi là gió 56 đây màu cam nhá. Đây màu đỏ cho em ạ. Đây màu đỏ này. Đấy cam đỏ này, xanh với vàng ạ. Cam đỏ xanh vàng mã hàng gió 56 ạ, cộng số điện thoại ạ. Chạm gió 56 và kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi nhìn hàng này. Chất lượng quá các chị ơi. Đấy, đừng comment là gió cam tình yêu ơi, comment hộ em là gió 56 đi ạ. Gió 56 ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại. Áo đá em mặc là đá 85 chị ơi. Đá 85 ạ, 180.000. Đá 85 cho 180.000 em mỗi này là gió 56 ạ. Em qua các chị xem cái mẫu áo len nhá. Em thề luôn, tí nữa em quên cái mã này. Tí em quên cái mã áo đá này. Lên mẫu này thì các bác lại ối giời ơi luôn, không có hàng. Để chạy lại gọi là em Loan ơi để phần chị mấy cái. Đấy, lại em Loan ơi để phần chị mấy cái không có hết. Ngày mai máy lại run bần bật lên mà xem này mẫu này này. Em thề luôn ạ. Xem nào. Mẫu này còn nhiều không mình ơi? Nhiều. Ui dồi ôi các bác ơi, nhìn hàng cho em này. Áo gió 56 là 249 chị ơi. Ui này. Ôi mẫu này mà em lên từ lúc đầu like thì gọi là bão đơn luôn. Đấy, mẫu này em bị quên đấy. Tí nữa em quên cái mã này. Các chị nhìn hàng cho em nhá. Mã này các chị comment là đá 89 á. Đá 89. Còn 20 cái à? Đấy. Đấy là hôm qua còn chưa chốt đến mà sáng nay toàn bộ là khách đặt mã này trước này. Toàn bộ khách đặt mã này trước các chị này. Mã các chị có vẻ đá 89 cho em ạ. Đá 89 ạ, cộng số điện thoại ạ. Áo gió 56 là 249.000 một áo. Đấy, chị Long Trương có ạ, chị Trần Phương Túy ạ, chị Quý Lê Thị này, chị Tính Lê rồi ok chị luôn ạ, chị Nguyễn Diệu Thúy chốt đơn ạ. Em đọc hết tên các chị không thể nào ấy được. Đá 85 thân nữa cốt tông chị ơi, thân cốt tông. Áo gió có tháo được lông. Chị buồn cười thế.
Cái áo gió 56 thì làm gì có lông 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 áo chị, lông cổ. Nó chỉ có cái mũ thôi mà. Gió 56 thì tháo được mũ. Đấy, đá này là đá 89 nhá. 180.000. Nhìn chưa, may quá hôm nay em về bù thêm chứ ngày mai là không có hàng để chốt cho khách của đơn hàng tối hôm qua. Đấy, hôm nay thì em phải gọi gấp cái mã hàng này luôn. Đấy chị nào nhanh tay mình có đơn mã đá 89 nữa chị này. Nhìn cho em cái cổ rất là xinh luôn. Để chạm 100 ạ. 80.000 ạ. 180.000. MLXL 3 size. Chốt đơn các chị yêu từ khoảng là 40 đến 65 cân, 66 cân đổ với các chị chốt đơn nhá. 40 cân đến 65, 66 cân em chốt đơn hàng ạ. Đá 89 và kèm số điện thoại ạ. Để chạm đá 89 và kèm số điện thoại cho em ạ. 180.000 ạ. 180.000. Các chị mình mã này các chị phải săn nhanh tay. Tại vì là hàng này là em vớt gọn mẫu rồi, không có hàng nữa đâu ạ. Không có hàng nữa. Hàng Quảng Châu cho em ạ. Không phải lúc nào cũng săn được cái mã đá đẹp như này đâu các chị ơi. Đá nó pha màu nó đỉnh như này luôn ạ. Đá 89 cho em ạ. MLXL 3 size. MLXL 3 size chị meo meo trên số điện thoại nhá. Chị Nguyễn Tơ có ạ. Chị Sắc Nguyễn. Sắc Nguyễn ạ. Sắc Nguyễn có đơn ạ. Ngọc Phạm có ạ. Chị Trần, Ngọc Trần Tảo có ạ. Chị Chi Khánh chốt đơn hàng ạ. Xin chuẩn mã cho em với ạ. Đá 89 đấy. Đúng không? Đá 89 này. Đá 89 và cộng số điện thoại ạ. Các chị nhìn hàng này, nhìn cho em cái cổ ren của nó này. Nó đẹp xuất sắc như này luôn ạ. Đá của nó đá toàn bộ đá ép các chị nhá. Toàn bộ của nó là đá ép luôn. Đấy, đá pha màu như này các chị này. Nó rất là sang và nó sáng. Đá ép nghiệp của nó cực kỳ là sáng và chắc luôn các chị nhá. Đá 89 ạ, kèm số điện thoại ạ. Thế xem xuống nước. Alo, giờ lại ta còn chẳng ốc còn mang người chẳng mình ốc còn đấy mang cọc rồi hiểu rồi. Vậy anh đi về đi. Đi về trông con đi. À luôn giờ mình cần trông cả. Thôi anh đi ra chỗ khác đi. Em đang bán hàng nữa ở đây nói linh tinh. Đá 89 chị ơi, đá 86 là mẫu khác chị nhá. Mẫu này đá 89 cho em ạ. Chị thêm thu thêm nghiêm ạ, rồi ok chị ạ. Nông Nga có, Nghĩa Nguyễn có ạ, chị Quyên Vũ có đơn hàng ạ. Đá 89 ạ, MLXL 3 size. Bây giờ các chị chọn thì vẫn có đủ size đấy ạ. Chứ còn các chị đợi đến khoảng là đầu giờ chiều ấy, ngày mai là nó cũng hết hàng rồi. Thì mẫu này ạ, em đăng lên Zalo cái là khách xỉ đóng rất là nhiều. Đấy, còn bao nhiêu là em chia khách lẻ các chị nhá, còn bao nhiêu là chia cho lẻ. Đấy. Buổi sáng hôm nay ở mẫu này gần như là đánh bay luôn. Vừa mới tối hôm nay 7:30 mới về được hàng các chị ạ. 7:30 về em cắt bao là em gọi là cất một góc nhà tí nữa em quên mẫu này luôn ấy. Em đang bảo là lên mẫu này đầu tiên mà đến bây giờ em mới nhớ ra. Đấy, chị Ngàn Vũ có ạ, Lan Tạ có đơn hàng ạ, đá 89 ạ, cộng số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. Em ơi bao đẹp xuất sắc luôn này. Để chạm 180.000 ạ. Em thấy người ta bán các chị 270, 270, 28 em xin phép là em mạnh dạn em tặng các chị 180.000 con này. Đấy, 180.000 ạ. Thôi nhá. Bây giờ em xin phép là lên các chị một mã đổ bộ. Một mã đổ bộ ạ. Nhưng mà cái hàng này em vượt của công ty. Công ty sale nhá các chị nhá. Công ty sale. Đây. Nhưng mà nó chỉ có tầm khoảng là hơn 100 bộ thôi ạ. Hơn 100 bộ các chị nhìn hàng cho em ạ. Ngày mai các chị cứ chọn cho em được cái size vừa nhá. Ngày mai chọn màu, chọn size vừa cho em ạ, còn không chọn kiểu. Tại bây giờ là nếu mà chọn kiểu thì nó không còn hàng nữa. Cái trạng nó không còn hàng nữa luôn ạ, không có à? Có một bộ đây. Mỗi bộ đưa cho em làm cái gì? Khổ thân em không này. Bò đẹp không? Ôi. Bò đẹp. Các chị nhìn hàng của nó này, toàn bộ của nó là hàng bộ hãng luôn các chị nhá. Toàn bộ là thứ nhất là hàng của Sahana này. Đấy chứ ạ. Toàn bộ hàng của Asana và hàng thứ hai là hàng của Sydney ạ. Màu này đẹp này, để đúng không này. Màu đẹp nhở, các chị nhìn này. Đẹp nhỉ. Em mặc lên là thực sự luôn ạ, bác nào nhanh tay mình được nhá. Hôm trước là em gọi là phải này. Hả? Yêu màu này từ đầu luôn này không? Yêu màu này từ đầu luôn. Đấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa các bác nhìn cho em hàng này. Thực sự luôn ạ, ngày mai các chị chọn cho em màu này, chọn cho em size vừa này, đưa cho em mấy kiểu nữa lên đây chị ơi. Em ơi, các chị ơi, lại bảo không đẹp nữa đi, các chị ơi, dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Từ khoảng là 42, 43 cân các chị lên đơn hàng ạ. Các chị comment là tặng bộ lẻ và kèm số điện thoại ạ. Các chị nhá, tặng bộ lẻ lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em màu hồng các chị này. Màu thứ hai nó sẽ tông màu đỏ ạ, các chị nhìn cho em toàn bộ hãng ạ.
Giá bán bình thường là 278 ngoại trường nhá các chị nhá. Hôm trước em đã bán các chị 250 rồi. Thì ngoại trường rẻ nhất cũng phải tầm 280-300 nghìn. Đấy là em nói mà giá rẻ nhất luôn. Đấy các chị này, em bóc các chị xem luôn ạ. Em bóc các chị mình xem luôn các chị này. Lên ạ, chuẩn bán hàng trên là tặng bộ lẻ kèm số điện thoại ạ. Bao tiền được các chị? Em nói thật luôn ý, giá này mà em báo sỉ, em báo chốt cho sỉ để người ta về bán lẻ là người ta ôm hết rồi. Nhưng mà thôi em bảo là, nói chung là hoa thơm thì mỗi người hưởng một tí. Đấy, hàng đẹp thì mỗi người được 1-2 bộ. Chứ còn bình thường là các chị vẫn đang mua giá, mức giá rất là cao luôn các chị nhá. Tại vì hàng này nó không phải là hàng cửa, toàn bộ của là hàng hãng chuẩn công ty luôn như này ạ. Các chị comment là tặng bộ lẻ ạ, cộng số điện thoại các bác mình chốt đơn. Các chị nhớ cái bộ mã 43 này. Đợt trước em bán rẻ nhất là 200 bao nhiêu? 250 đúng không? 250. Ngày hôm nay ạ, đồng giá hết đấy chị nhá. Đồng giá hết cho em ạ. 100 ạ. 169 nghìn ạ. 169 nghìn đồng một bộ ạ. Lên đơn hàng cho là tặng bộ lẻ kèm số điện thoại ạ. Mono còn đúng một bộ em chẳng biết còn size gì nữa. Đó các bác ơi, nhìn hàng cho em ạ. Có cần em mặc lên không nào? Em mặc thử các bác xem một bộ nhá. Em mặc thử các chị xem cái form giá của một bộ luôn ạ. Tặng bộ lẻ ạ, cộng số điện thoại các bác mình chốt đơn hàng. Em bao các chị chất đẹp luôn. Đợt trước toàn 250 rẻ nhất luôn. Đấy là anh em bán số lượng nhá. Chứ còn bình thường là giá thị trường không bao giờ có luôn. Thị trường không bao giờ có giá này luôn ạ. Đúng bốn màu đẹp này. Toàn màu đẹp thôi. Đưa cái màu hồng hồng em xem nào. Chưa có màu vàng đúng không? Màu vàng có rồi sao ấy. Đưa cái bao lên đây này. Đây. Em mặc lên thì gọi là hết trong vòng một đốt nhà. Nhưng mà có mỗi hơn 100 bộ thôi các bác ạ. Có mỗi hơn 100 bộ thôi. Ngày mai chị em mình mỗi người được 1-2 bộ nhá. 1-2 bộ kèm đơn hàng cho em ạ. 1-2 bộ kèm đơn hàng cho em chứ đừng chị nào chốt nhiều quá. Đừng chị nào chốt nhiều quá. Phải tầm ít nhất là tầm khoảng à quên, nhiều nhất là 2 bộ thôi nhá. Tại vì nó không có hàng đâu ạ. Đấy, tặng bộ lẻ cho em những cái bộ này chị em mình mặc ở nhà nó thông dụng nhất luôn. 65 cân đổ về nhưng em có size vừa, ngày mai các chị gọi là chọn màu ngẫu nhiên nhá. Ví dụ như màu xanh thì em sẽ có là 1-2 kiểu màu xanh chẳng hạn như thế. Đấy. Đưa cho em nguyên cái cọc đây xem nào. Em thấy mọi người lấy cho em được có 4 cái kiểu này nhưng mà thực ra nó có mấy kiểu đấy, mấy kiểu khác nhau. Dạ, tặng bộ lẻ cho em ạ, xanh ấy chị này, màu xanh cho em ạ. Kèm số điện thoại ạ. 169 nghìn đồng ạ, em bao giá toàn quốc luôn, đưa nguyên cọc đây cho em cho các chị xem luôn. Tại vì thế này, vấn đề nó ở chỗ này này, nó lẻ mẫu lẻ sai. Để chặn vấn đề của nó là lẻ mẫu lẻ sai như này ạ. Đó, chị ấy cấp cho em cái chị ơi. Em rơ cho các chị xem cái túi của nó luôn. Đây các bác nhìn hàng này. Đấy, màu hồng này, màu đỏ này. Đấy, nó có các kiểu khác nhau luôn các bác nhá. Đây ạ, cứ màu hồng, màu đỏ như này cho em ạ. Màu xanh này, màu vàng này. Đây, màu hồng này. Nó có nhiều kiểu lắm. Các chị chọn màu còn không chọn kiểu cho em nhá. Chọn màu không chọn kiểu ạ. Lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. Đấy, tặng bộ lẻ các chị yêu nhá. Các chị mình ạ, ít nhất là à quên, nhiều nhất là lấy 2 bộ thôi. Các chị nhá, đừng lấy 3-4 bộ nhiều quá. Tại vì là em muốn chia cho mỗi chị khách lẻ như em, mỗi người 1-2 bộ. Tại vì giá này của nó là giá em vừa được sale các chị yêu nhá, vừa được sale của hàng công ty. Nhìn nhận tay mát của nó luôn này. Này các chị nhìn cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn các chị ạ. Đẹp xuất sắc luôn ạ. 169 nghìn đồng các chị coi là tặng bộ lẻ ạ. Ngày mai chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm đơn nhá. Đấy, ngày mai có đơn hàng các chị lấy kèm đơn. Và em hứa luôn là em sẽ chốt cho khách lẻ thôi ạ. Không để cho xỉ nữa tại vì nó quá ít chị ạ. Nó không phải là có 1-2 nghìn bộ chẳng hạn như thế. Mà bây giờ nó chỉ còn số lượng nó chỉ có hơn 100 bộ thôi. Hơn 100 bộ ạ. Chốt cho tầm của 50-60 chị đấy ạ. 50-60 chị được cái bộ này. Đó, tặng bộ lẻ sai, tặng bộ lẻ mẫu lẻ sai ý. Để chạm 169.000, 169.000 đồng ạ. Lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ, qua mẫu này. Tôi nhanh lắm, chị ơi, bộ này nó có nhiều đâu. Em mà lên đứng một lúc nữa là hết hàng. Hết hàng, ngày mai các chị đã bảo con này nó toàn cô view, đâu có bán hàng đâu. Có hàng đâu mà chốt. Ôi trời ơi, nhưng mà view có ăn được đâu các chị. Đấy, like với view có ăn được đâu. Đấy, những chị nào đã mua những cái bộ này nhé em rồi các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Đẹp mỹ mãn luôn, trên cả tuyệt vời ạ. Để chạm trên cả tuyệt vời luôn ạ. Cái gì này? 169.000. Được chưa? Lên áo len nhé các chị nhá. Lên áo len. Lên áo len là đồ bộ nhỉ? Áo len nhé các chị nhá.
Rồi em lên áo len lạnh lạnh này thì em lên các chị một vài mẫu áo len nữa thôi. Giờ này vẫn đông người xem vậy. Em bảo là lên sớm thì nghỉ sớm mà. Nghỉ sớm em về muộn đâu. Không. Em về muộn đâu. Để em xem nào. Bây giờ lên áo len các chị nhá. Lên áo len. Được, lên áo len luôn. Thì lên phát gọi là hết hàng luôn. Em lấy cho chị đây. Đâu? Dưới này mày nói đưa đây. Ôi, chị ơi, tặng bộ lẻ hết nhá. Bác nào mà comment sau là không còn đâu ạ. Em thì bảo em có hơn 100 bộ thôi. Các chị nhìn áo len hãng nha chị này. Form này là form nhỏ các chị nhá. Form nhỏ cho em. Lên lại chuẩn mã này cho em là gì? Áo khoác len ở dưới. Áo khoác ở dưới em chưa lên đâu. Đã lên đâu ạ? Đây các bác này. Con này thì bác nào chốt nhanh thì có. Để chặn bác nào chốt nhanh thì có. Mã hàng này cho em ạ. Lên cho em là mã gì? Xả kho bao nhiêu? Hàng mới thì chưa bán xả kho. Ở đâu? Len xịn bao nhiêu? Con nói là len xịn 15, 16 rồi. Len xịn 17 đây. Lên cho em mã len xịn 17 ạ. Để chặn len xịn 17 và kèm số điện thoại cho em. Len xịn 17 nhá. Em mặc là màu nâu tây các chị này. Màu nâu tây này, nói chung là cái tông màu bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line. Tông màu thứ hai của em sẽ là tông màu vàng. Các chị ơi, hàng mắc len cay cay ấy, nó là hàng len ép. Để chặn nó là hàng len ép ạ. Các chị lên lại chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại xem các chị có đơn ạ. Ôi các chị ơi, bộ lẻ nhà em hết rồi đấy. Hết hàng rồi, em bảo chỉ có tầm hơn 100 bộ thôi. Là em tổng hợp Aluso luôn, em xả rẻ nốt ấy. Tại vì hàng này em vượt được sale chứ còn bình thường em được vào giá nó cao hơn nhiều rồi. Mã này các chị comment cho em là len xịn. Len xịn 17 ạ. Để chưa ạ, len xịn 17 cho em màu đỏ này. Đỏ là đỏ đô các chị nhá. Đỏ là đỏ đô cho em ạ, len xịn 17 ạ. Màu vàng. Bác nào đang mua áo này bên ngoài là 350 chưa ạ? Để chưa ạ, chị nào đang mua bên ngoài giá thị trường nó là 350 chưa ạ? Em tặng các chị 219.000 đồng. Đấy. Em có nói chung là mỗi màu có 5-6 cái thôi. Len xịn 17 các chị chọn màu cho em ạ. Form các chị từ khoảng là 40 cân tới cả 57-58 cân ạ. 40 cân đến 57-58 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Len xịn 17 nhá. Đưa chị cọc em ơi. Đưa chị Nguyên cọc đây nào. Len xịn 17 ạ. 219.000 ạ. Nghe hoa tôi lạnh mà. Nghe là 249. 219.000. Sao rẻ thế? Sao rẻ thế ạ? Sao rẻ thế, nó đang rẻ nghìn. Hôm trước vẫn đang 350 à? Hôm trước vẫn là 350 các chị nhá. Ngày hôm nay tặng các chị luôn ạ, 219.000 đồng một áo. Một con len cao cấp luôn, các chị nhìn cho em hàng này. Được chưa? Len ép ạ, len xịn 17 cho em ạ, 219.000 đồng. Các chị lên đơn hàng mỗi ngày cho em. Áo ở ghế à? Áo ở ghế em ơi, xem còn bao nhiêu cái. Lên khách dưới điện ở số hotline hỏi. Đây á. Ừ. Xem nhưng mà em bốc của chị ở trên kệ đấy xuống được. Bây giờ xem là còn bao nhiêu cái thì chị bốc xuống. Em biết rồi nhưng mà bây giờ em không biết là nó còn sai số như nào. Len xịn 17 chị ơi, có mày nào em là len xịn 17 nhá. Màu nâu tây các chị này, màu nâu tây, màu vàng với tông màu đỏ. Nâu tây vàng đỏ và kèm số điện thoại ạ. Em bảo thật các chị này. Em hứa luôn ấy, giá thị trường người ta bán các chị không dưới 300.000. Chẳng qua là em loan là vượt được giá sale thôi, nó nhưng mà mỗi màu nó chỉ có tầm 5-6 cái đấy ạ. Mỗi màu có 5-6 cái, các chị nhìn cho em ạ, những cái dòng mác như này nhá. Len ép cho em ạ, giá thị trường rất là cao. Tại vì nó ít, nó sẽ ít bay dạo hơn những cái là hàng len thường.
Đấy, form dáng này cái họa tiết của nó cực kỳ là xinh luôn. Màu bên ngoài của nó là đỏ đô, các chị nhắc đỏ đô không phải đỏ tươi đâu. Len xịn 17 cho em ạ. 219.000 ạ. 219.000 đồng một áo ạ. Cảm ơn chị Loan Mai nha. Hôm nay nhận được áo gió 56 và len xịn 8 ạ. Quần quy mô tôi ok lắm, em cảm ơn tình yêu. Những cái mẫu này các chị nên chốt, tại vì là hiếm khi mới có hàng sale. Đấy, và về đúng một lần là hết hàng ạ. Về một lần là hết hàng ạ. Len xịn 17 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ. Màu vàng có nhiều không chị nhỉ? Không có vài đâu. Nói chung màu vàng, nói chung là mỗi màu có vài cái đúng không? Mỗi màu có vài cái thôi. Mỗi màu có vài cái các bác ạ. Màu này còn nguyên CL. Đưa đây, bóc xuống đây. Ôi, còn màu màu kem này thì còn đúng 3 con XL hết. Nguyên CL với 3 con XL. Ừ. Ồ, buồn cười nhỉ. Dã man nhỉ. Dã man nhỉ. Ôi, len xịn 17 các chị ạ. 219.000 đồng một áo. Các chị lại nhiều khi các chị bảo Loan ơi sao em bán rẻ thế. Đấy, Loan ơi nhỉ, sao em bán rẻ thế. Thôi ạ, em xin phép em phá giá. Em xin phép em bán phá giá luôn. Len xịn 17 các chị nhá. Len xịn 17 cho em màu đỏ này. Màu đỏ, màu nâu với tông màu vàng. Đỏ nâu vàng, màu bên ngoài của nó là vàng đậm nhá. Nó tôn ra đó các chị ạ. Em qua mẫu luôn ạ. Qua mẫu luôn, mẫu màu có ít. Mỗi màu có ít em xin phép tôi nhanh ạ. Len xịn 17, tiếp theo cho em con LV kìa. Đấy, đây 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 đây. Em qua mẫu nhá. Tiếp theo một con cái này có 2 màu à? Rồi có 2 màu luôn ạ, len xịn 18. Len xịn 18 cho em mẫu này ạ. Đỉnh cao chất lượng luôn. Đấy chứ ạ, đỉnh cao chất lượng luôn ạ. Len xịn 18 ạ. Các bác nhìn hàng cho em ạ, cực kỳ sang luôn nhá. Đẹp này, chất này. Chị Hoa mặc cái form này đẹp, người chị nhỏ nhỏ. Cái này là cho chị nào mà người nhỏ nhỏ. Mã các chị không phải là len xịn 18 nhá. Len xịn 18 ạ. Chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Màu này em gọi là màu vàng đi. Màu này em gọi là màu vàng nhá. Và tông màu thứ hai sẽ là tông màu hồng ạ. Vàng với hồng ạ. Các chị comment cho em là len xịn 18 ạ. 219.000. Đấy chưa ạ? 219.000 đồng các chị nghe rõ giá cho em với. Áo dây có còn bán không ạ? Hiện tại áo dây em đang tặng hết hàng chị ơi. Áo dây đang tặng hết hàng ạ. Len xịn 18 màu hồng này và len xịn 18 cho em ạ, màu vàng, hai màu cho em các chị ơi. Hai màu ạ, phong các chị tầm khoảng 56 57 cân đổ về. 56 57 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Len xịn 18 ạ. Len xịn 18. Cách số điện thoại cho em ạ. Đỉnh cao nha các chị này. Các chị nhìn chất len của nó luôn này. Để các chị nhìn chất len của nó cho em ạ. Len xịn 18 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Thanh Kiều rồi ok, chị Lê Hiền có đơn hàng ạ. Len xịn 18 mẫu này em còn tầm gọi là 8 cái cả hai màu. Các tầm 8 cái hai màu, hàng hơn 300 tặng các chị luôn ạ. 219.000. Để luôn đây. Ok chị ạ, 219.000 đồng một áo. Các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. 219.000 ạ. Vàng với hồng các chị nhá. Chị Hiền Phạm ạ, chị Nguyễn Thúy chốt đơn hàng ạ. Len xịn 18 ạ, cách số điện thoại cho em. Tiếp theo mẫu này còn bao nhiêu cái em ơi? Ừ, báo sai số chị cái. Màu be, em mang đấy. Màu be còn XL đúng không? Cắt mẫu luôn. Mẫu này là em xin phép hôm nay cắt mẫu luôn nhá. Màu ghi còn L. À, be còn đây, đây, đây. Bạc còn N, đen còn N, ba. Thôi im. Đen còn 3 cái size L này. Màu ghi này còn màu ghi này còn mấy cái? Còn màu nâu. Màu nâu còn nguyên size L đúng không? Ừ. Con này hôm trước bán bao tiền đấy? 439 à. Hôm trước đã là 439.000 đồng nhá. Từ bao nhiêu cân? Thôi ạ, bây giờ là còn lẻ size các chị này. Mỗi thứ còn tí, để chạm mỗi thứ còn tí. Các chị lên chuẩn mã này cho em là gì? Xả kho bao nhiêu em ơi? Cái mã này là dã mã bao nhiêu nhỉ? À 635 đúng không? Ngày hôm nay nhá, các chị nhá, lưu ý cho em ạ, ngày hôm nay mới xả đấy. Còn bình thường các chị đang mua ngoại trường con này phải hơn 600. 635. Đấy chứ ạ. Các chị có bây giờ xả 635 cho em với ạ. Xả 635. Sập giá luôn nhá. Hôm trước đang là 439.000 đồng đúng không ạ? Ngày hôm nay tặng các chị luôn này. 300. Con này đẹp. 300 bao nhiêu? Xem nào. 439 là 440.000 này.
Em tặng các chị luôn này, 369.000. Ok chị ạ, 369.000 đồng một áo. Lẻ mẫu, lẻ size nhá, lẻ size. Đây chị, các chị này, đen em chỉ còn nguyên size L, đen ghi còn nguyên size L. Và cái màu be em còn size XL. Đấy, mã này các chị comment là xả 635 cách số điện thoại cho em ạ. Màu đen, màu nâu, màu ghi này các chị này, em còn nguyên size L thôi. Và màu này em còn XL. Nói chung là form này size L các chị tầm 55 cân đổ về 50 cân, 55 cân nhá. Thì các chị mặc vừa size L này. XL các chị tầm 58 cân đổ về. XL tầm 58 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị ơi, con này là con sao hàng cao cấp cho em. Đấy, con hàng cao cấp ạ, em còn vài chiếc thôi ạ. Xả 635 cộng số điện thoại chị nào nhất cho mình được. Không còn size M màu be đâu chị ạ. Không còn size M màu be nhá. Xả 635 ạ, cộng số điện thoại cho em. Thế thì cho chị xin một cái mẫu áo da lót lông đi. Đang lạnh lạnh này tặng các chị luôn. Em thế luôn, em lỗ lắm ấy các chị ạ. Ui to quá. Cái gì to? À XL á? Size M em hết chị ạ. Tại vì nó chính vì là nó lẻ size mới sale, chứ nếu mà đủ size thì em bán rắn này là em vỡ nợ luôn ấy, thực sự các chị thế. Đây này, mẫu mẫu nào đây? Thì như ở chỗ này có này. Đúng rồi này. Quên ra lấy mẫu ở ngoài cái góc tường kìa, cái mã 731 ấy. Đây này, tối này có này, lấy hộ em cái. Cái mẫu 731 như lắp lông rất này. Lắp lông rồi. Em bảo rồi, thị trường vẫn đang mặc các chị rẻ nhất là 650 con này. Mà bây giờ em tặng các chị có 300 bao nhiêu? 369 à? 369 nghìn. Em hứa luôn các chị nhá. Em hứa luôn các chị này. Giá này là giá tri ân. Cái chạy giá kỷ niệm luôn ạ. 369 nghìn đồng một áo ạ. Lên đơn ạ. Chuẩn mã hàng cho nên là xả 635 cộng số điện thoại. B này còn XL các chị nhá. B này còn size XL này các chị này. Màu đen ấy, màu nâu ghi này, em đang còn size L các chị nhá. Đen với nâu ghi em còn size L. Nói chung là chị nào đã mua rồi các chị biết chất lượng, các chị nhìn xem cái cổ lông của nó này. Thì chị nhìn cổ lông cho em ạ. 50 cân mặc vừa chị ơi. 50 cân mặc được, nói chung là từ khoảng là 48 50 cân đổ lên khoảng 55 cân đổ về các chị mặc được size L. Và từ khoảng 54 55 cân đến tầm khoảng 58 cân các chị mặc XL cho em ạ. Rồi hết hàng các chị này. Mã em hết nhá. Các chị nhìn hàng này. Quá chất lượng luôn ạ. 369.000 ạ. Đấy. 369.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em là xả 635. Tiếp theo ạ. Ôi bây giờ mà em sập giá mà đừng chị nào bông của em mã này ạ. Thực sự luôn ạ, đừng bác nào bông của em mã này, của nó là hàng lót lông các chị này. Hàng lót lông cho em. Trời ơi da sần các chị yêu nhá, da sần cho em ạ. Con này thì lạnh lạnh cái này các bác. Mặc cho em con này thì quá phê luôn. Để chặn mặc con này cho em là quá phê luôn các chị này. Lên mã này cho em là gì? 731. Xả 731 ạ. Tiếc nước ruột đúng không? Nhưng mà thôi chị ơi, nó còn có vài chiếc thôi ạ. Mình được mua lúc đấy mình được chọn size. Để chạm mình được gọi là size số là mình còn đều. Đấy, mẫu này em cũng còn vài chiếc này. Em còn vài chiếc. Màu nâu, áo phao này đẹp và chất lắm luôn thì em cảm ơn chị ạ. Hàng bình thường nói chung là những cái hàng hàng da bình thường người ta bán các chị trên 500 đúng không ạ? Trên 500 nghìn. Lót lông các chị mua tầm 700-800. Để chạm lót lông phải tầm 700-800 nghìn. Các chị lên mã này trên là xả 731 các chị nhá. Thôi ạ, à, em à, thực sự các chị luôn là giá hôm trước thì như nào nhỉ? Giá hôm trước thì bán như thế nào thì thôi ạ. À, bây giờ em cũng xin phép là em không nhắc nữa. Tại vì là bây giờ mà nhắc mà em xả giá này giá hơi bị sốc ruột luôn ý. Mã này các chị comment là xả 731. Em có size là MLXL. Chốt đơn các chị ơi, mình tầm 40 cân đến tầm khoảng là 58 cân đổ về nhá. 40 cân, 58 cân đổ về này. Sập giá luôn đi. Được chưa? Sập giá luôn đi. Trời ơi, năm nay nghỉ Tết cho sớm. Hai cái rồi không nghĩ làm cái nữa. Thôi chị ơi, nếu mà có hai cái rồi thôi để cho người khác mua cũng được. Đấy, nói chung là hàng đẹp ạ, à, hàng xịn thì mỗi người cùng gọi là cùng hưởng tí. Em bảo thật ạ, à, giá ngoại trường 700-800 nghìn ạ, à, sốc ruột luôn nhá. Nếu như 700-800 nghìn các chị mua được nhà em hai cái. Em xả con này luôn ạ, à, 350 nghìn một cái. Đúng không ạ? Giá này các chị mua trước thì các chị thông cảm nhá. Để cho em trước khi em bán là em đã xin phép rồi ạ. Em xin phép luôn. Mẫu này hôm nay em sập giá luôn các chị là 350.000. 350.000 đồng một áo ạ. Xả 731 ạ. Màu em mặc là màu vàng bò. Để chạm màu bò này. Tông màu thứ hai nó sẽ là tông màu nâu. Em hứa luôn ạ, mã này em không được lại các chị 1.000 nào luôn. Được chưa ạ? Kiểu khác nhau mà toàn mua hơn 500. Thôi chị ạ, bây giờ là em đang sale tại vì là nó còn có ít thôi, nó lẻ lẻ mỗi thứ một tí. Đấy,
Có thể bây giờ em bán đang bán là 600-700 nghìn, em cũng bán tầm khoảng là 350-400 thôi. Đấy, bây giờ là Tết chất đến nơi rồi, em bán thanh lý hết cho nó gọn hàng chị ạ. Em bán xả hết cho gọn hàng ạ. Mã này 731 ok chị luôn, màu đen này. Màu đen đây là màu nâu các chị nhá. Đây màu nâu cho em, các chị nhìn chất da các chị này. Nhìn cho em một con da sần, các chị biết của nó là hàng của nó đỉnh cao hay không các chị nhá. Xả 731 ạ, cộng số điện thoại cho em. Màu vàng ạ. Con này các chị ơi, chất nó đẹp miên man luôn, nó không phải là da lì. Nó là da sần đấy chị ạ, da sần cho em. Các chị nhìn chất da của nó này. Sờ nó gọi là nó êm như này luôn các chị yêu nhá. Để cho em tặng các chị luôn 350, không suy nghĩ câu nào luôn ạ. Thôi ạ. Để em khỏi phải nhìn thấy nó đỡ tiếc chị ơi. Để cho em khỏi phải nhìn thấy nó đỡ tiếc luôn ạ. MLXL3 size. MLXL3 size ạ. Xả 731 cộng số điện thoại ạ. Bán rẻ quá mình mua 600 chị ơi, chị nói là em lại tiếc chị ạ. Chị nói em lại tiếc tại vì em nhập số lượng của nó cực nhiều. Để cho số lượng cực nhiều luôn chứ không phải em nhập một vài gì về em bán lẻ. Mà giá này em bán các chị rẻ hơn giá buôn rồi. Người ta bán hơn 600 nghìn là chuyện bình thường. Tại vì là giá mua lẻ rất là cao luôn chị ạ. Mà bây giờ là hàng này bây giờ em bán lỗ. Đấy hàng này bây giờ em bán lỗ đấy ạ. Em tặng các chị luôn nhá. Thôi ạ, coi như là chị ân khách hàng. Chị ân khách hàng, hàng đẹp mỗi người cùng hưởng một chút. Đấy 350 nghìn. Em đố ai bán được giá này luôn. Cùng cái hàng như này nhá, cùng cái loại mác như này luôn ạ. Không ai bán được giá như em luôn. Tại vì em bán thanh lý rồi. Để cho em bán thanh lý có 350. Đấy, ví dụ như cái hàng này nó là hàng lót lông ấy, các chị cũng phải mua mức giá là tầm 450-500 đến 550 rồi. Đấy chứ, còn cái hàng lót này các chị bên ngoài các chị mua 700-800 nghìn là chuyện bình thường luôn ạ. 600 nghìn, 600, 700, 800 tùy từng shop bán các chị nhá. Em tặng các chị luôn ạ, 350 nghìn đồng một áo ạ. Xả 731 và cộng số điện thoại cho em. Giá này của nó kiểu dáng bomber các chị nhá. 60 cân không vừa chị ạ. Em cho đến 57-58 cân thôi. Đến 57-58 cân đổ về em chốt đơn hàng các chị này. Cái cổ lông này các chị tháo rời được ra cho em nhá. Cổ lông các chị tháo ra cho em này, nó có cái lắp lông cổ cho em ạ. Đấy, 350.000 một áo. 52 cân vừa chị ơi, 40 cân đến 58 cân. Thôi chị ơi, chị đừng nói bên ngoài giá bao nhiêu chị ơi. Em chỉ biết là nhà em bán bao nhiêu tiền thôi ạ. Quan trọng là nhà em bán các chị đến tay khách hàng là bao nhiêu tiền. Còn bên ngoài thực sự luôn là nó vô giá lắm. Có thể người ta nhập giá cao hơn em. Đấy, chứ không này là so bì được. Người ta nhập giá cao hơn em thì chắc chắn người ta phải bán giá đắt hơn em rồi. Nhưng mà nhà em nhập số lượng của nó ấy, nhập số lượng cực kỳ nhiều và đặt trực tiếp luôn. Đấy, đặt trực tiếp luôn chứ không phải là qua tay người nào cả. Cho nên giá em được các chị đến tay khách hàng là giá rẻ nhất. Đấy, nhưng bây giờ là với lại là bây giờ em cũng bán lỗ rồi. Nó là răng ngắn chị ơi. Nó là răng ngắn đấy. Đây chị này. Răng này của nó là răng ngắn. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ, 65 cân không vừa. Em chốt đến tầm 58 cân đổ về thôi. 40 cân 58 cân. Chị Thúy Ngân comment của em là xả 731 chị nhá. Xả 731 ạ, kèm số điện thoại. Các chị này, em thử màu đen luôn nhá. Các chị là hàng xịn lắm. Để chị hàng xịn đét luôn như này ạ các chị này. Đâu nhờ nguyên túi của nó đâu chị. Xả 731 ạ. Các chị nhìn bên trong của nó này. Cái tay của nó các chị nhìn cho em nó trần này, trần chám hết cho em. Các chị giặt nó cũng bị xô lông. Các chị giặt nó cũng bị xô cái lông. Này các chị nhìn hàng xịn của nó này, nhìn cái biết luôn đúng không ạ? Riêng nhà em Loan thì các chị ơi, đã mà xả thì thôi ạ, không cần không phải tiếc nữa chị nhá. Đã xả là không tiếc nữa. Để chị ạ, xả 731 cho em này. Màu nâu các chị nhá, màu nâu các chị nhìn cho em cái đường tay trần của nó cho em này. Nó rất là kỹ càng cẩn thận luôn chứ không phải là các chị giặt thoải mái cho em nó không bị xô cái lâu, mặc cực kỳ là ấm luôn ạ. Màu đen cho em tiếp theo ạ. Da tầm ổ da sần. Đây màu đen ạ, xả 731 cho em màu đen nhá. Ba trăm rưỡi luôn. Xả 731 màu đen. Đây chị ơi, màu đen đây các chị nhá. Nói chung là các chị nào mua sành mua quen, các chị nhìn qua cái lông mũ, à lông cổ của nó ấy. Cái lông nó mịn 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 như này luôn. Đấy. Chứ còn hàng rẻ tiền không có cái lông cổ áo đẹp như này đâu các chị ạ. Giá xả thanh lý rồi các chị ơi. Kể hết xỉ đi nhập hàng, không bao giờ em đố các chị nhập được giá này luôn ý. Để cho em đố các chị nhập được giá này luôn. Đấy, em xả các chị luôn ạ, 350.000, xả 731 nhá chị yêu nhá. Xả 731 và cộng số điện thoại ạ. Đó, xả 731 và cộng số điện thoại cho em ạ, 350.000 một áo. Không nghe nhầm giá luôn. Các chị mua ngoài ạ, nhẹ nhàng ạ, hơn 600.000. Có chị vừa đang bảo là mua 750 đúng không ạ? Hồi trước em vẫn đang bán là 430 tiền ấy, 439.000 đồng đúng không? Có thể là có một vài chị là còn chưa nhận được hàng cơ. Mà hôm nay em đã sale giá này rồi. Nhưng mà tôi tại vì là cuối năm rồi các chị ạ, em thanh lý luôn cho nó gọn.
chứ để đến năm nói chung là nhà em cứ hết vụ là em hết hàng, em không để hàng tồn lại đâu ạ. Hôm nay chị được hàng rồi, đẹp lắm em ạ, cảm ơn chị Nguyễn mến nhá, em cảm ơn tình yêu. Này ơi, ba màu nhân băng nha, ba màu cho em ạ, màu vàng bò các chị này, màu vàng bò cho em này, đấy màu vàng bò này, màu nâu với tông màu đen, xả 731 ạ, MLXL 3 size. Nói chung là số lượng nó không còn nhiều đâu các chị ạ. Nếu mà bây giờ mà em vẫn còn nguyên si cái số lượng như thế mà em đã bán giá này rồi ý, thì thôi các chị ơi, em khỏi bán hàng làm cái gì cho nó mệt người. Thì bán giá này là giá lỗ. Còn màu khác không, có 3 màu mà chị Bảo Linh ơi, nâu, vàng bò với lại đen. Nâu, vàng bò với đen, nói chung 3 màu nó đẹp với chất lượng như này. Đấy, 3 màu đẹp chất lượng như này luôn ạ. Xả 731 cách số điện thoại cho em. Em ơi xịn lắm các chị ạ. Thực sự luôn lại xịn nét như này. Xả 731 cộng số điện thoại cho em. Đấy, vừa sáng nay nhận hàng 731-439. Đấy, em bảo rồi, trước khi bán em đã xin phép các chị rồi mà. Nó còn một ít, nó lẻ lẻ thôi chị ơi. Đấy, hôm trước thì nó vẫn còn đủ size, đủ số. Nhưng bây giờ, hiện tại là có mẫu đủ ạ. Có mẫu đủ, được chẳng, có mẫu thiếu. Có mẫu đủ, có mẫu thiếu ạ. 66 cân thì không vừa đâu chị ạ. Cho các chị tập khoảng là 58 cân đổ về thôi. 40 cân, 58 cân. Chị ơi, nhận được hàng chắc có đẹp không? Em vừa hỏi chị vừa nào vừa bảo là nhận hàng xong là buổi sáng nay vừa nhận được 439.000. Chắc có như thế nào chị? Chắc có ok không? Áo đẹp quá, em cảm ơn chị luôn nhá. 439.000 đồng hàng da lót lông. Chị Nguyễn Thị Anh ơi, cho em số điện thoại với ạ. Cho em xin số điện thoại của chị với. Hôm nay có bác nào mà không săn được mã này là tiếc đứt ruột luôn ấy. Tại vì là em sảng phát xuống như này để nhiều chị là hơi bị sốc đấy. Đến em còn sốc luôn ấy. Nhân viên cũng gọi là giật mình luôn. Tại vì là em không nghĩ là xả rẻ hơn 100.000 cái áo không? Rẻ hơn đến 100.000 một cái áo. So với giá nhà em còn bên ngoại trường các chị là mua được 2 chiếc luôn. Đấy, so với giá các chị mua được 2 chiếc luôn. Tìm gì đấy đấy? Nhiều cái linh tinh lắm. Không biết nó là cái gì sắp vẫy cái chắc này. Là em phải bỏ mất mấy ngày ra để em xả hàng lẻ cho em đấy. Nói chung là tầm khoảng đến mùng 10 bắt đầu là xả hàng lẻ. 10 âm của tháng 12 ấy. Đấy, đến tầm 15, 17 là nghỉ Tết rồi. Đến 15, 17 là nghỉ Tết rồi. Đừng động vào đó ăn vạ đấy. Đừng động vào đấy nhá, ăn vạ luôn đấy. Anh tính treo xuống, treo cái gì, treo chỗ nào cũng mà treo. Nhà đi. Lên mã này vài chiếc lên luôn. Mắc hoa cúc cho em áo len ạ. Hàng Nhà Loan đẹp quá, em cảm ơn chị. Xả 731 cho chị màu vàng, nó là vàng bò chị ạ. Vàng bò này à, vàng màu nâu với tông màu đen. Vàng bò nâu đen có 3 màu tình yêu nhá. Có 3 màu đấy ạ. Mặc lên ấm không muốn cởi ra luôn. Ấm nhỉ, bên trong lót lông mà. Nó mịn 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 luôn. Nói chung là cái lông nó mềm. Cái lông nó mềm cực kỳ luôn các chị ạ. À. Đây các chị ơi, lên cho em cái dòng len của hoa cúc như này các chị nhá. Lên hãng các chị này. Phao xịn á. Nghỉ Tết sớm của em, nói chung là năm nay thì năm nào cũng thế mà chị nghỉ đến tầm khoảng là 17, 18 âm là bắt đầu nghỉ rồi. Bên nếu có ship thì chỉ gọi là ship được miền Bắc thôi, miền Nam thì không ship được nữa. Tại vì là không có đơn vị vận chuyển nào nhận vào cái thời điểm đấy cả. Tại vì năm nay dịch đi hàng rất là chậm. Bình thường đã chậm rồi, xong cuối năm là hàng hóa nó quá tải ấy. Xong rồi đến tầm 27, 28 là các đơn vị vận chuyển người ta nghỉ hết rồi là hàng không đến nơi được. Xong lại để tồn ở bưu cục lại đến ra riêng chị ạ. Nên là thôi ạ, ra riêng em bán tiếp các chị nhá. Đến ra riêng bán tiếp. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là gì nhỉ? Lên xịn bao nhiêu đây? Con này của nó là tay của nó pha ren lông. Đấy chạm tay pha ren lông ạ. Em đang còn sót màu vàng. Đang còn sót màu vàng ạ. Thoải mái các chị chốt đến tầm khoảng là 65 cân đổ về nhá. 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Len xịn 19 đúng không? Cái này còn bao nhiêu cái chị Hoa nhỉ? 8 cái. 199.000 ạ. Đấy chạm 199.000 đồng một áo ạ. Len xịn 19 ạ. Cộng số điện thoại cho em. Đó, len xịn 19 và cộng số điện thoại cho em ạ. 199.000 đồng một áo. Chị ơi, mai nhớ chốt đơn cho em nhé. Em ơi, em cứ lên số điện thoại đi.
em nói này chị không nào nhớ được, tại vì nhà chị lọc đơn ở trên máy đấy, nhà chị lọc đơn ở trên máy cho nên là các bạn nhân viên là phải gọi lần lượt hết ạ, từ A đến Z luôn, chứ không thể nào bỏ sót đơn hàng được đấy. Cứ khách nào có số điện thoại là phải gọi hết. Chị Chu Thị Hân rồi, ok chị luôn ạ. Áo da lông hôm nay em sale 350 chị ơi. Đấy, da lông là sale 350. Áo này các chị có may là xả kho. À, len xịn 19 nhá. Len xịn 19 ạ. Em nó còn màu vàng, con này là hàng của hãng Hoa Cúc cho em. Hàng len cao cấp các chị này. Tay của nó sẽ pha ren lông. Để chạm tay pha ren lông, các chị có may là len xịn 19 ạ. Dưới 65 cân đổ về chốt đơn các chị yêu nhá. Thì chạm xả các chị luôn là 199.000. Ok, chạm 199.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Len xịn 19 ạ. Đi cho các chơi đi. Làm ăn hàng rẻ hơn cả shop dưới Hải Phòng. Nói chung là giá trên live lúc nào cũng gọi là giá số lượng thôi chị ạ. Thì không như bán, em bán lẻ, bán lẻ chắc chắn là em sẽ không bán giá này. Đấy, bán lẻ cửa hàng thì nó còn rất là nhiều cả chi phí với lại hàng gọi là hàng còn sót lại ấy. Nhưng mà trên live là em bán gần như dốc hàng, gần dốc hàng ạ. Chỉ bán số lượng thôi, bán rẻ thôi nhưng bán được nhiều, bán được hết, chuyển mẫu liên tục. Ở đây 62 cân không vừa chị ạ, 62 cân thì không vừa. Cái mác Hoa Cúc này chị nào đã mua hàng này chị uống nghiện thôi ạ, tại vì mác nó đẹp lắm, cái hàng mác này đẹp. Đấy, những cái hàng này ở trước của nó là hơn 300.000 ấy, hơn 300. Bây giờ em xả các chị luôn ạ, 199.000 các chị này. Len cao cấp các chị nhá. Mã hàng cho em là len xịn 19 ạ. Len xịn 19 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ, 199.000 đồng ạ. Đó, 199.000 đồng ạ, bộ keo khóa. Len xịn 19 chị ơi, len xịn 19. Áo da lông là 350 ạ. Hôm nay chị được hàng nhà Loan đẹp em mà, cảm ơn chị Phan Huệ nhá. Nói chung các chị cứ yên tâm luôn nhận hàng, các chị cứ bóc hàng kiểm tra. Áo lông cánh rơi đi em. Lông cánh rơi hiện tại nhà em đang hết chị ạ. Đang hết, nó còn sót mỗi 2 chiếc thôi. À đây này, em ơi, chị bảo này, còn cái áo Huyền ơi, đưa chị cái áo báo báo ở dưới đây. Áo báo hàng xịn đây này. Đấy. Còn mấy cả mấy size nữa. Cái. Áo khoác lông nha các chị nhá. Còn mấy cái 6 cái à. Nguyên xem là. Đây các chị này. Đây các chị mua ngoài cũng hơn 800.000. Các chị mua ngoài cũng hơn 800.000 đồng. Các chị ơi, lên cho em là mã gì ạ? Áo báo. Áo báo ạ. Các chị coi là khoác báo cho em. Khoác báo và kèm số điện thoại ạ. Các chị nói chung là cái hàng em phải nói rõ nhá, tại vì hàng rẻ hơn ý, thì nó là cái hàng mà trần chám bên trong đấy, gọi là trần phao ấy. Còn cái mã này nhà em sẽ là hàng lót lông, cái chạm lót da lộn cho em như này. Các chị comment cho em là áo khoác báo ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Có hai size là size M với size L. Hàng này sẽ có hàng loại 2, hàng rẻ hơn nhá, hàng rẻ hơn nó sẽ vừa khoảng tầm là hơn 400, hàng loại ra 2 cũng có tầm khoảng hơn 400.000. Mã này chốt các chị người nhỏ nhỏ nhá các chị nhá, người nhỏ nhỏ 40 cân đến tầm khoảng là 56-57 cân đổ về. 40 cân đến 56-57 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị comment cho em là khoác báo ạ, cách số điện thoại ạ. Giá bình thường em đang bán là 650.000. Để chặn 650.000 ạ, 40 cân đến 56 cân đổ về chốt đơn nhá. Cái này em còn sót ra 6 cái. Em sell luôn các chị này. Bây giờ xa rẻ quá thì tiếc. 650 đúng không? 650 sell các chị luôn ạ. 580.000. Hàng loại 1 cho em ạ. Các chị về các chị có thể là test thoải mái cho em. Để chị ạ, về các chị có thể kiểm tra thoải mái cho em ạ. Khoác báo ạ, em xả 580. Nhà em đã bán 650 thì ngoại trường các chị mua 850-900. Đấy các chị nhìn cho em ạ, hàng này hàng Quảng Châu các chị này. Đấy. Không bán hàng loại 2 các chị nhá. Các chị nhìn cho em cái hàng các chị biết. Để chị ạ, nhìn hàng cho em các chị biết hai size là size M với size L. Về các chị cứ bóc hàng kiểm tra cho em thoải mái ạ. Khoác báo và cộng số điện thoại ạ. ML 2 size. Để chị ạ, ML 2 size đến 57 cân đổ về em chốt đơn ạ. 57 cân đổ về chốt đơn ạ. Bên ngoài, bên trong của nó sẽ là lót da lộn cho em đấy. Lót da lộn chứ không phải là trần chám bên trong những cái hàng loại 2. Loại 2 nó chỉ có tầm khoảng là 400 mấy một cái, hơn 400.000 hoặc là khoảng là 500.000. Đây là hàng loại 2. Còn hàng loại 1 thì em bán duy nhất là trước là 650, bây giờ tặng các chị luôn là 580.000 đồng một áo. 580.000, các chị comment là khoác báo và cộng số điện thoại ạ. Để chị ạ, khoác báo và cộng số điện thoại cho em 580, cái này em còn 6 cái các chị nhá, còn đúng 6 cái thôi.
Để chặn 580.000 ạ. Xịn đét luôn các chị này. Cái này nó sẽ pha da cho em. Để chặn pha da cho em ạ. 62 cân vui vừa chị ạ. Cái này là form nó nhỏ. Form nhỏ chị ơi. Form nhỏ cho em. Khoác báo cộng số điện thoại. Đưa cho em con khoác bebe dưới kia đi. Gọn nốt đi cho nó gọn nốt cái bebe dưới kia. Báo vào kèm số điện thoại ạ. Nâu cái này còn 3 cái. Khoác báo lấy dồn đơn hàng cao cấp nhé. Mua một lần là gọi là chỉ có nghiện nó. Cái chất nó mềm lắm chị ạ, nó mềm lắm. Chúng các chị biết là hàng loại 1, loại 2 thì các chị cứ thử về các chị kiểm tra luôn. Nếu phát hiện hàng này hàng loại 2 cho các chị luôn em không lấy tiền. Cái giá này giá bán lỗ rồi các chị ạ. Nhìn ma tay mát cho em ạ. Nhìn cái form giá của nó các chị biết nhé. Đấy chị này. Đấy chứ là khoác ngoài cho xinh. Các ngoài váy, các ngoài váy được quần short các kiểu luôn ấy, cho nó rất là sang luôn. Sao xị nè, sao xị em xả 1 triệu mà chị. Đây mặc size nhỏ đây này. Nói chung là size L các chị tầm 57 cân đồ về. Size L tầm 57 cân thì chết rồi, còn mỗi 6 cái thôi nhá. Hàng em không bù tại vì em bán lỗ rồi em sẽ không bù hàng nữa, cắt mẫu luôn ạ. Tiếp theo một con khoác lông này. Khoác lông nha em các chị ơi. Khoác bên lên đánh theo cái mã hàng của nó luôn cho nó dễ đi. Mã này đánh mã bao nhiêu đây? Các chị comment em là khoác 83. Đấy chị ạ, khoác 83 cho em ạ. ML 2 size. Ok chị ạ, ML 2 size ạ. Các chị lên chuẩn mã hàng cho là khoác 83 và kèm số điện thoại ạ. Mã này khoác 83 cho em. Em bảo rồi, giá hôm trước bao nhiêu tiền đâu. Nó còn cái giá hôm trước mà chị đang bán đây này. 650. Đây này, hôm trước em vẫn đang bán là cái mã T27 là 650. Bán rất là nhiều mã này, em gọi hàng mấy lần liền ấy. Đấy chị ạ, 650.000 là mã T27 đấy nhá. Còn mã này hôm nay em sell nốt này. Đấy chị ạ, mã này hôm nay em sell. Sell lỗ luôn ấy. Mã này các chị comment cho em là gì? 83. Khoác 83. Ok chị ạ, khoác 83 và cộng số điện thoại ạ. ML 2 size ạ, 40 cân. Đây các chị này, toàn bộ bên trong hàng em nó sẽ là lót da lộn như này. Đấy, lấy các chị đợt trước là em định lấy về em bán lẻ ấy, nhưng mà đợt này là bên cửa bên chỗ em là nó dịch cho nên em đóng cửa. Nên là em thanh lý luôn nhé chị yêu nhá. 500 ạ. 80.000. Mềm mướt tuyệt đối luôn như này các chị này. Lên cho em mã này cho em là khoác 83 cách số điện thoại ạ. ML 2 size các chị nhá, 40 cân đến tầm khoảng 56 cân đổ về ạ. 40 cân đến 56 cân đổ về chốt đơn. Các chị yêu comment mã này khoác 83 cho em ạ. Khoác 83 580.000. Đang 650 sale các chị 580 luôn. Còn giá thị trường nói chung là nó gọi là nó vô kể lắm. Có rẻ cũng phải tầm hơn 800. Để chạm rẻ cũng hơn 800.000 con này. Các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Khoác 83 các chị yêu nhé. Khoác 83 cho em ạ, 580.000. Đấy chị nhìn xem ạ, form dáng rất là đẹp luôn. Trắng em hết chị ơi, cái này là màu be. Màu này là màu be cho em ạ. Khoác 83 các chị này. Đẹp quá, cái phần bên dưới của nó cũng lót ra lộn cho em. Đấy, cái này em mặc thì em thường là hay khoác bên ngoài thôi. Em hay khoác bên ngoài của những cái váy xòe, váy ôm kiểu ấy. Mặc chúng rất là sang luôn các chị này. Mặc khoác 83 cho em nhé. Còn tầm khoảng là chục cái, đúng không? Còn chục cái đúng không? À không còn đến chục cái đúng không? Mã kia là mã khác mà. Không còn đến chục cái luôn ấy, còn tầm khoảng 6-7 cái. Khoác 83 chị Linh Công và chị Phương Thúy có này. Em tặng các chị giá này coi như là em bán sang tay lấy hộ mà còn lỗ tiền cước luôn ý. Chưa có tiền cước. Em lỗ tiền cước luôn ý. Không biết là em nói này các chị cũng bảo là hay là con này nói phét nhưng mà em thề luôn, em hứa luôn. Mã này là coi như là em lấy hộ các chị luôn. Khoác 83 cho em ạ. Cộng số điện thoại hàng Quảng Châu nhá, hàng loại 1 luôn. Hàng này em cũng không bán hàng loại 2 đâu. Hàng nào hàng loại 2 nó sẽ rẻ hơn em sẽ nói luôn trên live. Đính em một thấy hàng nào là hàng xịn, hàng nào hàng rẻ em sẽ nói luôn. Có S không? Em ơi, hàng này đến từ size M với size L mà không có S đâu. M các chị cũng tầm 40 cân đến tầm 50 cân. Đấy, size L các chị tầm 50 cân đến tầm 56 cân các chị mặc được size L, 51 cân đổ lên đến tầm 56 cân đổ về các chị mặc size L được cho em ạ. Mã hàng cho em là khoác 83 cách số điện thoại ạ. Đấy, khoác 83 và kèm số điện thoại cho em. 580 á, 580.000. ML 2 size. ML 2 size ạ, khoác 83. Tầm giờ này các chị săn được nhiều hàng đẹp thế rẻ. Đấy. Chị Cẩm Lệ có ạ, khoác 83 các chị này. Thì cái đơn hàng này em đã sell các chị vui lòng ạ, chuyển khoản đặt cọc giúp em về ship hàng đấy chị yêu nhá. Đấy, những cái hàng này em đã xả lỗ rồi.
Mà cái áo này nó nặng lắm, nó không nhẹ một tí nào luôn ý. Nó nặng này. Tại vì nó hàng đắt. Đấy. Hàng của nó toàn bộ hàng lông ép cho em ý. Hàng lông ép, bên trong của nó rất là lộn. Bên trong lốt là lộn cho em. Thiên Hoàng rồi, ok, chỗ đôi nàng còn tầm khoảng là 6-7 cái. Còn tầm 6-7 cái của mã khoác 83. Chị Quyên Hoàng, chị Hiền Lê có đôi nàng Thiên Lê, ok, chị mua là khoác 83 và cộng số điện thoại ạ. Dáng gọi là dáng ngắn ngắn xinh xinh. Dáng ngắn ngắn xinh xinh. Đi nhá, khoác 83 cho em ạ. Các chị nhìn nàng này. Chuẩn xị luôn. Đấy, chuẩn xị luôn các chị này. Nhìn lông cho em nó rất là mềm mượt luôn. Đấy, khoác 83 này. Cách số điện thoại cho em ạ. 58 em xeo. Đây nâu, cái này nâu này các chị comment là khoác 02 nhá. Khoác 02 nâu thì em đang còn là một cái size L, hai cái size L và ba cái size L. Còn ba chị có size L ạ. Mã này các chị comment là khoác 02 ạ. Mã này khoác 02. Kèm số điện thoại ạ. Cái này nâu em còn 3 chiếc. 3 chiếc đều là size L ấy. Đấy. Cứ tầm khoảng là 48 50 cân đổ lên nhá, 48 50 cân đến tầm khoảng 55 cân đổ về. Đến tầm 55 56 cân đổ về chốt đơn ạ. Các chị có mày là khoác 02 em còn 3 chiếc, em sao các chị cũng 580. Em xả các chị cũng 580.000, không ít lời chị ơi, nó có hai size ML thôi nhưng mẫu này em còn nguyên size L. Mã này còn nguyên size L. Lần này chốt áo da 350 chị nhà. Ok chị Nguyễn Lương cho số điện thoại đi ạ. Cho số điện thoại nhá. Mã này em còn 3 chiếc cho chị nào nhanh tay luôn ạ. Em tặng các chị luôn 580.000. Lên chuẩn mã hàng trên là khoác 02 nhá. Khoác 02 và cộng số điện thoại ạ. Đấy, còn 3 chiếc màu này màu nâu cho em ạ. Màu nâu của áo lông á chị này. Bên trong cũng là hàng lót da lộn. Được chưa? Bên trong cũng là hàng lót da lộn cho em ạ. Khoác 83 cách số điện thoại ạ. Chị Linh Công một chiếc này. Còn 3 cái thôi. Chị đang tìm cái gì đấy? Size L như ở phong nhỏ chị ạ. Size L phong nhỏ dành cho chị nào người nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Người nhỏ nhỏ cho em. Đấy, khoác 83 này. Con mày khoác lông là không chính mã đâu chị ơi, không đúng mã rồi. Khoác 02, chị Hoàng Hiệp một cái này. Còn 3 chiếc có tình yêu nhá. Về nhớ cho em xin một cái feedback. Chạm về nhớ cho em xin một cái feedback rồi ạ. Khoác 02 ạ, khoác 02. Cách số điện thoại cho em ạ. Khoác 02 cách số điện thoại cho em. Chị Bình lên một chiếc này. Là hết này, còn 3 chiếc. Này em bảo này. Chị rơi cho em những cái bộ hãng này đi. Bộ hãng này này. Ngày mai cho các chị luôn luôn cái giá mà bằng cái bộ xả đi. Nhận ra giá này cao hơn nhưng mà thôi bằng tiền luôn đi. Tại vì em lười bán quá. Cái bộ mà hàng của hãng ấy, cái bộ hãng ấy đúng không? Hôm trước em vẫn đang bán là 200.000 ý. Nhưng bây giờ thôi ạ. Em cũng bán bằng cái bộ mà bộ lẻ sai kia nhá. 269. 269 á? Thôi chết. Có em nhiễu mồm. Cái kìa. Ừ. Đây. Như cái bộ lúc nãy là cái bộ lẻ mẫu ấy thì em cũng cho các chị bộ này là vào cái bộ lẻ mẫu này. Đấy thì nó sẽ có cả thêm xanh than này, đỏ này và đen. Đấy các chị comment của em là bộ lẻ mẫu ấy chị nhá, nó sẽ có cả bộ nhung một á, bộ nhung một em còn hàng. Lúc nãy là em xả cái bộ mà gì nhỉ? Cái gì bộ lẻ? Bộ lẻ mẫu ấy. Thì lúc nãy em lại quên cái mã này. Thực ra cái bộ này là hàng đắt hơn một chút so với cái giá mà lúc nãy em xả bộ lẻ mẫu. Nhưng mà thôi ạ, bây giờ là em lười bán bộ này quá, em lười mặc lên ý. Em cho các chị xem luôn nhá. Đây chị này, em cũng tặng các chị ngày hôm nay nốt cái giá 169.000 đồng bằng cái bộ lẻ kia. Các chị comment cho em là bộ lẻ sai nhiều nhắc là bộ lẻ mẫu đúng không? Bộ lẻ và kèm túi điện thoại ạ. Nó sẽ có cả màu đen này, màu đen, màu vàng, màu đỏ và màu gì? Và màu xanh than. Em sẽ thêm các chị bộ này, mẫu này vào cho nó gọi là đủ số lượng các chị chốt. Tại vì lúc nãy em thấy các chị lên nhiều mẫu quá. Thực ra là cái bộ này em nhập còn đắt hơn nhiều đấy. Nhưng mà thôi, còn mấy chục bộ cho đi luôn. Đây chị nào. Em cũng dồn luôn một cái mã mà lúc nãy là cái bộ mà bộ lẻ mẫu nhá. Không biết là bây giờ thực ra là cái hàng này hàng em nhập đắt hơn đấy. Thôi chị ơi bỏ luôn, cho các chị luôn. Ngày mai các chị lại không có hàng.
Nhiều chị mày chốt nhiều quá lại không có hàng. Không phải bộ nhung, bộ này của nó là bộ lẻ, nó giống nó cũng là bộ lẻ mà lúc em bán 169.000 đồng ấy, thì mỡ này là đắt hơn nhưng mà em cũng còn ít thì em cũng dồn một bạ đấy luôn. Em cũng cho các chị một bạ đấy luôn các chị ơi. Đây này, 169.000 đồng bộ u phì hàng đẹp cho em như này. Em đang bảo lấy bộ em nhập đắt hơn nhưng mà tại vì nó cũng lẻ thì em cũng cho các chị một cái mã đấy luôn. Đấy. Hôm trước em đang bán là 269 à? Hay 259 ý. Đấy, bộ lẻ cho em màu xanh xanh than à? Xanh than đâu? Em vừa bóc cái bộ xanh than để đâu rồi? Đây này. Các chị nhìn hàng này, toàn bộ hàng chất lượng luôn. Được chưa? Toàn bộ của nó hàng chất lượng luôn, màu xanh than nữa. Thêm cả những màu này nhá. Cho các chị thêm mẫu này luôn. Ngày mai các chị cứ làm cho em 1-2 bộ thì đừng chốt nhiều quá để cho các chị khác còn chốt nữa. Để cho các chị khác còn chốt nữa cho em ạ, 169.000 ạ. 169.000 đồng các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại ạ. 65 cân cho em ạ, dưới 65 cân em chốt đơn. 68 cân không vừa chị nhá, 68 cân không vừa. Đây, cho các chị luôn bộ này đi. Dồn đơn luôn nhá, dồn đơn luôn cái bộ đấy. Chị ơi, chị nhìn em nghĩ cái dưới cùng như là cái gì kìa, xanh xanh đỏ kìa. Đây đấy. Không phải. Còn mấy bộ ấy này. Nữa gì? Mấy bộ này. Không phải đâu. Không phải. Bộ hàng 2 bộ rồi. Đỏ nó có mấy kiểu màu đỏ đấy, là em dồn vào cái mẫu bộ lẻ lúc nãy. Đấy, bây giờ là cái mẫu bộ lẻ này sẽ không chọn màu, à sẽ không chọn kiểu nhá. Đấy chứ ạ, chọn màu ví dụ cho em màu đỏ là màu đỏ có thể là mẫu em vừa dơ ấy. Với lại là màu đỏ của mẫu kia, đưa chị lên lại cho em dơ, không có các chị lại tưởng là có một đúng một mẫu thôi. Không các chị vào sau các chị lại không biết. Đấy, bộ lẻ là chọn size vừa, không chọn kiểu. Chọn màu chọn size vừa, màu đỏ nhưng có rất là nhiều mẫu màu đỏ đấy ạ. Đây này, các chị nhìn này, đây là một cái bộ lẻ này. Đấy, hàng đẹp luôn. Bây giờ em mà dở ra là gặp vào rất là lâu. Như này. Các bác đã nhìn toàn hàng đẹp cho em như này mà em tặng các chị là đồng giá hết 169.000 đồng ạ. Tất cả những cái hàng có lẻ size, lẻ mẫu. Đấy, tất cả hàng lẻ size, lẻ mẫu. Đây các chị này, màu đỏ có thể là kiểu như này. Đấy, có thể là kiểu em vừa dơ ra nữa. Nó có mấy 4-5 kiểu màu đỏ đấy ạ. Còn màu xanh thì có rất là nhiều kiểu màu xanh luôn. Màu xanh rất là nhiều kiểu màu xanh nhá. Còn màu vàng cũng thế. Nói chung là bây giờ các chị chọn được cho em cái màu thôi, chọn cho em size vừa thôi ạ, còn không chọn kiểu. Kiểu như em chọn các chị kiểu ngẫu nhiên nhá. Chị nào ok thì lấy. Chị nào ok thì lấy. Đây hồng này các chị này. Toàn hàng đẹp của hàng hãng Sydney này, với lại hàng của hãng Asana, với hàng của Tatami. Đấy là ba cái hàng thương hiệu nổi tiếng, nó cũng tương đương với lại hàng của Winnie đấy, nó cũng là dòng kiểu là dòng hàng hãng như thế. Đấy, dòng hãng như thế luôn. Bộ lẻ nhá các chị nhá, bộ lẻ ạ, kèm số điện thoại nó nhiều kiểu mà các chị ơi. Bây giờ em tổng hợp hết đấy. Em tổng hợp hết các kiểu như thế luôn. Các chị này, đỏ này. Đấy, đỏ hết này. Đây này, đỏ như này nữa. Nhiều kiểu, xấu thế thôi ra ngoài chị ơi. Hàng không có bán thì xấu thế. Ôi, được xấu như em mà tốt chị ơi. Em khách hàng chỉ được mong như thế thôi chị ạ. Mong một chút cái này xấu thôi mà không có hàng ấy chị ơi. Cái chị Tình Lê ơi, em thấy chị mới là người vô duyên ấy. Đấy chứ ạ, chị em mới thấy chị là người vô duyên ấy. Chị có duyên thế à chị? Người ta có duyên người ta để lên đầu rồi này. Còn chị cái duyên chị để ống đít thì chị ơi. Tự dưng đi vào trong cái Facebook người ta bảo người ta vô duyên. Bán được cái vô duyên của em bọn nuôi được cả nhà chị luôn đấy.
xem nào. Cái bà tình lê này, mặc áo vô nhanh ạ, vô duyên. Xong là bà xấu thế. Đúng rồi, không mua thì biến, không mua thì biến, đúng không ạ, không mua thì biến. Không, người lúc lại khách người em lại chửi cho chị mất mặt luôn đấy chị ạ. Đầu tiên là chê bộ, không biết là chê bộ như em xấu hay là chê em xấu. Em dở ra từ lúc nãy rồi chị ạ, chẳng qua là lúc nãy xong rồi em còn một ít cái bộ lẻ nữa, em lại cho vào thêm thôi. Còn lúc nãy em cũng bán cái bộ lẻ rồi. Em bán bộ lẻ rồi. Mấy giờ rồi? Đúng rồi ạ, đầu không có não. Đầu chị không có não. Chị tỉnh lê nhá, em nói thẳng thắn luôn một câu như thế. Chị vào ấy, nếu mà chị ở trên live em có thể em không làm gì chị được. Nhưng mà chị đến nhà em ấy, chị nói một câu như thế em tát vỡ mồm chị luôn ấy. Chị tỉnh lê ạ. Chị vào chị phát biểu em câu phát nào. Em không hiền đâu. Em hiền với người lịch sự thôi. Còn với cái loại người như chị ấy, chị là người gọi là vô học. Với chị mới vào nhà người ta, chị nói một cái phát biểu, một cái câu bảo là cái gì vô duyên với nọ kia. Đấy chạy, người ta có duyên hay không ấy, người ta thể hiện ở cái lời nói với vào. Có nghĩa là chị đang vào nhà em đấy. Chị đang vào nhà em mà chị nói linh tinh đấy. Đấy, tự do chị có thể tự do chị nói ở nhà chị thôi. Chứ chị đừng vào live người khác, chị phát biểu một câu như thế. Chị không mua, chị có thể chị ra chỗ khác ạ. Đấy, em không cần chị mua hàng nhà em. Đấy chạy, và chị muốn mua hàng nhà em không bán cho chị cơ. Đấy chạy, chị có tiền cũng mua được hàng nhà em. Chị tính lê nhá. Em xin phép phát này, em chặn luôn comment của chị này. Đâu rồi? Mất rồi. Mất rồi à? Đâu rồi? Tình lê à? Chả biết mua hàng em được lần nào chưa? Rồi. Em cấm luôn ý. Cút chưa? Cút rồi à? Đâu ấy nhở? Chị em vẫn kệ mà chị. Em vẫn kệ nhưng mà tự dưng lại vào nói em là mặc áo và đi vô duyên. Em có mặc gì ở hở hang không chị? Em mặc cái này thay đồ cho nhanh. Em thay đồ cho nhanh thôi, cho các chị đỡ phải đợi lâu ấy. Mấy giờ rồi nhỉ? 10:30 à? Thôi lên các chị mấy cái bộ ấy đi, mấy bộ à đây, lấy bộ áo lên. Chị gấp cái này vào cho em với, cái này để linh tinh nhiều quá. Ô đây này, cái mẫu này hộ xem cái mẫu 636 này còn không? Mẫu 636 này còn. Xin lỗi lúc nào chị, em chả nhìn thấy, em chặn luôn. Em có giận gì đâu. Em vẫn, nói chung là em vẫn bình thường. Tại vì là khách hàng em toàn, các chị đã mua hàng em rồi. Xong là mua hàng em mấy năm nay rồi. Thôi em chỉ nói đúng một câu để em chặn luôn. Đấy. Xem, ồ chết rồi. Chị ơi, sao mẫu này em lại cầm con XL này. Không có bên đấy đâu, có bên này này. Chị nhìn thấy không? Nhiều mẫu vẫn chả biết nhìn thấy chỗ nào. Khóc beo á, khóc beo còn mấy cái thôi chị. Thì như là còn có 6 cái nhưng mà lúc nãy các chị cũng chốt nhiều rồi. Các chị cũng chốt nhiều rồi. Anh đi khoác len, khoác len kìa. Khoác len của cái lồng 1 thì còn mấy cái bán nốt chị ạ. Cái mẫu này còn không chị nhỉ? Ôi rơi rồi.
len này các bác ơi. Thoát len này mẫu này cho em. Bộ kéo khóa hàng Thủy Châu nhưng mà em còn nguyên size to chị ơi. Em còn nguyên size to. Lúc nào mà gọi chốt đơn ý, các bạn nhân viên thì em sẽ báo tiền cho chị. Nếu mà cái số tiền mà chị mua, có nghĩa là chị mua số lượng nhiều ý, thì chị đặt cọc thôi. Nếu mà chị mua ít thì thôi chị ạ, mua ít thì thôi, còn đơn nhiều ý. Ok chị Lý Đỗ ạ, nếu mà là con kiểu là bình luận linh tinh thì em không nói. Nhưng mà bây giờ mà một người khác mà vào nhà mình mà nói linh tinh là em không để yên tế được. Lấy dây cho em cái ấy. Cái này còn nhiều không? Bộ Quảng Châu á? Thôi, lên bộ Quảng Châu. Không lên khoác len, lên bộ Quảng Châu luôn. Đợi xong gọi chốt đơn hơn 500 cọc á. Ờ rồi ok chị. Lấy cho em bộ đi chị ơi. Bộ B1 xem còn không. B1, B2, B3, B4 này. Rồi B10 này. Nói chung là đợi em một chút nhá. Có bộ gấu này. Các kiểu luôn ạ. Mày sấy tóc á. Mày sấy tóc nhà em còn không nhỉ? Còn không? Mày sấy tóc em còn. Hình như là còn có vài cái rồi chị ạ. Chị cứ lên mày sấy tóc mình. Ngày mai nhân viên em tìm cho nhá. Ngày mai các bạn nhân viên em tìm cho các chị này. Bộ này các chị ơi là bộ B1. Em còn có vài bộ thôi. Em còn có vài bộ thôi ạ. Màu hồng với màu gì chị Hoa ơi? Màu đen nữa à? Màu hồng, màu nâu. B1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây chạm B1 và kèm số điện thoại cho em. Đen còn ML. Màu hồng. Nâu còn L. Hồng còn ML rồi ok. Đó là bộ B1. Các chị này, lên cho là bộ B1 nhá các chị nhá. Áo len lông á. Áo này áo nào cô Thu Hồng ơi. Bộ này bộ nó là đồ bộ quá ạ. Tăng đô em không bán chị ơi. Nên chị bán mỗi mày sấy tóc thôi. Nâu có LXL. Nâu có LXL này. Màu hồng. Hồng có XL không? Hồng không, hồng có ML. Hồng có ML này. Đen có ML. Đen có ML. Bộ B1 cho em ạ. B1 có cần thử không bác? Em còn có vài bộ đấy. Bộ này 550. Để chạm bộ này 550. Các chị lên đơn hàng cho là B1 và kèm số điện thoại cho em ạ. B1 và kèm số điện thoại cho em ạ. 550.000 một bộ các bác nhé. Hồng còn bao nhiêu bộ chị Hoa ơi? Hồng còn khoảng bao nhiêu bộ nữa? Bộ này là em không về hàng nữa ấy. Bán hết đợt này là em cắt mẫu. Tại vì là những cái lô mà nó ra đợt sau thì nó chất lượng nó không được cái lúc đầu. Cô mới xem mà đã phải lòng rồi ấy. Cô đã mất hai củ rồi. Đây bộ B1 các bác ơi. Màu hồng đất cho em. Màu hồng đậm nhé các chị nhá. Màu hồng nó sẽ đậm hơn trên line. B1 em sẽ có size các chị từ khoảng là 45 cân đến 60 cân. 45 cân đến 60 cân ạ. Sao? B1 ạ, cộng số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. Nâu em còn size LXL nhá. Bộ B1 hồng này nhận rồi đẹp mê ly. Đấy, hàng đấy bây giờ không đặt được hàng nữa ấy. Thế là còn bao nhiêu để em bán nốt thôi. Màu đen em còn size ML, đúng không? Nâu đâu chị? À nâu đây. Nâu còn LXL các chị từ 55 cân đến tầm khoảng là 65 cân. Nâu từ 55 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng các chị này. Bộ này 550 các chị yêu nhá, hàng Quảng Châu cao cấp luôn ạ. B1 cộng số điện thoại chị nào chưa được chốt bộ này hôm nay lên đơn luôn hộ em với. Chị chạm hôm nay lên đơn luôn hộ em với ạ. B1 và kèm số điện thoại cho em. Em ơi các chị này. Bộ kéo khóa hàng Quảng Châu em đặt cho mẹ à? Nhưng mà toàn size to em ơi. Bài size to các chị tầm khoảng là 70-75 cân đổ về. Đấy, chị Phạm Thương chốt đơn hàng nhá. B1 ạ, màu hồng này, em mặc nhá. B1 màu nâu còn LXL này, hồng em còn ML đúng không?
Hồng còn ML. Màu đen còn ML đúng không? Màu đen còn ML. Rồi cứ xem em lo online là mất tiền là em cảm ơn chị. Mất tiền nó xứng đáng chị ạ. Hàng nó đẹp như này. Đấy, các chị nhá, hàng nó đẹp như này luôn ạ. B1 ạ, mẹ em 62 cân thì bộ Quảng Châu rồi. Ok, đợi chị một tí. Đây màu đen. Chị yêu chốt màu đen các chị lên đơn nhá. Lên đơn hàng ạ, chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. B1 ạ. Nấu ít là ok, chị Phạm Huệ này, màu đen này. Burberry màu đen hết size L, chị Ly Thanh ơi, em hết rồi ạ. B1 cho em màu đen ạ. Hôm nay rất là nhiều chị nhận được những cái bộ mà B1 này, với lại là B2, B3, B4 đúng không ạ? Những cái hàng Quảng Châu và bộ B10 nữa. Đấy, chị gỗ đồ gỗ Nguyễn Hà chốt đơn hàng, chị Hà Bùi rồi ok chốt đơn ạ. Cô thích bộ B4 quá mà không vừa. Bộ này là bộ B1 ạ. Bộ này là bộ B1 các chị yêu nhá. Chất các chị này. Giặt rũ thoải mái cho em nó không bị bay không bị xù. Giặt rũ thoải mái ạ, không bay không xù ạ. Lên đơn hàng cho là B1 ạ, cộng số điện thoại, nói chung là mỗi màu nó còn tầm khoảng 5-6 bộ thôi. Mỗi màu còn 5-6 bộ. Là em hết. Chị Đào Ngân chốt đơn ạ, chị Trinh Đào ạ, chị Lê Hà lên số điện thoại cho em tình yêu ơi. Lên số điện thoại giúp em với ạ. B1 có size M mà chị, màu đen màu hồng em còn size M, L. Còn màu nâu em còn L, XL. Bộ em mặc là 550 ạ. Đấy, bộ em mặc là 550. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Hồng bên ngoài nó đẹp hơn trên like ạ. Cảm ơn chị Mai Huyền nhá, chị Hồng Hiên Chu Thị có ạ. Em cảm ơn chị Hà Trang. Các chị nhìn màu em ạ, em mặc một màu lên luôn nhá. Em mặc một màu luôn, em dơ màu thôi. Chị Trinh Đào ok. B1 cộng số điện thoại ạ. Bộ này của nó 550, 550.000 ạ, em qua mẫu luôn ạ. M65 bình thường chị ơi. Chị Hoa Hương ạ. Hoàng Hương có ạ, Nguyễn Thị Thủy chốt đơn hàng ạ. B1 các chị này, hàng cao cấp cho em ạ. Rồi qua mẫu này. Đen 63 cân là 63 cân em sợ không vừa chị ạ. Bộ cũng vừa gỗ lấy quần áo ok luôn chị ạ. Đấy, ok luôn. Nhưng mà ít nhất phải là từ gỗ gì à? Em cũng không thuộc cả gỗ ghét lắm. Chị Khẩu Thị Kim Cúc ok chốt B1 màu đen này chị. Ôi có đơn hàng ạ. B1 và cộng số điện thoại nhá. Tiếp theo bộ B2 đi em ơi. Đây B2 đây, B2 là cổ tròn nhá. Có ML X không? Hình như có X mà. Hình như có bên ngoài là có XL đấy. B2, ờ có ML. Chuẩn chưa? B2 là có ML. Bán cho cô mấy bợ. Cô cứ lên số điện thoại thôi. Đây ạ, bộ này bộ B1 nhá. Em tiếp theo lên bộ B2 luôn ạ. B2 em có đen với nâu. B2 màu đen, B2 màu nâu ạ. Cho em màu đen chị. Em Hồ ơi, lên số điện thoại em ơi. B1 màu đen nhá. Còn đây là bộ B2 này. B2 là bộ cổ tròn. Để chạm bộ cổ tròn B2 ạ. Đồ gỗ Nguyễn Hà chị ở đâu thế? Em sợ là đồ gỗ đấy mà ở ship ở tỉnh khác là hơi cước nó hơi cao, với lại là sợ hơi xa ấy chị. Đấy, mã này là gì? B2 đúng không ạ? B2 cộng số điện thoại ạ. B2 màu lò nó ngủ ít rồi. Các chị ơi, bộ này là bộ B2 nhá. B2 màu nâu và B2 màu đen ạ. 60 cân vừa size L chị ơi. Nói chung là chốt đơn các chị tầm ở 43 cân đến 60 cân. 43 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Bộ B2 cộng số điện thoại cho em. Các bác nhìn ạ, chuẩn cho em hàng Quảng Châu loại 1 nhá. Đồ bộ này mua mấy bộ rồi, chất lượng tuyệt vời. Em cảm ơn chị luôn ạ. À, mua gỗ miễn phí ship là ok luôn chị ơi. Thế là chị ở tỉnh nào cho em xin địa chỉ luôn. Cho em xin địa chỉ luôn ạ. B1 em còn chị Đào Nguyệt ơi. Chị Phạm Thị Phương Mai ok em chốt đơn hàng ạ. Chị Thu Lê màu đen B1 em hết XL rồi. Chỉ có màu nâu là có XL đấy nhá. Hiện tại em đang lẻ sang ở bộ B1 ý. Bộ này bộ B2 42 cân. Nói chung là 42 cân mặc bộ này thì hơi rộng một tí. Hơi rộng một tí. Đen vãi đặt mấy mã mà được mỗi một chiếc.
Đây các chị này, màu đen cho em ạ. Bộ này là bộ B2 màu đen này. B2 màu đen cộng số điện thoại nhá. Màu đen, màu nâu. Mẫu này em có hai size là size M với size L. B1 có màu đen chị ạ. 1m50 không dài đâu chị Kim Phúc Đàm ơi, tại vì là quần này là nó quần bo gấu, quần bo gấu. Nhưng mặc dễ lắm. Chị Phạm Hồng ơi, B1 có đen, chị Nguyễn Hương rồi ok chốt đơn hàng ạ. Chị Dương Kiểm có đơn ạ. Bộ này là 479.000 một bộ. 479.000 đồng nhá chị nhá. 479 là bộ B2. Form em có size M với size L, chốt các chị tầm 43 44 cân cho đến tầm khoảng 60 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Hàng này nó không đánh size S đâu chị ơi. Cái chị này, size M là nhỏ nhất ạ. Size M nhỏ nhất cho em ạ. B2 ạ, màu nâu và B2 màu đen. Cộng số điện thoại ạ. Chị ơi, đưa trên bộ B3 nào. B3 còn màu gì nhỉ? B4 là bộ nào nhỉ? Bộ nào cũng đẹp, em cảm ơn chị luôn. Đây chị này. Ok, bán trả góp luôn. Chị Trang Dung rồi ok chị luôn. Thế thì em bảo lấy cái bộ khóa ấy, bộ khóa của bộ B47 ấy. Chắc là vẫn đủ size đúng không? Ở ngoài kìa. Bộ khóa của cái hàng Sini ấy. B1 có đen nhá chị nhõng nhi nhõng nhẽo ơi. Em ơi có size to không ạ? Size bộ này em có size các chị dưới 60 cân thôi. 43 cân đến 60 cân. 43 cân đến 60 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị đền cho em màu nâu này. Đẹp lắm luôn những cái bộ hàng Quảng Châu này. Các chị comment là bộ B2 nhá các chị nhá. B2 cộng số điện thoại ạ. 479.000 ạ. B2 479.000. Sao xịn sò đẹp quá. Em cảm ơn chị Trang Dung. Bộ này các chị comment là bộ B2 kẹp số điện thoại cho em ạ. 479.000 một bộ ạ. Hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Các chị nhìn cho em hàng này. Thì chạm bao chất lượng luôn. Đấy, nhìn qua cái tem mác các chị biết luôn nhá. Hàng của nó hàng loại, một tên là hàng xưởng đúng không ạ? B2 màu đen ok chị Ngọc Lan. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Dưới 60 cân đổ về em chốt đơn hàng. Em mặc size M đấy chị này. Để cho em mặc size M đây. M L 2 size chị ơi, size L cái mẫu đấy ở ngoài cùng ấy. À đấy. Em đứng lại lấy bộ nhung, đang chị đợi chị tìm lấy bộ nhung luôn. Chị mưa bụi cho em số điện thoại chị ơi. Chị Mùi Trương có đơn ạ. Còn bộ cổ tròn size M màu hồng không à? Để em xem còn mẫu nào không nhỉ. B4 cũng hết size M này. Thế thì không còn đâu chị ạ. Size M màu hồng là em hết hàng rồi. Em có lên màu này. Tình La rồi ok chốt đơn ạ. Cho chị chốt cho chị không em có chị Nguyễn Hương ơi, chị cứ lên số điện thoại nhá. Em không đọc tên nhưng mà máy nó vẫn lên đơn bình thường mà chị, cứ có số điện thoại là máy tính lên đơn thôi. Đấy, ngày mai các bạn nhân viên thì em sẽ gọi chốt đơn cho các chị ạ. Chị Thùy Trần có đen với nâu 60 cân. Hủy B1 rồi ok. Chị Tình La rồi B2 màu nâu 53 cân. Có vừa đẹp luôn chị ạ. 53 cân nếu mà chị mà cao tầm 1m58, 57 thì các chị mặc size M cho nên là vừa đẹp nhá. Nói chung là tùy chiều cao của các chị nữa. Chị Hoàng Lê 49 cân 1m55 có vừa bạn đang mặc không có luôn chị yêu. 49 cân 1m55 chị cũng mặc được size M. Có chị Tình La chị cứ lên số điện thoại đi. Sao chị dò màu nâu size M có không nghe mà. Còn size L với size S thôi ạ. Chị Nguyễn Tem rồi chốt B2 này. Em lên đồ bộ hãng như này các chị nhá. Bộ hãng Sini luôn. Bộ này ngày hôm nay vẫn đang giảm các chị này. Bộ khóa này nói chung là size số nó vẫn đều. Nhưng mà em vẫn được giá sale các chị nhá. Em nói chung là em vẫn được giá sale. Nó sẽ mềm hơn giá của hôm trước một chút. Nó sẽ mềm hơn giá của hôm trước một chút ạ. Bộ khóa cho em, bộ khóa mũ ạ.
thu được số điện thoại. Chị làm gì đấy? Cần phải ghi chép gì đấy? Và một phần. Chị Lê Hà, chị Khánh Đào có nhá. Gió một màu em còn chị ạ. Răn không lốt lông thì em có, và chị Thân Thị Hường nhá. Chị Lý Yến ơi, cho em số điện thoại nhá. Chị cứ lên số điện thoại, ngày mai các bạn nhân viên sẽ gọi chốt đơn ạ. Bộ này các chị comment cho em là bộ B47 đúng không? B47 và kèm số điện thoại ạ. Em nó có màu xanh các chị này, màu xanh lá này. Để chọn tông màu thứ hai, tông màu đỏ các bác này, tông màu đỏ này, tông màu cam và tông màu xanh than. Mỗi em có 4 màu các chị nhá. Mỗi này có 4 màu. Em có size các chị 45 cân đến 65 cân ạ. 45 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị comment lại chuẩn mã cho em là bộ B47. Sao thế con? Bố đâu? Bố không cho, không chơi với em á? Hả? Bố không chơi với em à? Áo có, còn một đỏ đô size XL không nghe mà. Em cũng biết là còn không đây này. Con đi ngủ đi. Đợi đây đợi mẹ à? Đợi mẹ á. Ngủ đi, mai còn đi học chứ. Con đợi mẹ bán hàng á. Ba đâu vào ngủ rồi? Ngủ rồi à? B47 là 329.000 đồng nốt các bác nhé. Em tặng các chị 329.000 đồng một bộ ạ. Các chị lên đơn hàng cho làm bộ B47 ạ. Em có là LXL, 2XL. Chốt đơn các bác thì mình tầm khoảng là 45 đến 65 cân nhé. 45 cân đến 65 cân chốt đơn hàng ạ. Đủ size số, được chưa ạ? Các chị từ 45 cân đến 65 cân chốt đơn ạ. Màu xanh các chị này, đây màu đỏ này. Được chưa ạ? Màu cam và tông màu xanh than. Giá hôm nay ạ, thật giá là các chị yêu là 329.000 đồng ạ. Chị nào nhanh tay mình có đơn ạ, số lượng nó còn rất là ít các chị nhá. Cho Thanh Thủy có ạ, chị Hoàng Mỹ có đơn hàng ạ. B47 và kèm số điện thoại cho em. Này còn chưa treo ra đúng không? Cái gì ạ? Cái là mã nào kìa? Đấy là biển. Không. Đây các chị ơi, màu này, các chị nhìn hàng cho em ạ. Chuẩn đét luôn. Đấy, thị trường các chị vẫn đang mua mức giá là trên 400 các chị yêu nhá. Trên 400.000, tầm 450. Áo bên trong em có mà chị, áo bên trong có. Áo bên trong có à? B47 size L, ok chị Hà Bùi. Các chị cứ lên đơn hàng cho là B47. Giá này thì thực sự luôn là giá này em bán sale rồi các chị nhá. Còn hôm trước em vẫn đang bán các chị mức giá là 370 đúng không? Phải không? Hôm nay bán các chị là 329.000 ạ. 329.000 đồng một bộ. Hôm nay chị nào mua 2 bộ em miễn ship nhá. Để chạy riêng bộ B47 ngày hôm nay chị nào mua 2 bộ nhà em loan miễn phí ship luôn. Đấy, cho nó gọn hàng gọn mẫu ạ. B47 cộng số điện thoại cho em ạ. Ông ơi, à thôi, bộ này của nó là hàng công ty chị, hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam như hàng công ty, hàng đẹp lắm. Chất này thì em bán rất là nhiều rồi. Hàng của nó chất u mì ép. Đưa cho cô Huyền chất xích nước. Thật á? Nước lơn còn không? Còn em muốn bể chất u mì ép chị ơi. Chất u mì ép. Rồi, chị nào đã mua bộ này rồi các chị cứ gọi là cho em xin một cái phản hồi rồi. Cho em xin một cái phản hồi, đây là màu cam. Màu cam này, xanh than này, màu đỏ và tông màu xanh lá. B47 kèm số điện thoại ạ. Cứ áo màu nào thì cái viền quần màu đấy các chị nhá. Áo màu cam này thì cái viền quần nó sẽ là màu cam. Áo màu cam, viền quần màu cam cho em ạ. Đẹp chất lượng luôn ạ. Em tặng các chị giá 329.000 đồng. Đây chị này, viền quần nó sẽ có nâng mông á chị nhá. Nó sẽ có viền quần nâng mông ạ. Form dáng rất là dễ mặc luôn ạ. Hôm nay chị đang mua 2 bộ nha, em loan phiện ship nhá. Ngày mai ạ, nhớ bảo nhân viên cho em với. Là ngày hôm nay ạ, chị mua 2 bộ B47 em miễn ship cho chị luôn. Đấy, đỏ cho em ạ. Màu đỏ này. Màu đỏ cho em. Có làm gì? Hả? Ui, dầu thế. Đâu ấy? Con kiếm ở đây. Hả? Con kiếm ở đây. À, đây mẹ cho. Mấy cây đấy?
mang về đưa cho bố nhá. B47 em mặc kiểu thích lắm chị ơi, nhiều khi là những cái mẫu này nó còn đẹp hơn hàng Hồng Châu ấy. Đấy, cái về hàng của nó là hàng công ty và hàng tuyển luôn. Hàng công ty, hàng hãng như này mà các chị được mua giá 329.000 đồng là giá sale rồi ấy. Giá này là nguyên nhà em bán sập giá. Đấy, đâu có gì, nó còn số lượng có cực kỳ là ít thôi các chị nhá. Hàng Nguyễn có, chị Nguyễn Lưu mà hôm nay là giá ưu đãi luôn chị nào. Chị nào mua hai bộ nha em miễn ship, còn một bộ cũng là phí ship 30.000 nhá. Còn quần ba ôm là gì? Ba ôm là gì hả chị ơi? Em màu xanh than đây. Em màu xanh than cho em ạ. Xanh than của bộ này là bộ B47 màu xanh than các chị nhá. B47 ạ, xanh than và cộng số điện thoại cho em ạ. Quần đen chị vừa rơi là mã nào? Áo bên trong á, đây áo bên trong em mặc đây. Nó cái hình di rắc là chị làm cho các chị là người các chị nhỏ hơn. Đấy, chị Lan Trần Lan ạ. Em có áo mặc trong không đây chị này? Áo mặc trong em chưa nhớ là mã này là mã nào đây. Nó ngủ muộn lắm chị ơi. Nào cũng như bà mõ ấy. Mã này các chị có mày là đá 76. Đá 76 các chị yêu. Để em xem mã này, tại vì mã này em nhiều mã không nhớ được hết cô cái mã tiền của nó. Thôi, mã này là một nốt một mã này là cuối like chị nhá. Nốt mã này cuối like luôn ạ. Đá 76 ạ, cộng số điện thoại. Thấp là mét bao nhiêu chị Nguyễn Huyền ơi? Các chị cứ lên số điện thoại đi, nhân viên em sẽ tư vấn nhá. Áo trên mặc trong à? Cuối livestream nhá. Để cho em tặng các chị luôn ạ, 145.000 đồng ạ. Để cho 145.000 đồng áo. Phong các chị từ 40 cân đến 65 cân nhá. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Mã hàng cho em là đá bao nhiêu nhỉ? Đá 76 chị ơi, đá 76 ạ. 145.000. Ok chưa? Mã này coi như cuối live em tặng các chị kèm đơn. Đó, cuối live trên tặng các chị kèm đơn ạ. Đá 76 đi chị này, chị ân vài mẫu cuối đi chị này. Mẫu này là mẫu cuối live em chị ân khách hàng luôn ạ. Đá 76 và kèm số điện thoại. Cho bác xem. Đây đây, xem nào. Cho bác xem. Ui giời ơi, cháu giàu. Cháu giàu nhất Bắc Bộ luôn nhờ. Sao lại giàu thế? Ui giời, vàng đeo cả dây là xiên thế này. Đấy, ui giời, cháu giàu chưa? Các bác nhìn này, vàng cháu đeo đầy cổ nhá. Đấy, vàng đeo đầy người. Chào các bác chưa? Rồi, đá 76 ạ. Các con bảo các bác mua đá 76. Các bác mua đá 76 cho mẹ con đi. Mẹ con có đi mua thì mẹ con kiếm tiền. Mẹ con đi mua bim bim cho con. Mẹ con kiếm tiền mua bim bim cho con. Thế áo này bán bao tiền con? Mấy tỷ. Áo này bán bao tiền? Bán bao tiền à? Bán bao nhiêu tiền được nhỉ? Bán bao tiền? Bao nhiêu? 1 tỷ nhá. Không. Bao nhiêu? 2 tỷ cơ à? Áo này bán hẳn 2 tỷ. Chát quá. Chát quá. Mắt còn sáng như sao. Đấy. Áo này 145.000 các chị ạ. 145.000 ạ. Cháu có dây vàng nó đeo đầy cổ luôn nhờ. Nào, chốt lại áo này bán bao tiền con? Áo mẹ đang mặc. Ừ, áo mẹ đang mặc bán bao tiền được? Biết. 100. 45.000. 145.000. Các chú ơi, đố các chú có dây vàng để đeo cổ ấy. Đố các chú có dây vàng đeo cổ ấy. Cháu giàu mà. À, cháu giàu lắm. Cháu giàu lắm. Cháu yêu mẹ cháu lắm. Rồi các chị ơi, áo này là 145.000 nhá các chị nhá. 145 là mã đá 76 á. Có một màu ấy thôi chị. Em lên mẫu nào là em chỉ có một màu thôi chị ạ. Đá 76 á. MLXL 3 size ạ. 145.000 ạ. 145.000 một áo. Cái này là em bán kèm đơn các chị nhá. Bán kèm đơn hàng các chị cuối livestream các chị lấy là dồn đơn luôn để trái tim. Trái tim à? Ủa, bác nào thả tim to thế? Bác nào thả tim to cho mẹ cháu thế? Ôi trái tim nhỏ. Ôi. Mẹ ốm rồi. Thế mẹ đi về nằm nghỉ ngơi đi. Ôi ôi, mẹ đi về nằm nghỉ ngơi đi. Thế con không ngủ, mai lại gọi dậy đi học cũng không thèm dậy. Mai lại gọi dậy đi học không dậy.
mà giờ sợ gì nhịn ra nhầm tắm. Ba là con dâu. Nào, răng cứ xuống hết rồi, thế ngồi xuống. Ngồi xuống để cho mẹ bán hàng. Nha, ngờ thật ngã đấy. Thôi, thôi em nghỉ nha các chị nha. Nốt bữa này thì em nghỉ đấy ạ. Mai em lên tiếp không ạ? Mai lại sợ là lên nhiều mẫu quá, là nhân viên nó không chốt đơn xong là mai lại phải nghỉ. Trâm Nguyễn rồi, ok chị luôn ạ. Bộ áo này các chị comment cho em là áo mã đá 87 nhá các chị nhá. Đá 87 ạ, cảm ơn các bác ạ. Đấy, may mà có được cô con gái các chị ạ. Hai đứa đầu như em là con trai. Đấy, mãi sau sao mà đứa thứ ba lại may mắn là sao lại đẻ được đứa cô con gái. Đấy. Con gái này á. Ừ, thế con là con gái hay con trai? Con gái. Con gái. Ê, con gái à? Con gái này. Con gái phải mặc váy. Con trai phải mặc áo. Con gái mặc váy à, con trai mặc áo à? Con trai có mặc váy được không? Không, con gái mặc váy. Không, con trai mặc quần áo mà. Chị thì, Thúy Nội Phạm cho em số điện thoại chị ơi. Tôi bộ Quảng Châu là khóa để mai em lên chị nhá. Mai em lên đi. Tại vì bây giờ muộn quá rồi, bây giờ nó có mấy mã đâu, bây giờ toàn size to chị ạ. Bây giờ toàn size to, nó bảo là mẹ mệt rồi, mẹ đi nghỉ đi. Mệt rồi, ốm rồi, mẹ đi ngủ đi. Mẹ ngã con. Mẹ ngủ chút đi. Thế con chào các bác đi. Con chào các bác. Chào các bác. Mai mẹ cháu bán hàng nữa. Mai mẹ cháu bán hàng nữa. Bây giờ mẹ cháu cho cháu đi ngủ. Vừa mẹ cháu cho anh ngủ. Mai cháu còn đi học. Mai cháu còn đi học. Chào các bác đi, bye bye các bác. Bye bye. Chúc các bác ngủ ngon. Chúc các bác ngủ ngon. Hôn gió, bye bye. Hôn gió, hôn gió, hôn gió. Các bác ơi, con có anh cái tim này. Em thả tim đi, con thả tim cho bác nè. Thả tim nè. Bắn tim nè. Bùm 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 bùm. Bắn tim bùm bùm mới thế. Bùm 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 bùm. Bắn tim bùm bùm. Bùm 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 bùm. Thả tim này. Bùm 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 bùm. Tả tả mặt cười. Bùm 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 bùm. Thôi, chồng bắt like đây. Bye bye các bác nha.